có không ít người đều đang cười nhạo, chỉ đối phó với một tên tiểu võ tu cảnh giới chân linh mà cũng cần dùng đến bí thuật. Nhưng một đạo chú định thân được thi triển thì mọi chuyện đã ngay lập tức kết thúc, ba người lần trước nếu như nghĩ ra điều này sớm hơn thì cũng không tới nỗi phải chịu thua thảm hại ở đây, ngay cả một lá bài tẩy cũng không kịp dùng tới. Vẫn là tiểu đệ của Vệ Xuyên khôn ngoan hơn, dùng tới bảng môn tà đạo liền có thể chiến thắng. Huyền Dương đấu với chân linh mà còn phải dùng đến chú định thân, đúng là không biết xấu hổ, Mục Thanh Hàn hừ lạnh, chân khí đã được vận lên song trưởng của nàng ta. Nếu cần thiết thì nàng ta chắc chắn sẽ ra tay, nàng ta tới đây không phải để nhìn tiểu sư đệ bị đánh chết, cho dù phá hư quy củ cũng được, vi phạm môn quy cũng được, nàng ta nhất định phải bảo vệ tiểu sư đệ. Quá trình không quan trọng, quan trọng là kết quả. Trịnh Minh nhếch miệng cười, da mặt của hắn ta hiển nhiên là rất dày, hắn ta bước từng bước tới gần Triệu Bân, ngay sau đó trong tay của hắn ta lại hiện ra một thanh kiếm màu bạc đâm về phía Triệu Bân. Triệu Bân vẫn không cử động, hắn đứng đó hết sức ngay ngắn như một tấm bia ngắm. Thật ra thì hắn không hề hấn gì, chú định thân cấp độ thấp thế này không thể nào chế trụ được hắn. Lý do hắn vẫn đứng yên không cử động tất nhiên là bởi vì hắn muốn tập kích bất ngờ, chưa tới thời khắc mấu chốt thì hắn sẽ không để lộ thực lực. Hắn phải giả heo ăn thịt hổ thì mới có thể tiếp tục kiếm được nhiều tiền. Phải chờ tới ngày tỷ thí Tân Tông thì hắn mới có thể dốc hết toàn lực. Về phần Trịnh Minh, tên nhãi danh này còn lâu mới đủ tư cách khiến cho hắn thi triển công lực thật sự của mình. Không cần nhiều, một tay là đủ rồi. Trịnh Minh cười gian ác, thanh kiếm bạc trong tay của hắn ta đã đâm tới cánh tay của Triệu Bân, hắn ta muốn chặt đứt một cánh tay của Triệu Bân để làm lễ vật dâng lên cho lão đại của mình. Đám người đứng xem đều đưa tay lên che mắt, bởi vì cảnh tiếp theo sẽ rất đẫm máu. Trong lòng Triệu Bân thầm cười nhạo, không biết tên nhãi danh này lấy đâu ra tự tin mà muốn chặt đứt một cánh tay của hắn. Đừng sợ. Trịnh Minh đã áp sát và đâm tới một kiếm tuyệt sát, trên gương mặt của hắn ta đang nở một nụ cười hết sức hung tàn. Trong chớp mắt, kiếm của hắn ta đã đâm gần trúng mục tiêu. Mục Thanh Hàn cũng ngay lập tức di chuyển, vũ động chân nguyên ngưng tụ trên song trường. Tuy nhiên, không đợi nàng ta đánh ra một trường thì tượng đá Triệu Bân đã đột nhiên giơ tay lên, khí thế của hắn như thiên lôi đánh ngang bầu trời, hắn đã tóm được cổ tay của Trịnh Minh và kẹp chặt lấy hắn ta như một gọng kiềm thép. Chú định thân không có tác dụng sao, đám người đứng xem vô cùng kinh ngạc. Sự kinh ngạc của bọn họ cũng chính là sự kinh ngạc của Mục Thanh Hàn lúc này, nàng ta đã sắp đánh ra một trường nhưng liền phải thu trở về, bởi vì tiểu sư đệ đã vươn tay ra nhanh như chớp, hiển nhiên không cần nàng ta phải hỗ trợ nữa. Ngươi, sắc mặt của Trịnh Minh ngay lập tức thay đổi, hắn ta không biết tại sao Triệu Bân lại có thể phá chú định thân. Đến đây! Triệu Bân quát lớn một tiếng rồi ngay lập tức nhấc bổng Trịnh Minh lên, đám người đứng xem cũng đồng loạt ngước mặt lên, cái tên đi cửa sau này lại sắp biểu diễn tuyệt chiêu đập người của hắn rồi. Không xong rồi, Trịnh Minh gầm lên, hắn ta thật sự không ngốc, còn biết được chuyện sắp không xong rồi. Nhưng cho dù có biết cũng vô ích. Triệu Bân đã xuống tay, lưng eo hợp nhất, khí thế hết sức hung hãn. Động tác của hắn vô cùng thuần thục, người bình thường không thể nào học theo được. Ầm. Sau đó liền có một tiếng nổ lớn vang lên dữ dội. Tiếng nổ ầm ầm vang lên kèm với tiếng kêu la thảm thiết cực kỳ vui tai, Trịnh Minh trào máu giàn giụa trên đài, chính hắn ta cũng đã từng nhìn thấy Triệu Bân đập người nhiều lần, chỉ nhìn thôi cũng đã cảm thấy đau, huống chi bây giờ hắn ta lại là người bị Triệu Bân đập, quả nhiên là đau đớn đến mức chết đi sống lại. Tứ chi xương khớp của hắn ta đều đang kêu lên răng rắc, toàn thân rã rời như muốn gãy ra từng khúc. Ầm, bang. Ngay lập tức Triệu Bân đã đập hắn ta đến lần thứ hai. Triệu Bân đập Trịnh Minh tới lần thứ ba thì mới dừng lại. Một đệ tử cảnh giới Huyền Dương đã bị đập thê thảm đến mức ngất xỉu. Tên nhóc này là yêu nghiệt ở đâu ra vậy, có người nghi hoặc hỏi, làm thế quái nào mà hắn có thể phá được chú định thân. Xem ra lúc hắn bị chế trụ cũng chỉ là diễn trò mà thôi, người tinh ý thì trong nháy mắt đã nhìn ra manh mối. Một màn diễn xuất của cơ ngân đã khiến cho Trịnh Minh mất cảnh giác và trúng chiêu. Lại thêm một tên nằm bẹp. Chẳng ai có thể thi triển được bí thuật gì khi đánh nhau với cơ ngân cả. Có người thẳng thắn nói, lời này cũng không sai, từ ba người ngụy đằng đến tiểu đệ của Vệ Xuyên,
chưa từng có ai kịp thi triển bí thuật thì đã bị Cơ Ngân tóm được và đập đến ngất xỉu tại chỗ. Tiểu sư đệ làm cho ta sợ hết hồn, Mục Thanh Hàn không khỏi nở nụ cười, thì ra nàng ta chỉ lo lắng thừa, tên nhóc Cơ Ngân này quả nhiên có bản lĩnh, ngay cả chú định thân cũng không làm gì được hắn. Hình như lửa giận của hắn lần này có chút lớn quá rồi. Triệu Bân đánh xong cũng không nhàn rỗi, hắn vừa thu ngân phiếu đánh cược vừa lật tung cả người Trịnh Minh lên, tất cả những thứ đáng giá đều bị hắn hốt sạch. Nếu như không phải thời gian đã trễ thì có khi hắn đã lột sạch tất cả quần áo của Trịnh Minh rồi, chỉ trừ cho hắn ta một cái quần cộc hoa. Đám người đứng xem đều giật giật khóe miệng. Nhìn động tác chấn lột điêu luyện của Triệu Bân liền có thể biết được chắc chắn hắn đã không ít lần làm những chuyện lưu manh này. Đã đập người ta đến bán thân bất toại, cầm được ngân phiếu rồi mà còn muốn chấn lột cho bằng sạch hay sao? Nếu như Trịnh Minh còn tỉnh thì hắn ta chắc chắn sẽ mắng ầm lên. Tên khốn kiếp không có tinh thần thượng võ. Ta cũng cảm thấy xấu hổ thay cho hắn. Đám người đứng xem tặc lưỡi không ngừng, cũng không nỡ nhìn Trịnh Minh nữa. Là nhân vật chính, tự Trịnh Minh cũng cảm thấy xấu hổ, hắn ta khiêu chiến nhưng lại bị đối phương đập đến bán thân bất toại, so với thần thái hiên ngang lẫm liệt của hắn ta lúc trước đúng là một trời một vực. Đáng lẽ ra hôm nay hắn ta phải được nở mày nở mặt, kết quả lại đánh mất hết tất cả thể diện. Xem ra đúng là phải chờ lão đại của hắn ta về thì mới có thể trấn áp được tên đi cửa sau đó. Đi rồi. Triệu Bân nhảy khỏi diễn võ đài, cùng Mục Thanh Hàn đi càng lúc càng xa. Đã đi xa nhưng vẫn còn thấy hắn vẫy vẫy tay, dường như hắn có ý muốn nói, lần sau nếu như có chuyện tốt thế này nữa thì cứ đến tìm ta. Quả thật, cái tên này không dễ nhìn thấu, có không ít người giật giật khóe miệng nói, cũng có không ít người tặc lưỡi thổn thức. Tên nhóc đi cửa sau này đúng là có bản lĩnh không nhỏ, đập người hết sức điêu luyện, trước là bộ ba Ngụy Đằng, sau là tiểu đệ của Vệ Xuyên, không ai có thể thoát khỏi số phận bị đập ngất xỉu. Vẫn là đến diễn võ đài dễ kiếm tiền nhất, tiếng tặc lưỡi ganh tị cũng vang lên không ít. Đánh một trận đã có thể thu được 20 vạn lượng, quả thật có thể làm giàu nhanh hơn so với việc đi làm nhiệm vụ. Ta hy vọng Vệ Xuyên sẽ mau trở về. Đám người đứng xem dường như vẫn còn chê chuyện chưa đủ ầm ĩ, lời này vừa nói ra thì ánh mắt của ai cũng trở nên sáng rỡ, với tính tình của Vệ Xuyên thì chắc chắn tên nhóc kia sẽ không được bình yên. Kịch hay còn ở phía sau. Vậy là, xong rồi sao? Vẫn còn có rất nhiều người chạy tới xem nhưng chỉ nhìn thấy Trịnh Minh đang nằm bẹp trên diễn võ đài, ai ai cũng sửng sốt. Vừa nghe thấy ở đây có diễn ra trận khiêu chiến thì bọn họ đã phóng như bay tới đây rồi. Nhưng vẫn không kịp theo dõi. Đánh nhau với Cơ Ngân, chỉ có thể nhận xét bằng một chữ, đó chính là, nhanh. Đây là kết luận mà tất cả mọi người đều nhất trí, bởi vì không ai kịp làm gì thì đã bị Cơ Ngân đập đến ngất xỉu. Sư tỷ cũng có phần, Triệu Bân lại đưa cho Mục Thanh Hàn một sấp ngân phiếu. Ngươi là yêu nghiệt gì vậy? Mục Thanh Hàn liếc nhìn Triệu Bân từ trên xuống dưới, hắn đã trải qua 4 lần khiêu chiến toàn thắng, thắng được không ít bạc. Nhưng từ đầu đến cuối hắn chỉ sử dụng một tuyệt chiêu duy nhất chính là thuật đập người. Có lẽ tiểu sư đệ của nàng ta không biết một bí thuật nào khác ngoại trừ thuật đập người. Ta sẽ đến tàng kinh các, Triệu Bân cười nói rồi bước nhanh. Mục Thanh Hàn nhìn hắn rời đi, sau đó nàng ta rẽ vào một khúc quanh để về đỉnh Tử Trúc. Đây là một tin tức tốt, nàng ta phải nói cho sư phụ biết, để cho sư phụ biết tiểu sư đệ cũng rất có bản lĩnh. Hàng đâu? Tiền đâu? Đoạn đối thoại này chính là đoạn đối thoại quen thuộc giữa Triệu Bân và Lão Trần Huyền. Người đến mua đồ hôm nay không ít, sau khi nghe đoạn đối thoại này thì ai ai cũng vò đầu khó hiểu. Hàng gì? 10 bình linh chấp thiên nhãn. Triệu Bân hôm nay rất hào phóng, lấy ra một sấp ngân phiếu đập lên quầy. Đừng nói là mấy đệ tử đang đến mua đồ, ngay cả Lão Trần Huyền cũng nhướng mày. Bất giác nghĩ rằng ở nhà của tên nhóc này chắc là có mỏ vàng. Chăm chỉ lên diễn võ đài thì muốn gì cũng có, Triệu Bân nói. Lão Trần Huyền cười vui vẻ, mỗi lần Triệu Bân đến đây thì chắc chắn lão ta sẽ có một vụ làm ăn lớn. Triệu Bân đến nhanh mà đi cũng nhanh, tàng kinh các nằm ở cách đó không xa, hắn đã lẹ làng chạy qua bên đó. Còn chưa bước vào trong thì hắn đã cảm thấy mầm tạo hóa của mình rung động. Xem ra kỳ chân dị bảo vẫn còn ở trong đó. Ở tàng kinh các ngoài hắn ra còn có U Lan,
Lần nào hắn đến đây cũng gặp cô ta, không biết cô ta đã sao chép được bao nhiêu cuốn sách cổ bằng tinh thạch ký ức để tuồn ra ngoài, cho đến bây giờ cũng chưa có ai phát hiện. Nhìn thấy Triệu Bân, U Lan liền thu tinh thạch ký ức lại. Sư tỷ, Triệu Bân đi tới, thử chào cô ta một tiếng. Chuyện gì, U Lan khẽ mở miệng, che giấu sự hoảng sợ bằng một cử chỉ lạnh lùng. Thì ra lỗ tai của tỷ vẫn còn dùng được, Triệu Bân nói, đây tất nhiên là một câu nói đùa, chủ yếu là hắn muốn xác định một chút, nếu như cô đã nghe thấy rõ như vậy thì tại sao lại còn đi truyền lời sai, chẳng lẽ cố tình muốn gài bẫy ta sao? U Lan cau mày, không biết lời này của Triệu Bân là có ý gì. Chính xác mà nói, cô ta rõ ràng không hề quan tâm đến bất cứ thứ gì ở đây, cô ta đến Thiên Tông chỉ để làm nhiệm vụ, cái gì mà tình tình ái ái, cô ta không quan tâm, lời cũng đã được chuyển đi rồi, những việc còn lại không liên quan đến cô ta. Khi họ đang nói chuyện thì lại có một mùi thơm bay đến. Mùi thơm đó xuất phát từ cơ thể Nguyệt Linh, cô ta đang đi từ lầu 2 xuống, nhìn thấy U Lan đứng với Cơ Ngân thì nét mặt vẫn lãnh đạm như cũ. Nhưng đặc biệt khi cô ta nhìn về phía Triệu Bân thì ánh mắt lại càng lạnh lùng hơn nữa, thậm chí trong ánh mắt đó còn có chút thù địch. Cô ta đang nghĩ Triệu Bân có mặt ở đây là để quấy rối sư muội nhà mình. Chuyện thế này có thể thể khiến cho bất kỳ ai cũng cảm thấy buồn bực, trước đó thì đưa thư tình cho cô ta, 2-3 ngày sau lại tìm tới sư muội của cô ta để quấy rối. Cái tên đi cửa sau này sao lại có thể đáng ghét như vậy, da mặt của hắn sao lại có thể dày như vậy. Lạnh quá. Triệu Bân thầm lẩm bẩm trong lòng, khí chất của Nguyệt Linh mới lạnh lùng làm sao. Nàng ta không phải là người mà ngươi có thể với tới đâu, Nguyệt Linh nhẹ giọng nói, nhưng ngữ khí hết sức lạnh lẽo. Lời này tất nhiên là đang nói với Triệu Bân, còn nàng ta mà cô ta nói tất nhiên là đang ám chỉ U Lan. Triệu Bân nhướng mày, không nhịn được mà phải liếc nhìn Nguyệt Linh một cái, tuy rằng hắn không nói lời nào nhưng ánh mắt của hắn đã đại biểu cho tất cả, vị sư tỷ này. Con mắt nào của cô thấy ta quấn quýt lấy U Lan vậy, cô không được phụ oan cho người tốt chứ? Nguyệt Linh lười nói nhiều, chỉ nắm lấy tay U Lan rồi xoay người rời đi. U Lan không muốn rời đi, cô ta vẫn còn muốn sao chép sách cổ mà, tình huống này thật khó xử quá. Triệu Bân không quan tâm nữa, tùy tiện cầm lấy một cuốn sách cổ lật xem. Toàn bộ tàng kinh các lúc này rất yên ắng. Chỉ có tiếng ngáy của lão đạo Huyền Sơn là vẫn đang vang lên như sấm rền, không biết là do tối hôm qua ông ta ngủ không ngon hay là do ông ta đang ngủ quá sâu, tới nỗi khi Triệu Bân bước vào thì ông ta cũng không biết. Không lâu sau Tô Vũ cũng đã đến, hắn ta liền kéo Triệu Bân rời đi. Đi đâu? Triệu Bân hỏi. Mời ngươi đi ăn linh quả tâm đó, Tô Vũ cười nói, lão già lỗ mũi trâu hôm nay không có ở đây. Triệu Bân đặt cuốn sách cổ xuống rồi đi theo hắn ta. Triệu Bân đã từng nghe nói qua về linh quả tâm, đó là một loại linh quả kỳ lạ, giá cả không quá đắt nhưng võ tu bình thường cũng không có ai quá quan tâm. Nó có công dụng tẩm bổ tinh thần lực, nhưng nếu chỉ có tác dụng này thì dùng tiền đi mua dược hoàn tẩm bổ còn tốt hơn. Sau khi rẽ qua vài khúc quanh, hai người dừng lại trong một vườn cây. Đứng ở ngoài nhìn vào có thể thấy những cây linh quả, thân cây to lớn. Cành lá sum suê, đặc biệt mỗi một linh quả trên cây đều lóe lên sáng bóng, còn tỏa ra một hương thơm độc đáo sảng khoái. Đây là linh quả viên của Thiên Tông. Triệu Bân có nghe nói về nó nhưng đây là lần đầu tiên hắn được đến đây, nơi này có linh khí nồng đậm, toàn bộ linh quả viên đều chìm trong sương mù linh khí, dưới mỗi thân cây còn có mây mù linh khí là đà bay lượn, nếu như được tu luyện ở đây thì chắc chắn có thể gia tăng công lực rất nhanh. Chỉ có điều đây không phải là nơi mà ai cũng có thể đặt chân đến. Những bức tường bên ngoài linh quả viên chắc chắn đều đã được khắc cấm chế, nếu có kẻ nào dám đột nhập thì chắc chắn sẽ bị xử lý nghiêm khắc theo môn quy. Tiểu Tam, mở cửa, Tô Vũ kêu lớn. Nếu ngươi cứ gọi ta như vậy thì ta sẽ đá chết ngươi. Có người đáp lại, người đó là một thanh niên mặc áo trắng, Triệu Bân không biết hắn ta là ai, nhưng có lẽ hắn ta là đệ tử trông coi linh quả viên. Người trong Thiên Tông gọi hắn ta là Dương Phong, vì hắn ta ở nhà là con thứ ba cho nên mới có biệt danh là Tiểu Tam, vừa nghe đã tưởng hắn ta là kẻ thứ ba chen chân vào mối quan hệ của người khác. Thế nên biệt danh này cũng đã gây ra cho hắn ta không ít chuyện hiểu lầm. Tại sao ngươi còn dắt thêm một người nữa vậy? Dương Phong nhìn Tô Vũ sau đó nhìn Triệu Bân, trong mắt hiện lên vẻ kỳ quái, sao trong Thiên Tông lại có cảnh giới chân linh,
không phải tiêu chuẩn thấp nhất để gia nhập Thiên Tông là cảnh giới huyền dương hay sao? Hắn đi cửa sau để vào đây à? Huynh đệ của ta, Tô Vũ cười nói rồi tự mình đẩy cửa bước vào. Triệu Bân lúc này vẫn đang quan sát linh quả viên cũng bị hắn ta kéo vào. Tiến vào trong vườn, Triệu Bân lại được một phen bổ mắt, linh lực ở nơi này mạnh mẽ vô cùng, không còn gì để nói. Hắn do nữ soái Xích Diễm giới thiệu tới đây đó, Tô Vũ thì thào nói với Dương Phong. Dương Phong nhướng mày. Nữ soái Xích Diễm danh chấn hoa hạ, hắn ta tất nhiên đã từng nghe nói tới, một huyền thoại như vậy lại có thể để cho một tên nhóc cảnh giới chân linh lợi dụng sao? Tên này cũng có một chút đạo hạnh, Tô Vũ nói, sau đó kể lại cho Dương Phong nghe hết chuyện của Triệu Bân, từ chuyện đỉnh Ngọc Tâm khiêu chiến tới chuyện hắn đập mấy người bất tỉnh trên diễn võ đài. Xem ra ta đã bế quan quá lâu rồi, trong thời gian này lại xảy ra chuyện thú vị như vậy, Dương Phong thở dài, không khỏi liếc nhìn Triệu Bân có đạo hạnh hay không thì hắn ta không biết, nhưng kể từ khi biết Triệu Bân được nữ soái Xích Diễm giới thiệu tới đây thì Dương Phong cũng ngầm hiểu sau lưng hắn chắc chắn có nội tình. Ăn đi, không cần khách khí. Tô Vũ hoàn toàn không coi mình là người ngoài, khi đi ngang qua một cái cây thì hắn liền hái ba linh quả xuống, một quả đưa cho Triệu Bân, một quả nhét vào miệng mình, một quả nhét vào trong túi để dành. Dương Phong liếc mắt nhìn hắn ta, đã được ăn rồi còn muốn gói mang về nữa sao? Ngon tuyệt! Triệu Bân cắn một miếng, linh quả này thật sự rất thơm ngon, dùng giải khát phục hồi tinh thần rất tốt. Loại linh quả này nếu như được ăn mỗi ngày 2-3 quả thì tinh thần lực chắc chắn sẽ được tẩm bổ mạnh mẽ theo thời gian. Cho nên cũng có thể nói, làm đệ tử trông coi linh quả viên rất là có lợi. Tu hành ở đây có thể tiến bộ nhanh hơn tu hành bên ngoài rất nhiều, nếu như Tô Vũ và Dương Phong không có ở đây thì Triệu Bân đã lấy ra hồ lô tím vàng hấp thụ hết linh khí ở đây rồi. Chẳng bao lâu sau, ba người họ đến một đình nghỉ mát ngồi. Linh quả viên được bố trí rất tao nhã, có một đình nghỉ mát được dựng lên sâu bên trong. Tính tình của Dương Phong cũng không tệ, còn chuẩn bị trà bánh, cộng thêm vài đĩa hoa quả khác. Triệu Bân biết Dương Phong chỉ là đang nể mặt Tô Vũ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nếu như hắn tự mình đến thì Dương Phong sợ là ngay cả cổng vườn cũng không cho hắn đặt chân vào chứ đừng nói là mời ăn hoa quả. Tính tình của Tô Vũ cũng không tệ. Có chuyện tốt vẫn biết dẫn hắn theo hưởng cùng. Lấy ra đi, Tô Vũ vươn tay về phía Triệu Bân nói. Gì cơ, mặt Triệu Bân đầy vẻ thắc mắc. Tử Ngọc Xích Diễm. Người có Tử Ngọc của Xích Diễm sao, Triệu Bân chưa lên tiếng thì Dương Phong đã ngạc nhiên thốt lên. Có, Triệu Bân vừa nói vừa lấy Tử Ngọc ra. Có thể cho ta mượn dùng được không, Dương Phong vội hỏi. Triệu Bân hào phóng đưa qua ngay, người ta đã mời hắn ăn trái cây rồi nên hắn không thể nào quá keo kiệt được. Lúc hắn đưa Tử Ngọc qua thì còn lén nhìn Dương Phong, tên này bị thương rồi nha. Mà đó còn là vết thương cực hàn, cũng không biết là do cao thủ nào gây ra, hàn khí đã xâm nhập vào xương cốt rồi. Vậy nên hắn mới biết tại sao Dương Phong lại mượn Tử Ngọc. Tử Ngọc của nữ soái trông rất bình thường nhưng thực chất nó rất đặc biệt, không phải là loại ngọc thạch bình thường. Nó là màu tím nhưng lại châm lên ngọn lửa màu đỏ, nó nằm sẵn trong viên ngọc, có thể xua tan hàn khí, hiệu quả thần kỳ. Đa tạ, Dương Phong cầm lấy Tử Ngọc rồi đặt lên trước ngực. Có thể thấy những tia lửa nhỏ trên Tử Ngọc đang thâm nhập vào trong cơ thể Dương Phong, xua tan hàn khí. Nào, ăn trái cây đi. Tô Vũ lấy thêm mấy quả nữa nhét vào lòng Triệu Bân. Ý gì á hả, thì chính là ý đó, đừng chỉ biết ăn thôi. Lấy được thì cứ lấy, tuyệt đối đừng khách sáo, qua thôn này rồi thì sẽ không còn chuyện tốt thế này nữa đâu, chủ yếu là vì sư phụ của Dương Phong không có ở đây nên chúng ta có thể ăn thoải mái. Đương nhiên Triệu Bân cũng chẳng khách sáo, sức ăn của hắn khá khỏe, có thể nốc đến 7-8 ký. Đương nhiên không thể ăn không được, Tô Vũ đưa hắn đến đây cũng là có dụng ý, chính là viên Tử Ngọc Xích Diễm đó. Nếu như thật sự có thể xua đuổi hàn khí trong người Dương Phong thì cũng xem như đã làm được việc tốt. Người này rất được, đáng kết giao, Tô Vũ mỉm cười và nói. Ta nhìn ra được. Triệu Bân cũng nói, hắn thật sự vừa ăn vừa mang về, đợi lúc về sẽ cho sư tỷ và sư phụ nếm thử. Hắn có nhẫn ma, nếu cho hắn lấy thoải mái thật thì hắn có thể quét sạch hết cả linh quả viên của người ta luôn.
mấy trái bên trong mới ngon. Tô Vũ cắn một ngụm linh quả rồi chỉ về phía sâu trong khu rừng. Không cần hắn ta phải nói, Triệu Bân cũng đã đoán ra được từ sớm. Hắn nhìn về phía sâu trong rừng, mây khói lượn lờ, trong mây mù còn có rất nhiều trận văn bảo vệ, rõ ràng không phải là loại quả thường. Đừng ngây ra đó nữa, ăn đi. Ở sâu trong linh quả viên chỉ có tiếng hô hào của Tô Vũ. Nếu như nói Triệu Bân không hề khách sáo thì tên này lại càng tự nhiên như ông tiên, hắn ta cứ như một con ma đói chuyển thế, mỗi lần nuốt trọn một quả mà không sợ bị nghẹt, vì bữa ăn hôm nay mà nhịn đói mấy bữa. Được ăn chùa, không phải trả tiền thì tại sao lại không ăn, chẳng những ăn mà còn ôm mang về. So với hắn ta thì Triệu Bân tế nhị hơn nhiều. Lúc ăn trái cây thì cũng không quên nhìn Dương Phong. Dương Phong đang nhắm mắt, ngồi xếp bằng dưới gốc cây, tử ngọc được đặt trước ngực, mỗi khi có một tia lửa thâm nhập vào trong cơ thể thì sẽ có một tia hàn khí biến mất, khuôn mặt hơi nhợt nhạt cũng theo đó mà hồng hào dần lên. Lúc nãy ấn đường trông yếu ớt bệ rã, giờ thì đã đỡ hơn nhiều. Đúng là vật khắc vật, tử ngọc thật sự có tác dụng thần kỳ đối với hàn khí. Trước đây Triệu Bân còn không biết, bây giờ được nhìn thấy thì đã có cái nhìn mới đối với tử ngọc. Nó không chỉ đơn giản là tín vật thôi đâu, thứ từ tay nữ soái thì sao là loại tầm thường. Nếu như đem nó đi bán thì dù giao giá mấy chục vạn, chắc cũng sẽ có người giành mua. Tử ngọc quý giá, ý nghĩa tồn tại của nó cũng không tầm thường. Thứ làm hắn ta bị thương là chân khí âm băng, nếu sau này gặp phải thì cẩn thận một chút, Tô Vũ nói chen vào, với kiểu người mà cơ thể yếu ớt như người ấy, chúng một tia thôi là sẽ đông thành tượng băng ngay. Nhưng cũng không sao. Ngươi có tử ngọc hộ thể, chân khí âm băng bình thường sẽ không thể làm ngươi bị thương. Chân khí âm băng với chân lực hàn băng, thứ nào lợi hại hơn, Triệu Bân hỏi ra. Hắn đã từng thấy chân lực hàn băng, Hoa Dương bị hắn đuổi giết trước đây là người có chân lực hàn băng, thiên lôi trận của hắn là được cải tiến từ hàn băng trận. Còn về chân khí âm băng thì đây là lần đầu hắn nghe thấy. Cùng đẳng cấp thì đương nhiên chân khí âm băng lợi hại hơn rồi, Tô Vũ đáp. Đấy là do tiên thiên truyền thừa, có thể coi là thuộc về một loại huyết mạch đặc biệt. Đương nhiên, cũng có người tự luyện nhưng nếu như tự luyện thì phần lớn đều bị đông lạnh đến chết dở sống dở, phải chịu đau đớn bởi hàn độc đến lúc chết. Thì ra là như vậy. Trong cuộc tỉ thí Tân Tông, nếu như gặp phải Hàn Tuyết thì cứ bỏ cuộc là được, cô ta chính là chân thể âm băng. Đúng thật là ngọa hổ tàng long mà. Triệu Bân không kiềm được mà phải suýt xoa. Hắn biết ai là Hàn Tuyết, lúc tụ họp ở đình Ngọc Tâm, hắn đã từng gặp cô ta. Trong cuộc thi sát hạch ở Thiên Tông hắn cũng đã từng gặp, đó là một cô gái rất bình thường không có gì đặc biệt, không ngờ lại là chân thể âm băng. Phù! Lúc hai người họ đang bàn luận thì Dương Phong đã mở mắt, nhả ra một luồng khí đục, đấy là hàn khí còn sót lại được ép ra ngoài. Hàn khí đáng sợ khiến mây mù đang vây quanh cũng bị đông cứng thành vụn băng, Triệu Bân nhìn thấy thì vô cùng kinh ngạc. Người tên Dương Phong này có thể chống chọi được với hàn khí cỡ đó thì thực lực chắc chắn rất thâm hậu. Hay! Dương Phong cười lớn, lộn người nhảy lên, hét ra hết những thứ tích tụ bị đè nén lâu ngày. Hắn ta lập tức xuất kiếm, sử dụng bộ pháp, múa một bài kiếm pháp tuyệt diệu. Tô Vũ nhìn thấy thì hai mắt sáng rực lên, hắn ta rất thích kiếm pháp này, rất muốn học nhưng ngặt nỗi đấy là kiếm pháp gia truyền, không thể truyền ra ngoài. Thần thái của Triệu Bân thì khá điềm tĩnh. Trình độ kiếm pháp của hắn vẫn cao hơn Dương Phong, nếu thật sự giao đấu thì đương nhiên hắn sẽ không thua. Một lúc sau, Dương Phong mới cất kiếm vào, mỉm cười, trả lại tử ngọc cho Triệu Bân và nói, đa tạ. Chuyện nhỏ mà, Triệu Bân mỉm cười nhận lấy. Ngọn lửa trên tử ngọc vẫn còn đang cháy, đấy chính là điểm đặc biệt của nó, không phải địa hỏa, cũng không phải thiên hỏa nhưng lửa lại không bao giờ tắt. Loại bỏ được hàn khí rồi thì thấy thế nào, Tô Vũ cắn một miếng trái cây. Khá khỏe, Dương Phong mỉm cười, nghĩ đến những ngày bị hàn khí hành hạ thì hắn ta thấy rất bực bội. Khỏe rồi thì tốt, không hái thêm ít trái cây đãi huynh đệ sao? Được thôi, Dương Phong cũng rất sảng khoái, quay lưng đi ngay. Sư phụ không có ở nhà thì hắn ta có thể toàn quyền quyết định. Chỉ cần không phải là những loại quả cấp cao ở sâu bên trong thì ăn nhiều mấy loại khác cũng chả có sao. Lúc hắn ta quay lại thì bưng lên hai mâm đầy, quả nào quả nấy cũng thơm nồng nàn. Vậy mới được chứ, Tô Vũ cười. Dương sư huynh,
cái đĩa này của huynh không tệ. Triệu Bân vuốt cằm, nhìn chằm chằm vào đĩa ngọc đựng trái cây, vừa nhìn thì không thấy có gì đặc biệt nhưng trên thực tế nó lại là bảo bối. Nói chính xác hơn là chữ cổ khắc bên trên nó là bảo bối, đấy không phải chữ cổ bình thường. Nếu như hắn không nhìn nhầm thì là độn giáp thiên tự, lúc nãy, chữ cổ trên kiếm Long Uyên còn rung nhẹ một cái, điều này chứng tỏ hắn không nhìn nhầm. Nếu sư đệ thích thì ta tặng đấy. Dương Phong mỉm cười, hắn ta cũng rất hào phóng, đưa luôn đĩa cho Triệu Bân. Thật ra hắn ta cũng rất thích vị tiểu sư đệ này, chủ yếu là vì tin tưởng cách nhìn người của Tô Vũ, người mà hắn ta chấm thì phần lớn đều có thể tin được. Mà người này còn lọt vào mắt xanh của nữ soái Xích Diễm nữa, rõ ràng là một đệ tử không tầm thường. Những người có thể vào được Thiên Tông thì có ai không bản lĩnh đâu. Đa tạ sư huynh, Triệu Bân vội nhận lấy, nhanh tay nhét vào nhẫn ma. Đi thôi. Tô Vũ duỗi eo vươn vai, chắc là đã ăn uống no say rồi. Trước khi đi, hắn ta đã lấy thêm trái cây rồi chia đôi với Triệu Bân, sau đó choàng vai bá cổ hắn rời khỏi Linh Quả Viên. Họ đã đi rất xa rồi mà vẫn còn nghe thấy tiếng nấc vì no của hai người họ, quỷ mới biết họ đã ăn hết bao nhiêu. Mới đầu tháng, cứ thoải mái đi, ca lo hết cho, Tô Vũ vỗ ngực. Nói vậy còn nghe được, Triệu Bân há miệng, nấc thêm cái nữa vì no. Linh Quả Viên là một chỗ rất tuyệt, nếu không có quan hệ tốt thì không thể nào bước chân vào được. Tô Vũ rất nghĩa khí, có chuyện tốt còn nghĩ đến hắn, không uổng công hắn gánh tội giúp cho hắn ta, bây giờ, đi đến đâu cũng nghe người ta gọi hắn là cóc ghẻ. Hắn không về đỉnh Tử Trúc, Tô Vũ đã bảo là sẽ đưa hắn đến chỗ rất thú vị. Chỗ thú vị đó là Linh Đan Các, nghe tên thôi là biết đó là nơi luyện đan. Nghe nói các chủ đan huyền của Linh Đan Các là một luyện đan sư cao cấp, từng luyện được rất nhiều đan năm vân, viên đan tỉnh thần là phần thưởng trong cuộc tỷ thí Tân Tông chính là tác phẩm của đan huyền. Luyện đan là một việc cần có kỹ thuật, trên một phương diện nào đó thì nó đơn giản hơn luyện khí. Người từng có chí làm luyện đan sư như Triệu Bân cũng từng mất rất nhiều công sức cho việc này. Có lẽ luyện đan không khó, cái khó là ở nguyên liệu luyện đan. Nguyên liệu cần có để luyện đan tỉnh thần bốn vân cao cấp không hề dễ tìm, trong đó có vài loại khá hiếm hoi. Có mấy loại đan năm vân, không phải không luyện được mà là do không thể tìm đủ nguyên liệu, dù chỉ thiếu một loại thôi thì cũng không thể nào luyện ra được. Trong chớp mắt, hai người họ đã đến cửa Linh Đan Các. Họ vẫn chưa bước vào cửa là đã nhìn thấy một lò luyện đan cực lớn bên trong, nhìn thôi đã thấy sợ. Tiểu Lục, có nhà không? Tô Vũ lớn tiếng gọi. Triệu Bân nghe vậy thì nhướng mày, người ở Linh Quả Viên lúc nãy là Tiểu Tam, giờ lại thêm một Tiểu Lục của Linh Đan Các. Chả nhẽ Tô Vũ đã kết nghĩa anh em với mấy người đó rồi à? Hét gì mà hét chứ, quấy nhiễu giấc ngủ ta. Có người từ trong lầu bước ra, đấy là một tên mập săn chắc, tròn chính. So với Ngưu Anh thì hắn ta có vẻ nhanh nhẹn hơn, ít ra thì lúc đi bộ cũng không thấy thịt mỡ rung lên rung xuống. Hắn ta tên Tử Viêm, là đệ tử của Linh Đan Các, cũng là đệ tử chân truyền duy nhất của Đan Huyền. Thiên Hỏa, Triệu Bân vừa thấy hắn ta thì đã nhìn ra bên trong đan điền của Tử Viêm có một ngọn lửa màu bạc đang cháy, không ngờ lại là cấp Thiên Hỏa, chắc đây là ngọn lửa có cấp bậc cao nhất mà hắn từng gặp từ trước đến nay, thú hỏa và địa hỏa không thể nào có thể bì được, hèn gì có thể làm đệ tử của Linh Đan Các. Tinh thần không được tốt à, Tô Vũ nhìn Tử Viêm. Luyện đan suốt cả đêm. Người nghĩ sao, Tử Viêm ngáp dài, liếc mắt qua nhìn Triệu Bân. Hắn ta cũng giống như Dương Phong vừa rồi, ánh mắt đầy thắc mắc, sao Thiên Tông lại có một tên cấp chân linh thế này chứ? Đi cửa sau vào đấy, Tô Vũ lười giải thích, chỉ nói đại khái một câu. Cửa sau thì đỉnh biết bao nhiêu, Tử Viêm suýt xoa, rất nhiều cao thủ cấp huyền dương đi cửa sau mà vẫn không vào được Thiên Tông, mà giờ một tên cấp chân linh lại có thể hiện diện trong này, chắc là gia cảnh không đơn giản. Đừng phí lời, đưa đan dược đây, Tô Vũ nhét cho hắn ta một lốc ngân phiếu. Đã chuẩn bị sẵn rồi, Tử Viêm đưa qua một cái túi nhỏ. Triệu Bân có thể nhìn xuyên thấu chiếc túi, bên trong đó có đựng 10 viên đan dược, có điều đều là bạch đan một văn. Ngoài ra còn có 10 mấy bình linh dịch. Thì ra Tô Vũ đến chỗ này là để mua đan dược, nhìn số tiền đưa ra rồi lại ngó số đan dược và linh dịch. Nhẩm sơ thì giá rẻ hơn so với chỗ lão Trần Huyền nhiều, hèn gì hắn không thấy Tô Vũ đến mua ở chỗ mọi người thường mua.
Sau này có mua dược hoàn, linh dịch hay đan dược thì cứ đến đây, Tô Vũ nói với Triệu Bân, con người của tên mập này được lắm, ít ra thì cũng thật thà hơn lão Trần Huyền kia nhiều. Huynh không nói sớm, Triệu Bân liếc mắt, tiêu hết tiền rồi ngươi mới dẫn ta đến đây. Ngươi cũng đâu có hỏi. Nếu huynh ra ngoài mà nói chuyện kiểu đó thì dễ bị ăn đập lắm đó. Xì. Lúc hai người họ đang đấu khẩu thì Tử Viêm không nói gì mà đã sấn tới, đi quanh Triệu Bân mấy vòng, sau đó thì chồm lên người Triệu Bân để ngửi, cái mũi nhỏ nhúc nhích, trông rất giống một con chó mặt xệ. Tìm gì thế, Triệu Bân cúi đầu nhìn Tử Viêm. Tại sao hắn phải cúi đầu? Vì Tử Viêm thấp, vẫn chưa cao bằng Ngưu Anh nữa mà, cũng là một tên nhỏ nhắn tinh danh và bản lĩnh, có điều đôi mắt thì lại tròn xoe. Người có lôi điện sao? Tử Viêm ngước đầu lên. Có, Triệu Bân không che giấu, tỷ thí Tân Tông đã sắp đến, cũng không thể giấu được chuyện này. Khá lắm nhóc, Tô Vũ quan sát Triệu Bân từ trên xuống dưới, hắn ta thật sự không biết chuyện này. Biểu diễn cho ta xem thử đi, Tử Viêm cười he he. Triệu Bân không từ chối, sau này sẽ phải thường xuyên đến đây, không thể nào quá keo kiệt được. Hắn dùng ý niệm khiến lôi điện xuất hiện trong lòng bàn tay, lôi điện màu vàng kim sáng chói, âm thanh xoèn xoẹt, không khí cũng méo mó, tiếng lôi điện cực kỳ chói tai. Cha cha, thiên lôi. Tử Viêm thốt lên, mắt sáng rỡ, hắn ta ngửi thấy Triệu Bân có lôi điện nhưng lại không biết đó là thiên lôi, cùng cấp với thiên hỏa của mình. Người có thiên lôi mà sao không nói sớm, Tô Vũ liếc Triệu Bân một cái. Huynh cũng đâu có hỏi ta. Người nói chuyện kiểu đó ra thì ra ngoài dễ bị ăn đập lắm đó nha. Xì, Triệu Bân cũng không đồng tình, cất lôi điện vào lại. Người có lôi điện bá đạo như thế thì nên làm luyện khí sư, hai mắt Tử Viêm tròn xoe. Chưa hiểu lắm, Triệu Bân mỉm cười. Nào, giao binh khí của ta cho người đấy, Tô Vũ rất tự giác. Nhét thanh kiếm vàng vào tay Triệu Bân, ý của hắn ta rất rõ ràng, lát về luyện giúp ta, có lôi điện mà không nói sớm, còn che che giấu giấu làm gì không biết. Triệu Bân liếc hắn ta một cái, ngươi tự nhiên thật đấy. Có thể sửa binh khí giúp ta luôn không? Tử Viêm cười he he và lấy ra một thanh đao lớn. Đúng vậy, là một thanh đao lớn, nó còn cao hơn cả Tử Viêm khiến Triệu Bân phải thấy ngạc nhiên. Hắn ta nhỏ con như thế mà cầm thanh đao thế này thì có cầm nổi không? Được, Triệu Bân cùng tiếp nhận. Kết giao với đệ tử Linh Đan Các có rất nhiều lợi ích, sau này muốn mua linh dược thì cứ chạy tới đây, còn có thể tiết kiệm được khá tiền, chỉ có điều hắn vẫn cần phải đến cửa hiệu lâu đời dài dài, bởi vì có một số thứ chỉ có nơi đó mới có. Chuyện quan trọng hơn đó chính là hắn còn có thể lấy cắp được chút đồ tốt ở đó. Ngươi phải dùng cho đúng chỗ. Tử Viêm đưa cho Triệu Bân đúng 3 bình dược hoàn. Người có thể luyện ra đan tỉnh thần không? Triệu Bân nhận lấy dược hoàn, nhân tiện hỏi một câu. Đan 3 vân ta còn không luyện được chứ đừng nói tới đan 4 vân, Tử Viêm nhún vai, sau đó còn nói thêm một câu, muốn luyện đan 2 vân và đan 3 vân thì có thể đến tìm ta, nhưng người phải tự chuẩn bị nguyên liệu. Ôi dào, nóng quá. Lúc họ đang nói chuyện thì có một ông già đã bước vào. Ông ta có dáng người rong ròng cao, mặc áo trắng, râu tóc cũng bạc trắng, diện mạo trông rất đoan chính, nhìn sao cũng thấy ông ta trông giống như một lão tiên sinh dạy học. Ông ta vừa đi vừa chắp tay sau lưng, trong tay còn cầm một cuốn sách, bước đi hiên ngang, mái tóc dường như tự tung bay cho dù ở đây không có gió, quả là khí chất tiên phong đạo cốt. Ông ta chính là Đan Huyền, một trong những luyện đan sư của Thiên Tông, có cảnh giới địa tạng đỉnh phong. Tuy ông ta có tu vi đồng cấp với Vân Yên nhưng Triệu Bân nhìn thấy khí thức của ông ta còn lấn át cả Vân Yên, dường như ông ta đã chạm được vào cảnh giới chuẩn thiên. Bái kiến sư phụ, Tử Viêm chắp tay nói. Bái kiến sư bá, Tô Vũ cùng Triệu Bân cũng lễ phép nói. Cơ ngân của đỉnh Tử Trúc, Đan Huyền mỉm cười nhìn Triệu Bân, mặc dù ông ta chưa từng gặp qua Triệu Bân nhưng vẫn có thể nhận ra hắn bởi vì chỉ duy nhất hắn là đệ tử có cảnh giới chân linh. Trong khi tu vi thấp nhất của đệ tử muốn gia nhập Thiên Tông phải là cảnh giới huyền dương. Ông ta cũng biết hắn là người được đích thân nữ soái Xích Diễm giới thiệu gia nhập đỉnh Tử Trúc, trở thành đệ tử của Vân Yên. Chính là đệ tử, Triệu Bân cười nói. Nhóc con nhà ngươi mấy ngày nay là người nổi tiếng nhất Thiên Tông đó, Đan Huyền nói xong thì liền tìm một chỗ ngồi xuống, đặt cuốn sách xuống rồi cầm lấy một bầu rượu,
lúc này bộ dáng của ông ta lại chẳng còn chút uy nghiêm nào của bậc trưởng bối. Là do các sư huynh đệ đã nhường đệ tử thôi, Triệu Bân nở nụ cười nói. Thiên lôi sáng bóng, lấy ra cho ta xem thử, Đan Huyền nói. Nếu so sánh với những người có cảnh giới địa tạng khác thì mắt nhìn của Đan Huyền quả thực không hề tầm thường, người bình thường không phát hiện, Vân Yên cũng không phát hiện, vậy mà ông ta liếc một cái liền có thể phát hiện. Triệu Bân không nói nhiều, vừa mới thu thiên lôi vào lại phải lấy ra. Thiên lôi màu vàng như thế này vẫn là lần đầu tiên ta thấy, Đan Huyền nhìn thấy nó thì không khỏi vuốt râu cảm thán, ánh mắt của ông ta thâm sâu khó lường, đã có một chút ánh sáng lóe lên, không phải do ông ta chưa từng thấy qua lôi điện có cấp bậc này mà là do thiên lôi của Triệu Bân dường như toát ra uy lực mạnh mẽ hơn những loại thiên lôi bình thường. Lấy được ở đâu vậy? Đan Huyền mỉm cười hỏi Triệu Bân. Đệ tử nhặt được, Triệu Bân ho khan đáp. Đan Huyền bị chọc cười, Tô Vũ cùng Tử Viêm cũng bị chọc cười. Nhặt hay lắm, nhặt được không cần tốn tiền. Thực tế thì Triệu Bân không hề nói dối. Sau khi tu luyện Thái Sơ Thiên Lôi Quyết thì hắn có thể tự động dẫn thiên lôi vào trong cơ thể, như vậy hắn nói mình nhặt được thiên lôi này cũng đâu có sai. Chỉ là nếu như ai không thông hiểu bí pháp dẫn lôi thì không thể nào nhặt được thiên lôi như hắn, tùy tiện làm càn sẽ bị thiên lôi băm thành thịt nát. Viêm Nhi, mang lò tử kim đến đây, Đan Huyền nói. Tử Viêm vâng lời, nhanh chóng chạy vào lấy lò tử kim. Lúc hắn ta trở ra thì có khiêng theo một lò luyện đan ra ngoài, toàn thân của lò luyện toát ra hào quang màu tím vàng chói mắt, hai mắt của Tô Vũ vừa nhìn thấy nó thì đã sáng ngời lên. Hắn ta đã từng nghe nói qua về lò tử kim, nhưng hôm nay mới được tận mắt nhìn thấy, quả nhiên là một cái lò luyện đan bất phàm, lò luyện đan này chính là vật báu vô giá, không biết có bao nhiêu luyện đan sư ngoài kia thèm muốn có được nó. Lò luyện đan này thật tốt. Triệu Bân nhìn thấy nó cũng phải cảm thán, không biết lò luyện đan này được làm bằng vật liệu gì, hắn chưa từng nhìn thấy hay được nghe nói qua về loại vật liệu này, chữ khắc trên lò luyện đan cực kỳ cổ xưa. Thậm chí toàn bộ lò luyện đan cũng đều toát ra phong cách cổ xưa huyền dị, niên đại của nó ít nhất cũng phải hơn cả ngàn năm. Đây chính là đồ cổ, có thể bán được giá rất cao. Đinh đong. Trong khi hai người còn đang mở to mắt cảm thán thì Tử Viêm đã đặt lò luyện đan xuống, nó vừa đáp đất thì đã tạo nên một tiếng vang rền, khiến cho mặt đất khẽ rung chuyển, nếu như luyện nó thành binh khí đập người thì chắc chắn khí thế của món binh khí đó sẽ rất hung hãn. Tên nhóc kia, lại giúp ta một tay, Đan Huyền ôn hòa cười nói. Trưởng lão xin cứ dặn dò đệ tử, Triệu Bân cười đáp, nếu như tạo được mối quan hệ tốt với luyện đan sư cao cấp bậc này thì hắn sẽ có rất nhiều lợi ích, sau này tìm tới đây nhờ luyện đan chắc sẽ còn có được nhiều ưu đãi. Cùng lão phù hợp lực luyện hóa lò đan này, Đan Huyền nói. Luyện, hóa. Triệu Bân nhướng mày nhìn kỹ lại lò tử kim, đôi mắt của hắn càng lúc càng nhíu chặt. Từ trong lò đan hắn có thể nhìn thấy một tia hắc khí, đây chắc hẳn là ấn ký của chủ nhân trước đó. Nếu như ấn ký này tồn tại mãi thì chất lượng của lò luyện đan sẽ bị suy giảm rất nhiều. Chuyện này hắn đã từng gặp qua, một lần ở thành cổ Thanh Phong hắn đã giúp Thanh Giao luyện hóa tố cầm, hai chuyện này cũng có đạo lý giống nhau, nếu như ấn ký còn sót lại thì bảo bối sẽ không phát huy được uy lực lớn nhất. Âu Dương lão đạo cũng có thiên lôi. Sao sư bá không tìm ông ấy, Tô Vũ khó hiểu hỏi. Một bên là thiên lôi của cảnh giới chân linh, một bên là thiên lôi của cảnh giới địa tạng, tất nhiên nên tìm cảnh giới địa tạng nhờ giúp đỡ mới đúng. Con người lớn lối, lão phu nhờ không nổi. Người ôn hòa như Đan Huyền mà cũng không nhịn được phải mắng một câu, nét mặt còn đen lại. Tử Viêm ho khan, người ngoài không biết nhưng hắn ta thân là đệ tử chân truyền tất nhiên là biết rõ. Chuyện này chủ yếu là ân oán giữa hai lão sư phụ, bởi vì lúc trẻ cả hai là tình địch, mặc dù sư nương đã mất nhiều năm nhưng Âu Dương lão đạo vẫn còn ghi thù mãi, chuyện này có rất ít người biết. Người có thiên lôi thì ở trong đế đô cũng có, nhưng sở dĩ sư phụ không tìm bọn họ là bởi vì đều có ân oán với nhau, hoặc là vừa gặp đã đánh, hoặc là không muốn trợ giúp ra mặt, cho nên chuyện luyện hóa lò luyện đan này mới bị gác lại bấy lâu nay. Sư phụ của hắn ta là người coi trọng mặt mũi, nhất định sẽ không dễ dàng đi cầu cạnh người khác. Không để ngươi luyện uổng công đâu, Đan Huyền phất tay, một viên đan ba vân lơ lửng trước mặt Triệu Bân khiến Tô Vũ nhìn thấy mà cảm thán vô cùng, nếu không làm sao người ta lại là thầy luyện đan cao cấp chứ, ra tay rất hào phóng luôn. Đa tạ sư bá, Triệu Bân cười hề hề,
nhanh nhẹn nhận lấy. Nào! Đan Huyền đột nhiên đứng thẳng, vung ra một ngọn lửa mạnh màu trắng đúng chuẩn thiên hỏa. Triệu Bân không nói gì, hắn bước lên phía trước, tung ra thiên lôi màu vàng. Thiên hỏa và thiên lôi hòa vào với nhau, bao trùm cả lò đan. Triệu Bân chỉ là người hỗ trợ, còn nguồn lực chủ đạo vẫn là Đan Huyền, giống như hôm đó hắn giúp nữ soái luyện hóa sát ý vậy. Sức lực của hắn như chỉ người qua đường thôi, nhưng nếu thiếu người qua đường như hắn thì lại không được. Quỳnh! Lò tử kim rung lên bần bật, hay nói đúng hơn là ấn ký bên trong có vẻ dao động, đến mức từng vòng khí không ngừng tỏa ra ngoài từ lò tử kim, đến cả vòng sáng tử kim chiếu ra ngoài cũng hỗn loạn đến mức khó coi. Lò tốt quá! Tô Vũ kinh ngạc hô lên, một cái lò luyện đan thôi mà thực sự quá phi phàm, như thể có linh tính. Nếu được luyện hóa, nếu được dùng cho đan huyền, chắc chắn có thể dễ dàng luyện ra đan dược cao cấp. Người dẫn hắn đến đây, quả là đến đúng chỗ, Tử Viêm cười khà khà. Cũng đến hôm nay ta mới biết mà. Tô Vũ mỉm cười ngượng ngập, có quỷ mới biết lò tử kim của đan huyền chưa được luyện hóa, mà có trời mới biết Triệu Bân có thiên lôi. Nếu biết sớm hơn thì hắn ta đã dắt Triệu Bân tới đây từ lâu rồi, nếu đan huyền vui lòng, chưa biết chừng sẽ thưởng cho hắn ta một viên đan dược. Thấy không, hắn ta nhìn người trước nay rất là chuẩn. Lúc này đây, hắn ta nhìn lại Triệu Bân, cứ cảm thấy trên người tên tiểu tử này có thêm sắc thái thần bí. Hắn ta cực kỳ chắc chắn rằng ngoài thiên lôi thì Triệu Bân còn giấu thêm nhiều bí mật khác, ắt hẳn không thiếu điều bất ngờ. Triệu Bân khẽ rên lên một tiếng, sắc mặt đã nhợt đi nhiều. Đúng là hắn chỉ hỗ trợ thôi, nhưng tiêu hao hơi bị đáng sợ. Như thế càng chứng minh được rằng ấn ký bên trong lò luyện đan này có cấp bậc khá cao, tử cầm của Thanh Giao còn lâu mới bị được. Đan Huyền ở phía đối diện cũng không còn vẻ hồng hào trên gương mặt già nua, bởi vì là người chủ đạo nên hao tổn nhiều hơn hẳn. Mỗi lần lò tử kim rung lên, ông ta và Triệu Bân đồng loạt hừ một tiếng. Tử Viêm khá hiểu chuyện, vội lấy đan dược ra, nhét cho Sư Tôn và Triệu Bân mỗi người một viên. Quỳnh, quỳnh. Lò luyện đan rung lên dữ dội hơn, thậm chí có xu thế nứt ra ngay tại chỗ. Nếu nghe kỹ, dường như còn có thể nghe được tiếng gầm gào trong lò, cũng không biết là gào thét hay là gào giống giận dữ, nhưng Tô Vũ và Tử Viêm nghe xong đều phải run rẩy. Triệu Bân vẫn ổn, hắn biết đó là thứ gì, chắc hẳn là một ít tà niệm còn sót lại bên trong ấn ký, cũng có thể là chấp niệm bị kích phát ra ngoài khi gặp quá trình luyện hóa từ thiên lôi và thiên hỏa. Chớ coi thường tia tà niệm này. Nếu có thể công phá, cao thủ cảnh giới địa tạng mà chúng chiêu thì cũng không dễ chịu gì. Không phải vì tà niệm mạnh, mà có vẻ chủ nhân của lò luyện đan này rất đáng sợ khi còn sinh thời, nếu không thì ấn ký của người đó cũng không ngoan cố đến mức này. Sư bá lấy được cái lò luyện đan này từ chỗ nào vậy, Tô Vũ tò mò hỏi. Đất ma đấy, Tử Viêm thì thầm đáp lại, sau đó còn bồi thêm một câu, đừng nói với người ngoài. Lại là đất ma. Tô Vũ khẽ nhíu mày, ngày trước, 108 đệ tử chân truyền của Thiên Tông tiến vào đất ma để rèn luyện đều gặp nạn, đến cả các trưởng lão tiến vào cứu người cũng không ra nổi, toàn quân bị diệt. Từ thời khai sinh ra đến giờ, Thiên Tông chưa từng gặp tổn thất nào nặng nề đến vậy, điều này khiến hắn ta nảy sinh lòng hiếu kỳ mạnh mẽ với đất ma, vừa kính nể vừa kiêng dè. Đó là một nơi hung hiểm, cơ duyên và hoạn nạn song hành cùng nhau. Lại là đất ma. Triệu Bân có thính lực đáng gờm đương nhiên cũng nghe thấy. Đâu chỉ Tô Vũ tò mò, hắn cũng tò mò chứ. Lai lịch thực sự của đất ma là gì, tại sao ai cũng muốn chạy vào đó? Thực sự có chân bảo quý hiếm à? Quỳnh! Trong lúc này, lò tử kim lại rung lên. Từ sau âm thanh đó, tiếng thét và gào giống bên trong lò yếu đi hẳn, phù văn và đường vân trên lò tử kim cũng trở nên tươi tắn hơn một phần, hào quang tử kim đang dao động cuối cùng cũng bình ổn. Trở nên tinh túy hơn và cũng chói mắt hơn. Phù. Tử Viêm thở phào một hơi, cuối cùng cũng phá được hàng phòng ngự. Đến lúc này đây, thần thái của Đan Huyền mới thả lỏng hơn. Nếu đây là một trận chiến thì hiển nhiên ông ta và Triệu Bân đã qua được thời khắc khó khăn nhất, lò tử kim bị luyện hóa chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Nghĩ tới Triệu Bân, ông ta liếc sang phía đối diện, cảm thấy kinh ngạc vì hóa ra Triệu Bân có thể trụ được lâu như vậy. Chính vì cảm giác kinh ngạc này mà đôi mắt già nua của ông ta trở nên thâm sâu hơn. Tên tiểu tử này, gia tài không nhỏ nhỉ,
nghĩ cũng phải, người do nữ soái Xích Diễm giới thiệu, đâu thể thiếu bản lĩnh được. Đây là thứ gì thế? Triệu Bân lầm bầm, mắt bên trái gần như nheo thành một đường thẳng. Một giây trước đó, hắn loáng thoáng thấy một gương mặt quỷ méo mó bên trong lò, nó còn nở một nụ cười dữ tợn và nham hiểm với hắn, kèm thêm ma lực câu mất tinh thần của người khác. Đợi khi hắn ngơ ngẩn trong thoáng chốc thì không tìm thấy gương mặt kia đâu nữa. Nhìn nhầm ư, Triệu Bân tự hỏi trong lòng, hắn dành thời gian liếc mắt nhìn Đan Huyền, thấy thần sắc của lão già kia không thay đổi, chắc hẳn vì không nhìn thấy, khiến hắn càng thêm tin rằng đó chỉ là ảo giác. Cậu nhóc, người đến từ nhà nào thế? Đan Huyền mỉm cười ôn hòa. Từ vùng núi hẻo lánh chạy ra, Triệu Bân hoàn hồn, hắn đã chuẩn bị sẵn cớ rồi, ai hỏi cũng sẽ nói như thế, coi như một cách giấu giếm biến tướng. Người nào tinh ý một chút sẽ không truy hỏi tận cùng, bởi vì hỏi xuất thân của người khác, đứng từ góc độ nào thì cũng là một kiểu kiêng kỵ. Đan Huyền vuốt chòm râu, không hỏi nhiều, Triệu Bân không muốn nói thì ông ta không ép. Để ta giúp. Tử Viêm xắn tay áo lên, cũng dùng đến thiên hỏa, coi như giảm bớt gánh nặng giúp Triệu Bân. Bốn người mà đã có ba người tham gia rồi, Tô Vũ biến thành khách xem kịch nên cứ nhìn chằm chằm vào lò tử kim, đường vân của nó thực sự đã tươi tắn hơn, tỏa ra ánh hào quang. Tiếng huỳnh huỳnh khiến hắn ta nghe xong cũng thấy buồn bực, nhưng không nhìn ra được lò luyện đan này ở cấp bậc nào, quá phi phàm. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Sắc mặt Triệu Bân, Tử Viêm và Đan Huyền nhợt nhạt thấy rõ, thậm chí khóe miệng Triệu Bân và Tử Viêm còn rỉ máu tươi, cho dù căn cơ vững vàng đến đâu cũng không bì được với Đan Huyền ở đỉnh cao cảnh giới địa tạng. Cố gắng của họ không hề uổng phí. Bây giờ lắng tai nghe không còn nghe thấy tiếng gầm gào trong lò nữa, ấn ký kia cũng mất đi ánh sáng, u ám đến cực điểm, nếu cố thêm tí nữa là có thể tiêu hủy được nó, từ đó luyện hóa lò tử kim. Tránh ra. Trong một khoảnh khắc, Đan Huyền khẽ quát. Dứt lời, Triệu Bân, Tử Viêm và cả Tô Vũ đều lùi ra ngoài. Phá. Sau đó, chỉ nghe thấy Đan Huyền hô lên một tiếng rất to, cưỡng chế phá hủy ấn ký. Trong thoáng chốc, lò tử kim rung lên huỳnh một tiếng. Sau đó là một quầng sáng rực rỡ từ bên trong lò vọt thẳng lên trời, biểu diễn một hiện tượng lạ huyền ảo giữa không trung, có sắc màu khác thường phun ra, có ánh hào quang chợt lóe. Bởi vì sắc trời đã mờ tối khiến hiện tượng này trở nên cực kỳ nổi bật, khiến nhiều đệ tử và trưởng lão phải ngẩng lên nhìn. Lại ra đan dược nữa à, không ít người hỏi như vậy. Không phải đan đâu, các trưởng lão có tầm nhìn sâu rộng phải vuốt râu. Xuất đan không có hiện tượng lạ kỳ này đâu. Nếu ra được loại đan cao cấp thì phải có mùi thơm lan khắp nơi, nhưng họ chẳng ngửi thấy gì cả. Phù. Đan Huyền thở phào một hơi, cuối cùng cũng thu lại thiên hỏa, xách ấm rượu tưới một vòng quanh lò luyện đan. Đám người Triệu Bân vốn lùi ra xa cũng ghé tới gần, tên Tô Vũ không an phận thỉnh thoảng cứ giơ tay gõ gõ lên lò vài lần, khiến Đan Huyền cảm thấy không vui. Đừng gõ hỏng lò của lão tử chứ. Khá đấy, Tử Viêm cười khà khà, so với Tô Vũ thì hắn ta kín đáo hơn nhiều, chỉ dùng bàn tay mập mạp mà sờ mó. Lò luyện đan bắn ra hào quang, thân lò nóng rẫy, đúng là một vật tốt để luyện đan. Cầm đi bán chắc đáng cả khối tiền nhỉ, Triệu Bân thì nói một câu như vậy, khiến Đan Huyền và Tử Viêm đồng loạt liếc xéo hắn. Lò tử kim này là bảo vật vô giá, thế mà ngươi chỉ muốn bán lấy tiền. Triệu Bân ho khan một tiếng, hắn nghĩ hơi nhiều rồi. Ôi chao, lò tử kim. Tiếng hô hào vang lên, một đám lão già đã tiến vào, có thể nhìn thấy lão Trần Huyền, cũng có thể thấy lão Đạo Huyền Sơn, trong số đó Triệu Bân nhận ra hơn nửa, họ từng tụ tập đá bóng ra ở dưới núi. Hiện tượng lạ ban nãy chắc là từ thứ này nhỉ? Ta đã nói rồi mà, chắc chắn không có vật tầm thường nào gây ra được động tĩnh lớn đến thế. Lão già này nhặt được bảo bối rồi. Mấy lão già tiến lên phía trước. Lôi Triệu Bân, Tử Viêm và Tô Vũ ra ngoài, họ vây quanh lò tử kim, líu ra líu díu nói không ngừng. Những đôi mắt già nua sáng rực lên như được bỏ thêm pháo hoa, chỉ có một số ít trong số đó liếc mắt nhìn Triệu Bân, tại sao tên tiểu tử này cũng ở đây chứ? Đi đây, Triệu Bân xoa xoa vai, hắn là người đầu tiên quay đi. Đừng quên binh khí của ta đấy. Tử Viêm cười đến mức hai mắt biến thành vầng trăng khuyết, ta đã đưa thù lao rồi nhé. Ngươi không thể giả bộ giả tịch lừa ta được.
Đơn giản thôi, Triệu Bân khoát tay, ra khỏi Linh Đan Các. Nói thật đi, ngươi còn gì giấu ta không, Tô Vũ trọt trọt Triệu Bân. Ta có vợ đấy, ngươi tin không, Triệu Bân vừa dụi mắt vừa nói. Tô Vũ không đáp lại, chỉ đưa mắt liếc Triệu Bân từ trên xuống dưới, tên này có vợ hả? Khi Triệu Bân quay về đỉnh Tử Trúc thì tinh tú đã hiện đầy trời. Từ đằng sau đã ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn, đến sớm không bằng đến đúng lúc. Đánh nhau thì đánh nhau, sao còn cướp đồ vậy, Vân Yên liếc xéo Triệu Bân. Bệnh nghề nghiệp, Triệu Bân nói xong đã ôm chậu cơm và cầm đũa lên. Cái thứ bệnh nghề nghiệp chắc hẳn là thói quen rồi, chỉ cần có người bị hạ gục, chắc chắn hắn sẽ lục soát một phen. Theo lời Tú Nhi nói thì chiến lợi phẩm ấy mà, không lấy cũng uổng. Mục Thanh Hàn nghe xong mà khóe miệng giật giật, hóa ra ngươi thường xuyên làm chuyện này. Vân Yên bị chọc đến mức dở khóc dở cười, hay cho câu bệnh nghề nghiệp, ngươi vừa mới đi thì sư phụ Trịnh Minh đã chạy tới đòi đồ, xong việc còn trách mắng cô ta một hồi, đánh đồ đệ của người ta tàn phế thì chớ, lại còn cướp đồ, có biết đạo đức của người luyện võ không hả, ăn cướp đó hả? May mà bản lĩnh mắng chửi người khác của cô ta cũng không phải chuyện đùa, đồ đệ giỏi thế, sư phụ đâu thể kém cỏi được. Triệu Bân ôm chậu cơm, liên tục lùa cơm. Tâm trạng tốt nên sức ăn cũng tốt hơn hẳn, lần nào xuống núi cũng có thu hoạch, biểu diễn trên võ đài kiếm được 20 vạn, Đan Huyền còn thưởng cho hắn một viên đan ba vân, ở Linh Quả Viên được ăn uống no nê, đã thế còn được một cái đĩa ngọc khắc độn giáp thiên tự, đợi lát nữa ăn cơm xong sẽ đem nó luyện vào kiếm Long Uyên. Nhắc đến Linh Quả Viên, linh quả mà hắn hái được bầy đầy một khay. Đừng nói đến Mục Thanh Hàn, tới cả Vân Yên cũng phải nhướng mày, bản lĩnh của tên này không hề nhỏ nha. Tỷ thí Tân Tông chỉ còn 7 ngày thôi, yên phận chút đi. Vân Yên thong dong nói, chủ yếu là nói với Triệu Bân. Có một tên đồ đệ chẳng mấy khi yên phận như vậy, lần nào xuống núi cũng gây rắc rối, cô ta không muốn mỗi ngày đều có người tới đỉnh Tử Trúc của cô ta uống trà nói chuyện đâu. Hiểu mà, Triệu Bân gật đầu. Nói thực lòng, hắn không thích gây sự đâu, thế mà lúc nào cũng xuất hiện vài kẻ không có mắt, khiến hắn phải gây sự. Ví dụ như tên Nghiêm Khang, không đấm cho một trận thì ngày nào tên đó cũng líu díu. Hiểu ạ, Mục Thanh Hàn cũng gật đầu, quyết định bế quan trong 7 ngày. Sau bữa cơm, Triệu Bân tự khóa cửa lại. Khi đêm khuya thanh vắng, hắn mới lấy cái đĩa ngọc kia ra, dùng lôi điện để luyện. Đĩa ngọc vỡ ra từng tấc một, cũng biến thành cho từng tấc một, chỉ còn lại một độn giáp thiên tự lơ lửng, mất đi lớp khảm nạm, tỏa ra ánh sáng màu vàng kim giống như một ngôi sao lấp lánh, thỉnh thoảng còn nghe được thiên âm huyền diệu. Triệu Bân phất tay, khắc nó lên kiếm Long Uyên. Từng có lúc, Long Uyên rung lên cực kỳ kịch liệt, rung lên vì phấn khích đấy, tiếng huỳnh huỳnh mang theo cả kiếm uy, kiếm khí bắn ra khắp nơi, nhuộm thêm ánh vàng thuần túy, lực sát thương rất đáng sợ. Khá đấy. Triệu Bân mỉm cười thu kiếm lại, lần lượt lấy ra binh khí của Tô Vũ và Tử Viêm, cũng dùng lôi điện bao quanh nó, giúp nó tôi luyện bớt tạp chất. Xét thấy hai người kia cũng không tệ, hắn còn dùng một ít tử lệ binh tinh, không dám dùng nhiều để tránh tạo ra rắc rối không cần thiết. Đợi khi thời cơ chín muồi, hắn sẽ lén lút tặng một ít. Hắn phất tay thôi cũng thấy từng luồng phân thân biến ra, tiếp tục tạo linh kiện. Với tư cách là bản tôn, hắn là người khắc khổ nhất, khôi phục đồng lực, tiếp tục luyện hóa thiên nhãn thuấn thân. Keng! Đột nhiên, hắn nghe thấy tiếng đàn du dương vang lên bên ngoài căn phòng. Vẫn là người sư phụ bị mộng du đó, đúng là đa tài đa nghệ, trong lúc mộng du mà làm đủ thứ chuyện. Tiếng đàn của người này cũng rất tuyệt diệu, Triệu Bân nghe thấy mà tinh thần thoải mái, thậm chí Mục Thanh Hàn còn nằm dạp bên cửa sổ nghe đến si mê. Tiếng đàn du dương như đang kể lại một câu chuyện từ rất xa xưa. Đợi khi Triệu Bân mở cửa sổ ra, chỉ thấy Vân Yên đang đầm đìa nước mắt. Cũng từ giây phút đó, tiếng đàn của cô ta lại có thêm sự bi thương và đau buồn. Triệu Bân nhìn mà lặng thinh, Mục Thanh Hàn thì xót xa, nàng ta luôn cảm thấy sư phụ mình đã từ bỏ tất cả tới mức vô tri vô giác, e là chỉ có trong giấc mơ, Vân Yên mới bộc lộ ra mặt chân thật nhất của mình. Những giọt nước mắt của cô ta là minh chứng tốt nhất. Bất giác, với thân phận là một đồ đệ, nàng ta lại oán hận người chị gái Vân Phượng đó, thủ đoạn của cô ta thật quá độc ác. Triệu Bân thì càng hận hơn cả Vân Phượng, sau này. Không chết thì không dừng.
sáng sớm nay không thấy Mục Thanh Hàn đâu, nàng ta thật sự đã bế quan rồi, chỉ có một mình Triệu Bân bận rộn trước bếp. Nhưng chuyện khiến hắn không chịu nổi là Vân Yên cũng vào bếp, điều này làm hắn cảm thấy hơi mất tự nhiên. Thì ra cô biết nấu ăn à? Mấy ngày nay vi sư Mộng Du, Vân Yên khẽ nói. Mộng Du, cũng là một loại tu hành, Triệu Bân hít một hơi thật sâu rồi nói một câu đầy hàm ý. Không làm ngươi sợ đấy chứ. Cũng tạm tạm. Triệu Bân cười gượng, chỉ cần không vào phòng ta thì tùy sư phụ thân mến muốn đi đâu thì đi. Vân Yên không nói gì thêm nữa mà tiếp tục lặt rau. Sư phụ đích thân xuống bếp thì đồ đệ phải cảm thấy vinh dự biết chừng nào. Còn về mùi vị của thức ăn thì cũng khá ngon đấy chứ. Chắc vì mùi đồ ăn thơm quá nên đã có người chạy đến ăn trực. Đấy là Tô Vũ và Tử Viêm, cũng không biết họ đã bàn tính trước với nhau hay là giữa đường đột nhiên gặp nhau mà cả hai đã dắt nhau lên đỉnh Tử Trúc, bọn họ đến để lấy binh khí của mình. Họ đều hiểu lễ nghĩa và cũng rất tự giác, hành lễ chào Vân Yên xong thì ngồi xuống ăn ngay, hơn nữa còn ăn rất tự nhiên. Ăn khỏe vậy à? Hai người họ nhìn thấy thao cơm của Triệu Bân thì đều nhếch môi. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong, một người dễ nhìn như thế mà lại ăn khiếp thật. Lúc nhỏ nhà nghèo nên ăn không đủ no. Lý do của Triệu Bân luôn đặc biệt kiểu vậy đó. Thức ăn bị mặn rồi, nêm ít muối thôi. Chắc món này không được giữ độ lửa, lần sau phải chú ý hơn đấy. Món canh này thì nhạt quá. Tô Vũ rất lanh miệng và cũng là một người khá lắm lời, ăn cơm mà miệng vẫn không ngừng nghỉ, nghiễm nhiên trở thành nhà phê bình ẩm thực, ăn món nào cũng đánh giá, cơ bản là không có lời nào tốt đẹp. Vì hắn ta mà không khí trở nên hơi lạnh lẽo. Tử Viêm cũng không kén ăn, tên này ăn khá ngon miệng. Triệu Bân chỉ cắm đầu lùa cơm vào miệng và chuẩn bị sẵn sàng bỏ chạy, loạng quạng là sư phụ của hắn sẽ lật bàn luôn ngay sau đó ấy chứ. Cái tên Tô Vũ này, ăn cơm thì lo ăn đi, sao lại lắm lời đến thế? Đúng vậy, Vân Yên đã liếc Tô Vũ không chỉ một lần. Cái tên nhóc này chắc không phải đến xin cơm mà là đến sinh sự đây mà. Là do sư phụ ta nấu đấy. Triệu Bân thấy ánh mắt của Vân Yên không ổn thì chọt nhẹ Tô Vũ. Hắn vừa dứt lời thì đối phương đã không bưng vững bát cơm nữa, hắn ta tưởng đâu là do Triệu Bân nấu nên mới nói như thế, hiểu nhầm to rồi. Đã nói rồi mà, đang yên đang lành, tự dưng lại có gió lạnh từ đâu lùa vào. Chà, đang ăn cơm sao? Giờ mà vẫn còn có khách đến, đấy là lão đạo áo tím, là khách không mời mà đến. Bọn Tô Vũ đều nhận ra lão ta nhưng Triệu Bân thì mới gặp lần đầu, hắn có thể ngửi thấy hơi thở lôi điện rất bá đạo. Nếu như hắn đoán không sai thì đây chắc là luyện đan sư của Thiên Tông, không biết tên húy là gì nhưng người ta đều gọi lão ta là lão đạo Âu Dương. Âu Dương sư huynh, sao lại có thời gian đến đây thế này, Vân Yên mỉm cười và nói. Đến chơi thôi. Lão đạo Âu Dương khoanh tay, cười nói. Lão ta không thèm nhìn Tô Vũ, cũng không thèm nhìn nhóc mập Tử Viêm, chỉ nói một câu với Vân Yên rồi bước đến bên cạnh Triệu Bân. Nhìn ngang nhìn dọc đánh giá hắn với ánh mắt rất kỳ lạ. Sao thằng nhóc này lại ăn được thế nhỉ? Đương nhiên, lão ta không phải đến để xem Triệu Bân ăn cơm mà là đến để xem Thiên Lôi, cũng không biết là ông ta đã nghe ai nói vụ này. Nhưng nghe ai nói thì cũng không quan trọng, điều quan trọng là không ngờ cái tên cơ ngân này lại có Thiên Lôi, hơn nữa còn là Thiên Lôi cực kỳ bá đạo, vì vậy nên lão ta cho rằng hắn sẽ là một hạt giống tốt. Triệu Bân bị nhìn chằm chằm như thế thì thấy không tự nhiên, hắn đã đoán ra được mục đích lão đạo đến đây. Sư huynh đã dùng bữa trưa, Vân Yên mỉm cười và nhẹ nhàng nói. Muội nói như vậy làm ta cũng thấy hơi đói, lão đạo Âu Dương cũng tự giác ngồi xuống, lão ta cũng tự động đem theo bát đũa, vừa gắp thức ăn vừa không quên nhìn Triệu Bân. Lão ta cũng là một người lắm lời. Những lời mà Tô Vũ vừa nói lúc nãy bị lão ta cũng lặp lại một lượt nữa. Lão ta không chỉ là luyện đan sư mà còn là chuyên gia ẩm thực cơ đấy, đánh giá món nào món nấy cũng rất chuyên nghiệp, người ta có khen có chê còn lão ta thì chỉ toàn chê không thôi. Thế là không khí lại trở nên ảm đạm thêm chút nữa. Sắc mặt của Vân Yên thật sự không sao tốt lên được, hiếm khi cô ta mới xuống bếp, khó ăn đến vậy sao? Là do sư thúc Vân Yên nấu đấy, Tô Vũ nhỏ tiếng nói.
Hắn ta vừa dứt lời thì không khí liền trở nên sượng sùng, lão đạo Âu Dương chỉ biết cười gượng. Sau bữa cơm, Triệu Bân liền bị kéo đi. Còn về phần Tô Vũ và Tử Viêm thì ai về nhà nấy, ai cũng ngắm nhìn binh khí của mình suốt dọc đường với vẻ mặt kinh ngạc, cứ cảm thấy binh khí của mình không giống với trước đây lắm, tầng khí màu tím ngoài mặt từ đâu mà ra. Sau khi được Triệu Bân tôi luyện thì chúng cứ như được niết bàn vậy. Thiên Lôi đâu, biểu diễn xem thử nào. Bên này, lão đạo Âu Dương vò tay, cười he he. Triệu Bân không nói nhiều, hắn đã biết lão đạo này đến để làm gì rồi nên đành phải lấy ra biểu diễn vậy. Đúng thật là Thiên Lôi à. Lão đạo Âu Dương nhìn thấy thì mắt sáng rực lên, Thiên Lôi cấp chân linh mà lại có một uy lực tiềm tàng đáng sợ như vậy, mạnh hơn so với lôi điện của lão ta, rõ ràng không cùng một đẳng cấp. Sao hôm sát hạch ta lại không xuống núi nhỉ? Lão đạo Âu Dương liên tục chậc lưỡi. Hôm đó lão ta luyện khí trong núi, không hề xuống núi xem sát hạch, ai mà biết cái tên cấp chân linh đi cửa sau này lại có Thiên Lôi, nếu biết sớm thì nhất định lão ta sẽ nhận hắn làm đệ tử, sau này truyền lại y bát của lão ta. Bây giờ thì đã quá muộn rồi, tên nhóc này đã ghi nhập đỉnh tử trúc. Nhìn thần thái của Vân Yên chắc là vẫn chưa biết đồ đệ của mình có Thiên Lôi và chắc cả Thiên Tông chắc cũng không có được mấy người biết. Từ đó có thể thấy tên nhóc này giấu rất kỹ, không hề yếu kém như trong tưởng tượng. Đến luyện khí các của ta chơi không, lão đạo Âu Dương vuốt râu, mỉm cười và nói. Trưởng lão đã mời thì sao dám từ chối, Triệu Bân mỉm cười, cất Thiên Lôi vào rồi đi theo lão đạo. Thiên Lôi đó của ngươi từ đâu mà có thế, lão đạo Âu Dương hỏi. Nhặt được. Nhặt khéo lắm. Lão đạo Âu Dương mỉm cười, không hỏi sâu hơn. Luyện khí các nằm giữa hai ngọn núi, là một nơi tốt để tu thân dưỡng tính. Sau khi vào trong luyện khí các, Triệu Bân nhìn thấy rất nhiều binh khí, nào là đao, thương, kiếm, kích. Loại nào cũng có điều, cấp bậc của chúng đều không cao, binh khí tốt thật sự thì không thể nào để lộ ra thế được. Sư tôn, có một thanh niên bước ra và cung kính hành lễ. Triệu Bân từng gặp hắn ta, hai lần hắn đánh võ đài, người này đều đến xem. Hắn cũng từng nghe đến danh tiếng của người này, đó là đệ tử của lão đạo Âu Dương, tên là Hoàng Hiết, cũng là một luyện khí sư, trong cơ thể có lôi điện cấp địa. Chà, ta còn tưởng là ai nữa. Hoàng Hiết nhìn thấy Triệu Bân thì nói với giọng không thân thiện mấy, ánh mắt tỏ rõ sự khinh thường. Khóe miệng còn nở nụ cười châm chọc. Hắn ta thật sự xem thường cái tên cấp chân linh này, đi cửa sau mà. Đi luyện khí đi, đừng lười biếng, lão đạo Âu Dương lạnh lùng nói. Hoàng Hiết hít một hơi thật sâu, trong lòng thấy khó chịu, sư phụ cũng không giữ thể diện cho hắn ta gì hết. Có điều, hắn ta phải nghe lời sư phụ, ngoan ngoãn đi luyện khí thôi. Trước khi đi, tên này còn liếc Triệu Bân một cái. Hắn ta thấy khó chịu chủ yếu là vì Triệu Bân, một tên cấp chân linh thì có tư cách gì mà vào Thiên Tông. Tại luyện khí các, lão đạo Âu Dương dẫn Triệu Bân vào nội đường. Triệu Bân nhìn trái nhìn phải, bên trong nội đường của luyện khí các khá đặc biệt, còn có bảy trận pháp, lão đạo Âu Dương hẳn là rất say mê với binh khí, trong phòng không có bất kỳ đồ sứ bình hoa hay bất kỳ vật trang trí nào. Tách trà, ấm trà, bàn ghế, đều có hình dáng của binh khí. Binh khí ở đây lại không hề bị bám bụi, hẳn là mỗi ngày đều được lau chùi kỹ lưỡng. Ngươi, có thể luyện khí sao? Lão đạo Âu Dương ôn hòa cười nói. Có biết một chút, Triệu Bân vừa quan sát khắp nơi vừa đáp. Đến đây, để lão phu xem thử một chút, lão đạo Âu Dương phất tay biến ra một khối sắt đen xì. Triệu Bân nhận lấy nó, dùng Thiên Lôi bao phủ nó. Tiếng lách cách vang lên, khối sắt đen ngay lập tức bị tôi luyện. Dần dần chui rèn ra hình thái, từ khối sắt trở thành phôi kiếm. Sau đó lần lượt là các quá trình mài rũa, đem phôi kiếm mài rũa từng chút một thành lưỡi kiếm hoàn chỉnh. Trình độ của ngươi cũng không thấp. Lão đạo Ân Dương lẩm bẩm nói, nhìn động tác của Triệu Bân hiển nhiên không phải là kẻ lần đầu luyện ra binh khí, bộ dáng của hắn từ đầu đến cuối không hề thay đổi quá nhiều, có thể nói việc luyện binh khí đối với hắn mà nói cũng không có gì quá khó khăn. Chưa nói đến những thứ khác, chỉ nói về tư thái của hắn thì đã không có đệ tử nào ở đây có thể so sánh được. Luyện khí cũng giống như luyện đan, có không ít con đường để tu luyện, lão đạo Âu Dương chậm rãi nói, Triệu Bân gạt việc luyện binh khí qua một bên để nghe lão ta nói tiếp, có hỏa luyện đan, có lôi luyện khí,
quan trọng nhất là nguyên liệu và trình độ của người luyện. Luyện đan cần tinh hoa của dược liệu, còn luyện khí cần tinh túy của vật liệu, phải phối hợp chính xác các dược liệu hoặc vật liệu thì mới có thể tạo ra được thành phẩm. Nói thì có vẻ rất đơn giản nhưng kỳ thực khó như lên trời, bất luận là luyện đan hay luyện khí, chỉ cần một bước đi sai cũng có thể thất bại. Những kỹ thuật được thế hệ trước truyền lại qua bao nhiêu đời chính là kết tinh của tri thức mà thế hệ sau phải kế thừa và trân quý. Đa tạ sư bá đã chỉ dạy, Triệu Bân cười nói, rồi lại tiếp tục luyện binh khí. Ngươi có muốn gia nhập luyện khí các của ta không? Lão đạo Âu Dương nhìn Triệu Bân cười hỏi. Sư bá nói vậy là muốn đệ tử phản bội sư môn rồi, Triệu Bân quay đầu cười đáp. Ta quả thật muốn dành ngươi về, lão đạo Âu Dương ho khan nói, nếu như ngươi muốn thì ta sẽ đích thân đến đỉnh Tử Trúc tìm Vân Yên sư muội nói chuyện, ngươi đến luyện khí các của ta tu luyện thì tương lai mới có thể phát triển rực rỡ. Đa tạ sư bá yêu ái, nhưng đệ tử. Đừng vội trả lời, khi nào nghĩ thông suốt rồi thì cứ tới đây. Vâng. Triệu Bân đáp một tiếng rồi lại tiếp tục luyện binh khí. Đây chỉ là bài tập luyện khí cơ bản nhất, không gây cho hắn chút áp lực nào. Một thanh kiếm đã nhanh chóng được hắn luyện ra, cấp bậc của thanh kiếm này cũng không quá cao nhưng không phải do kỹ thuật luyện khí của Triệu Bân không tốt mà là do vật liệu quá kém cỏi. Hắn có thể luyện ra thanh kiếm ở cấp bậc này đã là tốt lắm rồi. Mũi nhọn lưỡi sắc, rất tinh xảo, lão đạo Âu Dương cầm thanh kiếm lên đánh giá, thầm nghĩ tên nhóc này đúng là trời sinh để luyện khí, nếu như có thể gia tăng bồi dưỡng thì hắn chắc chắn có thể trở thành một luyện khí sư vượt qua cả lão ta. Nghĩ đến đây thì lão ta lại cảm thấy đau lòng. Ngày trước do lão ta chỉ lo tập trung luyện khí mà không chịu xuống núi xem trận tuyển chọn đệ tử cho nên lão ta mới bỏ qua một tài năng như vậy. Bây giờ cho dù lão ta có muốn đích thân đến đỉnh Tử Trúc xin đệ tử thì cũng không có nhiều hy vọng thành công. Tuy nhiên, lão ta cũng đã có sẵn kế hoạch trong đầu. Nếu Triệu Bân gật đầu thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Sư bá. Nhìn thấy lão đạo Âu Dương đứng sững sờ, Triệu Bân ngập ngừng xua xua tay trước mặt lão ta. Đến đây, lão phu cho ngươi xem bảo bối của mình. Lão đạo Âu Dương để thanh kiếm mới luyện qua một bên. Bắn ra một tia sáng chiếu vào bức tường trước mặt, bức tường đó có cấm chế, vừa chiếu tia sáng vào thì đã mở ra một cánh cổng đá dẫn xuống mặt đất. Hai người cùng nhau bước vào trong cánh cổng. Cuối đường lại là một cánh cổng đá khác, sau khi mở ra thì có thể thấy bên trong là cả một tòa địa cung lớn. Triệu Bân còn chưa kịp bước vào thì đã nhìn thấy ánh sáng chói lòa phát ra ngoài, khiến cho hai mắt của hắn cũng sáng lên. Tới khi định thần lại thì hắn liền bất giác liếm môi. Bên trong địa cung có rất nhiều binh khí, 18 loại binh khí đều có ở đây, phát ra ánh sáng đủ màu, món binh khí nào cũng có cấp bậc rất cao, chỉ cần chọn đại một món thì cũng có thể khiến cho đám người bên ngoài tranh nhau muốn có được. Binh khí do lão đạo Âu Dương luyện ra há lại có thể là phàm phẩm. Ngoài binh khí thì ở đây còn có những khối sắt. Những khối sắt vật liệu dùng để luyện khí có kích thước và chủng loại khác nhau. Còn có rất nhiều sắt đen thuần khiết, đây là bảo vật vô giá, đừng nói là nhìn thấy, ngay cả nghe nói thì Triệu Bân cũng chưa từng nghe nói qua có loại binh khí nào ngoài kia được luyện chế bằng vật liệu quý giá này. Vật liệu này căn bản không thể mua được, nếu như dùng nó luyện chế ra binh khí thì chắc chắn có thể luyện ra một món binh khí tuyệt thế. Đúng là một kho báu, trong lòng Triệu Bân thổn thức. Luyện khí sư của Thiên Tông quả nhiên danh bất hư truyền, chưa nói đến kỹ thuật luyện khí. Chỉ cần nhìn vào những vật liệu vô giá này cũng đủ thấy người bình thường khó có thể so sánh được. Đây là kho báu mà lão phu gom góp cả nửa đời mới có được, lão đạo Âu Dương vuốt râu nói. Đệ tử hiểu, Triệu Bân cười gượng đáp, lão già này đúng là đại phú ông ẩn thân. Ngay cả đệ tử của ta cũng không được bước vào nơi này đâu. Vậy vãn bối, thật vinh hạnh quá. Nếu như người nguyện ý bái ta làm sư phụ. Tương lai những thứ mà ngươi nhìn thấy thì cũng sẽ là của ngươi, lão đạo Âu Dương lại nhìn Triệu Bân nói, ánh mắt của lão ta hết sức chân thành, không hề có chút đùa cợt nào, lão ta đối với tên hậu bối này thật sự rất có hy vọng. Không thể không nói, chuyện này đúng là đã khiến cho Triệu Bân có chút dao động. Đây có lẽ chính là dụng ý của lão đạo Âu Dương khi dẫn hắn tới đây. Chưa gì đã để lộ ra kho báu của mình, hiển nhiên là muốn dùng kho báu đó làm cho hắn dao động. Hắn tỉnh táo trở lại, rồi chỉ cười trừ, Nguyệt Thần là sư phụ của hắn, chuyện này cả đời hắn cũng sẽ ghi nhớ. Khi hắn tiến vào Thiên Tông,
hắn đã tới đỉnh Tử Trúc bái Vân Yên làm sư phụ, cho dù sư phụ không bình thường cũng được, là muội muội của kẻ thù của hắn cũng được, hắn tự có lòng kiên định của mình, nhất định sẽ không đổi thêm một sư phụ nào khác nữa. Nếu như người nguyện ý thì còn có thể trở thành truyền nhân của ta, lão đạo Âu Dương mỉm cười nói. Truyền nhân của sư bá nên là Hoàng Hiết sư huynh mới đúng. Hoàng Hiết sao? Lão đạo Âu Dương lắc đầu cười nói, nó không có khả năng đó. Khi nói ra lời này, lão ta không khỏi thở dài vì Triệu Bân đã từ chối lời mời của lão ta, cũng thở dài vì đệ tử nhà mình. Thân là sư phụ, lão ta làm sao không biết được đệ tử nhà mình có bao nhiêu bản lĩnh, nếu như để cho Hoàng Hiết làm truyền nhân thì chỉ sợ kỹ thuật luyện khí chân truyền của lão ta càng lúc càng xuống dốc. So với Hoàng Hiết thì tên nhóc trước mặt lão ta lúc này mới là người thích hợp hơn. Giới luyện khí không cần phải nhìn nhiều, chỉ cần luyện được một thanh kiếm cũng đủ rồi, nhiều đó cũng đủ để biết tố chất tiềm ẩn của Triệu Bân, những người có thiên lôi đều là thiên tài hiếm thấy trong hàng vạn người. Không cần trả lời vội, lão đạo Âu Dương lại mỉm cười. Nếu Triệu Bân gật đầu ngay thì lão ta sẽ đánh giá thấp hắn, đến gốc gác cũng bị lộ rồi mà tên nhóc này vẫn rất bình tĩnh, tâm thái đó thật sự rất hiếm thấy, ít ra thì đồ đệ của lão ta cũng không có được điều này. Vì vậy, lão ta càng thích Triệu Bân hơn. Triệu Bân chỉ mỉm cười, đấy là một kiểu từ chối khéo. Hai người họ lại ra khỏi địa cung. Trước khi đi, lão đạo Âu Dương còn lấy một khối huyền thiết, nhét vào tay Triệu Bân. Theo như cách nói của lão ta thì đấy là quà ra mắt. Đương nhiên là Triệu Bân không dám nhận đồ của người khác thì phải làm việc cho họ, nếu hắn đã không gia nhập luyện khí các thì sao dám tùy tiện lấy đồ của người ta. Liễu sư muội càng lúc càng đẹp ra nhỉ. Hai người họ vừa ra ngoài thì đã nghe thấy tiếng cười của Hoàng Hiết ở bên ngoài. Liễu sư muội trong lời của hắn ta là Liễu Như Nguyệt. Cô ta không phải đến đây chơi mà là đến để luyện binh khí. Lão đạo Âu Dương đã biết từ sớm, Vân Phượng đã nhá trước với lão ta, tỷ thí Tân Tông sắp diễn ra nên nhờ lão ta giúp đồ đệ của mình tôi luyện binh khí, để đạt được trạng thái tốt nhất. Đương nhiên không phải là luyện không công mà là có thù lao. Đấy cũng là luật bất thành văn trong ngành luyện khí. Liễu Như Nguyệt nhìn thấy Triệu Bân thì hơi chau mày, không ngờ lại gặp hắn ở đây. Sự cao ngạo lạnh lùng của cô ta từ trước đến nay không hổ là thiên chi kiêu nữ, khí chất cực kỳ giống với Sở Vô Xương và Nguyệt Linh, ai cũng có cái đáng để cao ngạo. Sắc mặt của Hoàng Hiết cũng không vui, thậm chí còn đầy vẻ thù địch. Sư bá, sư điệt xin cáo từ, Triệu Bân chắp tay hành lễ. Hãy suy nghĩ về những gì ta đã nói, lão đạo Âu Dương mỉm cười hiền từ. Vâng, Triệu Bân đáp lại, quay người rời khỏi luyện khí các. Lão đạo Âu Dương không nhìn theo nữa mà đi vào phía, Liễu Như Nguyệt cũng đi theo. Còn Hoàng Hiết không chịu ngồi yên, không luyện khí mà lén ra khỏi luyện khí các. Nhiều đồ tốt thật. Trên đường quay về, Triệu Bân vừa đi vừa suýt xoa. Thử nghĩ xem, một luyện khí các không có gì nổi bật mà sao lại cất giữ nhiều bảo bối đến thế. Nếu như hắn lấy cắp hết của lão đạo Âu Dương, nếu như luyện hóa hết vào Long Uyên thì nhất định kiếm của hắn sẽ được lột xác hoàn toàn. Nếu nguyên liệu luyện đan không dễ tìm thì nguyên liệu luyện khí cũng vậy, đặc biệt là những vật liệu quý, chỉ có thể tùy duyên, không thể cưỡng cầu. Đứng lại, lúc hắn đang suy nghĩ thì đột nhiên nghe thấy tiếng hét. Triệu Bân không quay đầu, cũng không dừng bước, hắn biết ai đang gọi mình. Ngoài tên Hoàng Hiết đó ra thì còn có thể là ai nữa, hắn ta đã lén theo đuôi Triệu Bân suốt dọc đường, mãi đến ngã rẽ ở trong núi mới xuất hiện vì ở đó ít người qua lại. Chạy đi đâu, Hoàng Hiết chạy thật nhanh, chặn trước mặt Triệu Bân. Sư huynh, có chuyện gì sao, Triệu Bân hỏi. Sư phụ đã nói gì với ngươi, Hoàng Hiết hét lớn lên. Nói chuyện thường ngày thôi. Hừ, ta đã nhìn thấy rồi, ông ấy đã dẫn ngươi vào địa cung. Lúc Hoàng Hiết nói câu đó thì mặt mày cũng trở nên hung dữ hơn, hắn ta là đệ tử mà cũng chưa được vào địa cung, một tên dùng quan hệ để đi cửa sau như hắn dựa vào đâu mà được vào. Vào địa cung nói chuyện đời thường thôi, Triệu Bân lại nói thêm. Hoàng Hiết nghe vậy thì cười lạnh lùng và nói chuyện đời thường mà cần phải đến địa cung sao? Chuyện này thì sư huynh nên đến hỏi sư bá Âu Dương. Hỏi ta làm gì, Triệu Bân liếc mắt, sư phụ ngươi là địa tạng đỉnh cao, ta chỉ là tiểu bối cấp chân linh, ông ta kéo ta đi thì ta có thể không đi sao?
Trong địa cung có gì? Hoàng Hiết gạn hỏi. Không có gì cả, Triệu Bân nói xong thì bỏ đi. Không biết nghe lời như thế, muốn ăn đập đây mà, Hoàng Hiết đuổi theo, vung trưởng lên. Soạt. Triệu Bân vẫn chưa kịp phản ứng thì đã có một thứ gì đó bay từ phía sau đến. Nhìn kỹ lại thì thấy lại là một khúc xương gà vẫn chưa được gặm hết thịt, đập thẳng lên trán của Hoàng Hiết một cách chuẩn xác làm hắn ta phải lùi về sau. Không phải vì xương gà nặng mà là vì lực của người ném quá mạnh. Ai đó, Hoàng Hiết bụng chán, mắng chửi. Cậu hai nhà ngươi, Tô Vũ không biết chui ra từ đâu, bên cạnh còn có Dương Phong, mỗi người cầm một con gà nướng trong tay, ăn rất vui vẻ. Họ đến tìm Triệu Bân, nửa đường gặp phải có người muốn thể hiện, hơn nữa còn là Hoàng Hiết nên hắn ta phải nhúng tay vào. Hoàng Hiết nhìn thấy Tô Vũ và Dương Phong thì lập tức mất hết tự tin. Hắn ta là luyện khí sư, không giỏi đánh nhau, một người hắn ta còn đánh không lại chứ đừng nói gì giờ có đến hai người. Hôm nay ra đường không xem ngày nên đã gặp phải hai thằng thối tha. Đợi đấy cho ta. Hoàng Hiết hừm lên lạnh lùng, hắn ta đang nói với Triệu Bân, và cũng là đang nói với Tô Vũ và Dương Phong. Nói xong thì chuồn đi ngay. Nhóc con, ta lại cứu ngươi một mạng, làm sao báo đáp ta đây, Tô Vũ cắn một miếng gà nướng. Muốn mắng huynh một trận, Triệu Bân hít một hơi thật sâu, nếu như ngươi đến muộn chút nữa thì ta cũng có thể thu dọn được hiện trường, lần trước gặp Vệ Xuyên cũng y như vậy, toàn là ngươi làm hỏng chuyện tốt. Sao lại không biết tốt xấu thế nhỉ, Tô Vũ bĩu môi. Sư đệ Cơ Ngân có thể giúp ta tôi luyện binh khí không? Dương Phong mỉm cười và nói, vốn dĩ hắn ta đang tu luyện nhưng Tô Vũ đã chạy đến Linh Quả Viên, còn khoe khoang binh khí của mình. Dương Phong nhìn thấy thì thật sự rất kinh ngạc, kiếm khí màu tím trên kiếm của Tô Vũ thật sự rất phi phàm. Hắn ta hỏi ra thì mới biết đó là tác phẩm của Triệu Bân, không ngờ hắn lại có thiên lôi. Nếu như không phải Tô Vũ nói thì đến giờ hắn ta vẫn còn không biết gì. Được thôi, Triệu Bân mỉm cười, nhận lấy. Không để ngươi làm không công đâu. Dương Phong là người biết điều, khi giao binh khí thì tiện thể nhét cho Triệu Bân mấy bình dược hoàn. Cấp bậc của chúng không hề thấp, giá cả đắt đỏ. Nếu như Triệu Bân cũng có thể tôi luyện binh khí của hắn ta giống như binh khí của Tô Vũ, cái giá như vậy cũng xứng đáng. Triệu Bân nhận lấy, không khách sáo. Có phải lão đạo Âu Dương tìm ngươi là vì muốn mời ngươi gia nhập luyện khí các không? Tô Vũ trọt nhẹ Triệu Bân. Còn dắt ta đi xem bảo bối của ông ta nữa, Triệu Bân lấy bình rượu ra, rồi lại suýt xoa, ông ta là đại gia xịn đấy. Có rất nhiều nguyên liệu huyền thiết hiếm, làm ta cứ hoa cả mắt lên. Ngươi đồng ý rồi sao, Tô Vũ mỉm cười, nhìn Triệu Bân. Tinh khí của sư phụ ta không tốt lắm đâu, Triệu Bân ho gượng. Vân Yên sư thúc xinh đẹp như vậy, nếu là ta cũng sẽ không đồng ý. Tô Vũ giật lấy bình rượu của Triệu Bân, ngẩng đầu uống ửng ực rồi cười he he mãi có sư phụ xinh đẹp, nhìn thôi cũng sướng mắt. Triệu Bân liếc hắn ta, Dương Phong cũng liếc hắn ta. Nhìn nụ cười nham nhở của tên đó thì chắc là không nghĩ đến chuyện gì tốt đẹp đâu, không chừng lại đang có ý đó nữa. Triệu Bân rất tinh ý, trước đây khi xem Tử Ngọc ở Tàng Kinh Các, tên này cũng có biểu cảm như thế. Đi đây, hôm nào lại hẹn ngươi uống rượu. Tô Vũ không cho là đúng, lôi kéo Dương Phong đi mất. Triệu Bân nghĩ có lẽ Tô Vũ đang gạt Dương Phong, để người ta giật dây bắt cầu theo đuổi Nguyệt Linh. Nếu vẫn dùng cái thư tình đó thì ngày mai sẽ có một người nữa nổi tiếng khắp thiên tông, hắn chính là ví dụ tốt nhất. Hắn cũng đi. Người nổi tiếng ấy mà, đi đến đâu cũng bị người ta chỉ trỏ, cái gì mà đi cửa sau này, con cóc này, rùa rụt cổ này, tất cả đều là những biệt danh các sư huynh tặng cho hắn, gọi cực kỳ thuận miệng. Hắn không quan tâm tới, cũng lười để tâm. Lên đến đỉnh Trúc Phong thì không thấy Mục Thanh Hàn, cũng chẳng gặp Vân Yên. Đi đâu rồi nhỉ? Triệu Bân nói thầm, hắn rót một ngụm rượu, ngồi khoanh chân dưới tán cây. Sau đó, làn gió nhẹ khẽ lướt qua mang theo mùi hương của nữ tử khiến Triệu Bân mở mắt ra. Vân Yên đã trở lại. À không đúng, không phải là Vân Yên mà là Vân Phượng, lướt qua thì không có gì khác biệt nhưng cẩn thận nhìn lại sẽ thấy khí chất không giống nhau. Một người lạnh như băng, một người thay đổi linh hoạt, chị em sinh đôi nhưng khí chất thì mỗi người lại mỗi vẻ. Ra mắt sư bá, Triệu Bân đứng dậy chào hỏi.
kẻ thù của mình nên hắn vẫn có thể nhận ra được, dù có hóa thành cho cũng nhận ra được. Nhưng cô ta chỉ lướt qua vậy thôi, cần đi thì vẫn phải đi. May là hắn đã cố gắng kìm nén, nếu không chắc hẳn sẽ lộ ra sát khí. Soạt. Chưa kịp nói gì thì Vân Yên đã xuất hiện như một bóng ma. Cô ta vẫn chưa thu lại uy áp, ép Triệu Bân phải rên lên, khóe miệng còn chảy máu tươi. Ánh mắt Triệu Bân chợt lóe lên tia sáng lạnh. Khoảnh khắc đó, hắn chợt có một loại xúc động muốn đánh người. Nếu đã lộ ra hết, hắn không dám chắc mình sẽ không đánh Vân Phượng bị thương nặng. Nhưng hắn vẫn nhịn xuống. Trực tiếp đối mặt với cô ta thế này, hắn không thể đánh lại địa tàng tầng cao nhất. Đây là Thiên Tông, hắn dám ra tay với Vân Phượng thì cũng không thể sống nổi. Sống trên đời này, nên biết người biết ta, từ đâu đến. Thì cút về nơi đó đi, Vân Phượng hờ hững nói, còn chẳng thèm nhìn đến Triệu Bân, cũng như đêm đó ở thành Vong Cổ, không phải là thương lượng mà là mệnh lệnh. Những lời của cô ta nói, dường như còn uy nghiêm hơn cả thánh chỉ. Đồ đệ của ta, không đến phiên ngươi dạy đời như thế đâu. Những lời khe khẽ, vang vọng cả đỉnh núi. Vân Yên đã trở về, hay có thể nói là cô ta vẫn ở đỉnh Tử Trúc, chân thân xuất hiện, lời nói lại lạnh như băng giá và dày đặc sát ý, thậm chí mây mù liên tục xuất hiện còn bị đông thành băng. Khoảnh khắc đó, bầu trời trong bán kính trăm ngàn mét như đông cứng lại. Đó là Vân Yên và Vân Phượng đang đối đầu với nhau bằng khí thế của mình. Triệu Bân bị kẹp ở giữa lại không có cảm giác nặng nề, bởi vì sư phụ đã giúp hắn xóa đi uy áp. Tỷ tỷ chỉ muốn tốt cho ngươi mà thôi, Vân Phượng khẽ nhíu mày lại. Bớt giả vờ giả vịt ở đây đi, rời khỏi đỉnh Tử Trúc ngay. Vân Yên hừ lạnh, tuy đó là tỷ tỷ ruột nhưng cô ta vẫn không nể mặt. Đã giết người cô ta yêu nhất rồi thì chẳng còn tình thân nào đáng để nhắc đến cả, nếu đó không phải là tỷ tỷ ruột thì chắc cô ta đã tiễn Vân Phượng xuống suối vàng từ lâu. 2. Vân Phượng thở dài, cuối cùng cũng bỏ đi. Trước khi đi, cô ta còn để lại một bức thư, không biết là thư của ai. Còn dám đánh đồ đệ ta bị thương nữa, ta thề. Thề Thiên Linh sẽ không thấy được mặt trời ngày mai đâu, Vân Yên hờ hững nói. Cực kỳ bình thản nhưng lại có sức mạnh trước nay chưa từng có, là uy hiếp và cũng là cảnh cáo, ngươi cũng có đồ đệ, còn đến đây gây chuyện nữa, ta không ngại tiễn đồ đệ ngươi xuống suối vàng. Sắc mặt Vân Phượng dần trở nên tối tăm. Cô ta hiểu rất rõ muội muội mình là người nói được làm được, rất có thể sẽ giết chết Liễu Như Nguyệt. Vân Phượng bỏ đi rồi. Vân Yên đặt một tay lên vai Triệu Bân, giúp hắn xóa đi uy áp còn sót lại. Cảm ơn sư phụ, Triệu Bân xoa xoa cánh tay. Bình thường thông minh lắm cơ mà, sao hôm nay lại không biết gọi người tới, Vân Yên khẽ nói, may là cô ta mở mắt ra một lúc, cảm nhận được hơi thở của Vân Phượng đến gần, nếu không chắc đồ đệ của mình đã bị phế. Lần sau nhất định sẽ gọi. Triệu Bân cười ngược, hắn không gọi là có nguyên nhân. Khoảnh khắc đó, hắn đang do dự xem có nên đánh hay không, còn chưa kịp quyết định thì sư phụ đã giải quyết rồi. Đúng là mạnh mẽ thật. Cả câu cảnh cáo đầy tính uy hiếp đó, bây giờ nghĩ lại vẫn thấy êm tai, sư phụ nhà hắn cũng không tệ với hắn lắm, còn Vân Phượng thì vẫn thế, không chết sẽ không dừng. Ngươi giữ cái chuông này đi, nếu gặp phải nguy hiểm gì thì lắc nó. Vân Yên vung tay lên, một chuông nhỏ màu xanh biếc xuất hiện trong tay. Cô ta như người chỉ cả tự tay đeo lên cổ cho Triệu Bân. Thật ra có thể đeo nó bên hông. Triệu Bân ho khan. Chuông nhỏ đeo trên cổ thế này trông cứ như con chó Nhật lắc lắc vậy, đi đến đâu cũng kêu leng keng ấy. Vân Yên bị chọc cười, cầm thư quay về lầu các. Triệu Bân nhìn cái chuông rồi cũng quay về phòng. Kiếm của Dương Phong được mang ra, đúng là một thanh kiếm tốt, được đúc bằng một loại nguyên liệu đặc biệt. Hắn sử dụng lôi điện luyện chế từ trong ra ngoài một phen, dùng thêm một chút tử lệ binh tinh. Làm xong hết, hắn lại tập trung hồi phục đồng lực, tác dụng của linh chấp thiên nhãn quả là không tệ, màn đêm còn chưa buông xuống mà đồng lực đã hồi phục được 7-8 phần, dịch chuyển tức thời cũng trở nên nhuyễn nhuyễn hơn. Hao tổn hết đồng lực, tiếp tục bổ sung. Leng keng. Khi màn đêm thật sự buông xuống, trong phòng Triệu Bân vang lên âm thanh trong trẻo. Là chiếc chuông nhỏ màu xanh biếc đó, người nào đó cảm thấy nhàm chán nên cứ lắc mãi.
Vân Yên thật sự xuất hiện, liếc nhìn Triệu Bân, mặt mũi không được đẹp đẽ gì mấy. Triệu Bân cười ha hả, con xem thử coi dùng được không ấy mà. Sự thật chứng minh, dùng rất được. Nhưng cũng vì thế nên hắn cũng bị dần cho một trận ra trò. Sư phụ điềm tĩnh hiền lành, đánh người cũng mạnh mẽ lắm. Đêm đến, Triệu Bân ăn tối xong bèn trốn trong phòng, đến tận bây giờ vẫn còn lau máu mũi, không biết là do quá thừa dinh dưỡng hay là sư phụ đánh quá nặng, thôi tốt nhất là đừng lắc cái chuông đó cho an toàn. Không thể lười biếng. Triệu Bân lại hóa ra phân thân, tiếp tục đúc linh kiện. Còn hắn thì tập trung hồi phục đồng lực. Thuật thiên nhãn thuấn thân được luyện tập nhiều hơn vẫn có hiệu quả rất tốt, qua vài lần thực hiện, hắn đã nắm được chút cốt lõi, nhưng vẫn phải tiếp tục luyện, thứ hắn muốn là chính xác từng ly từng tí một. Thế thì sau này khi chiến đấu với ai đó, một kiếm sẽ là tuyệt sát. Kẽo kẹt. Đêm dài tĩnh tặng, đột nhiên lại nghe thấy tiếng kẽo kẹt của cửa phòng. Là cửa phòng Vân Yên, Triệu Bân nhìn xuyên qua khe cửa sổ xem thử, Vân Yên đã đi xa. Lại mộng du. Triệu Bân chuyển tầm mắt, lén ra khỏi phòng đi theo suốt một đường. Sư phụ đối xử với hắn cũng không tệ, hắn không muốn Vân Yên xảy ra chuyện gì đó khi đang mộng du, chẳng hạn như đang đi thì rơi từ trên núi xuống, ngọn núi cao như vậy, dù có là địa tàng tầng cao nhất thì cũng có thể ngã thành liệt nửa người, vì trong trạng thái vô thức nên không thể tạo ra chân nguyên hộ thể, ai ngã cũng dễ chết cả. Bình thường thì người làm chuyện này sẽ là Mục Thanh Hàn. Từ cái hôm Vân Yên mộng du đến phòng Triệu Bân thì hôm nào cô ta cũng theo dõi cẩn thận. Mỗi lần Vân Yên ra ngoài thì cô ta sẽ lặng lẽ theo sau, còn không dám đánh thức, sợ sư phụ bị cắn trả. Hôm nay Mục Thanh Hàn bế quan nên hắn đành phải nhận việc. Vân Yên bước đi rất nhẹ nhàng, dưới ánh trăng trông như mộng như ảo. Cô ta đi đến một nơi sâu trong rừng trúc, nơi đó có một hồ linh trì. Triệu Bân thấy thế thì ho khan, nếu hắn không nhầm thì sư phụ muốn đi tắm. Vân Yên đã đến bên bờ hồ. Sau đó quay đầu nhìn lại. Ánh mắt đó khiến Triệu Bân nhíu mày, đôi mắt sư phụ sáng rỡ, rõ ràng đang có ý thức. Nói cách khác, Vân Yên không hề mộng du. Lần này thì lúng túng rồi. Theo đuôi đến tận đây, nói không chừng sư phụ lại tưởng hắn muốn rình xem đấy. Thế nào, muốn xem sư phụ tắm hả? Vân Yên chuyển tầm mắt, sau đó cởi một lớp áo ngoài ra. Triệu Bân ho khan. Xoay người biến mất không còn bóng dáng, không mộng du thì nói sớm đi chứ. Vân Yên bật cười, đồ đệ này cũng khá là thú vị ấy chứ. Hôm sau, sắc trời còn chưa kịp sáng thì đã thấy Dương Phong đến lấy kiếm, được Triệu Bân luyện chế một phen, kiếm của hắn ta cũng trở nên hơn người, thân kiếm hiện lên kiếm khí màu tím, tiếng keng keng rất chói tai, múa một phen, kiếm uy rất mạnh, lực chiến cũng được tăng thêm. Có lẽ là quá bất ngờ nên Dương Phong lại đưa cho Triệu Bân thêm mấy lọ thuốc viên. Thấy chưa, hắn đáng tin hơn cái tên Hoàng Hiết kia nhiều, Tô Vũ rót một ngụm rượu. Tất nhiên rồi, Dương Phong vừa lau kiếm vừa cười nói, hắn ta từng tìm Hoàng Hiết rèn luyện vũ khí, nhưng tên đó há miệng đòi tận 30 vạn lượng, từ hôm đó hai người đã có thù hằn không nhỏ. So với Hoàng Hiết, Triệu Bân đáng tin hơn rất nhiều. Cùng là rèn đấy. Nhưng qua tay Triệu Bân thì kiếm như thay ra đổi thịt, Hoàng Hiết còn chẳng làm được, muốn có tiền cũng chẳng sao, nhưng mặt dày mày dạn giao giá trên trời thì đúng là ghê tởm, quan trọng nhất là Hoàng Hiết chẳng đủ trình. Ai tìm hắn ta rèn luyện vũ khí đều không hài lòng chút nào. Kiếm khí màu tím trên thân kiếm này được tạo ra bằng cách nào thế, Tô Vũ trọt trọt Triệu Bân. Dương Phong cũng dựng tai lên, hắn ta cũng tò mò muốn biết. Chỉ rèn luyện vũ khí thôi mà có thể tạo thành kiếm khí tím thì đúng là kỳ lạ thật đấy. Triệu Bân vung tay lên, lấy tử lệ binh tinh ra, sau đó cất đi trong nháy mắt. Tô Vũ và Dương Phong đều nhìn thấy, quay sang nhìn nhau, tử lệ binh tinh. Đừng nói cho ai biết nhé, Triệu Bân nhỏ giọng nói. Cái tên này thật là, hai người thổn thức chật lưỡi. Cái tên này trông chẳng ra sao, nhưng mấy thứ kỳ lạ thì đúng là không thiếu ha. Một khối tử lệ binh tinh đó bỏ tiền ra tìm khắp nơi vẫn không thấy ai bán, có được thứ này, chỉ có kẻ ngốc mới mang ra bán, thảo nào vũ khí được Triệu Bân luyện xong lại có sự thay đổi thần kỳ như thế, thì ra là tác dụng của tử lệ binh tinh. Nghĩ thế,
hai người đều cười ha hả, kiếm được món lời to. Dùng tử lệ binh tinh để luyện vũ khí thì chào giá 30 vạn lượng cũng có người giành giật. Hai người bọn họ, chỉ tốn mấy bình thuốc viên là được. Tính ra, tên này sống cũng không tệ. Vân Yên liếc sang ba người, thầm thấy ngạc nhiên. Tiểu đồ nhi của cô ta có nhân duyên không tệ lắm nhỉ, mới vào có mấy ngày đã làm quen được mấy đệ tử lâu năm như Dương Phong, Tử Viêm với Tô Vũ, không bàn đến Tô Vũ. Chỉ tính Dương Phong và Tử Viêm thôi thì một người là đệ tử Linh Quả Viên, một người là đệ tử Linh Đan Các, có rất nhiều đệ tử muốn làm quen với bọn họ cũng khó. Cơ Ngân, ta chờ ngươi ở diễn võ đài. Chưa kịp ăn cơm thì đã có một tiếng hét vang vọng đỉnh Tử Trúc. Lại có người khiêu chiến, dùng bí pháp sóng âm, gào một tiếng vang vọng nửa thiên tông. Viên Miểu, Dương Phong nhướng mày, dường như đã biết đó là ai. Mấy ngày không thấy cái tên đó, vừa gặp lại chạy tới khiêu chiến, Tô Vũ bĩu môi, hắn ta là bạn tốt của Hoàng Hiết, cũng khá là thân thiết với Trịnh Minh, có lẽ là hai người bọn họ dở trò. Đừng đi, cái tên đó xuống tay rất tàn nhẫn. Quan trọng nhất là hắn ta thích dùng mấy trò trong bóng tối, rất nhiều người chịu thiệt. Trong đó có cả ta. Tô Vũ và Dương Phong mỗi người một câu, nói chung là không muốn Triệu Bân chạy tới đó chịu đánh. Triệu Bân không nói mà chỉ nhìn về phía Vân Yên. Mấy chuyện như đánh nhau này, sư phụ phải gật đầu mới được, đừng để mới nhấc chân đi thì một giây sau đã bị trói lại. Đánh không lại nhớ chạy, Vân Yên khẽ nói. Làm sư phụ người ta cũng không thể quản quá chặt, tìm một cơ hội thích hợp để đồ đệ ăn đau nhớ lâu cũng tốt, để hắn đỡ phải xuống núi gây chuyện khắp nơi, mài bớt gai nhọn, sau này sẽ ngoan hơn. Soạt. Triệu Bân đã biến mất. Chạy lên diễn võ đài thì hắn nhanh chân hơn hẳn. Chỉ cần không phải là đệ tử như Sở Vô Xương thì ai tới cũng không sao cả, nói đi nói lại, mấy đệ tử khác ở cấp bậc đó cũng không rảnh đi khiêu chiến hắn, theo châm ngôn của Thiên Tông mà nói thì, đó là mất giá. Đi thật đấy à? Tô Vũ và Dương Phong đều chạy theo, khi cần sẽ ra tay. Vẫn là diễn võ đài đầy áp bóng người, có rất nhiều người chưa ăn hạt cơm nào đã chạy tới xem cuộc vui. Có người chưa tỉnh ngủ đang giơ tay che miệng ngáp, cứ thấy người ta đánh nhau cái là vọt tới rất nhanh, càng miễn bàn đến người bị khiêu chiến hôm nay là Cơ Ngân của đỉnh Tử Trúc, trước đó đã đánh 4 trận, đánh 4 người nằm xuống, bọn họ đều muốn biết Triệu Bân ngoài trò ném người ra thì còn biết bí thuật nào nữa không, quan trọng nhất là muốn xem Triệu Bân bị đánh. Một đệ tử vừa mới vào tông, đánh cực kỳ hăng hái. Không chèn ép oai phong của hắn, hắn lại tưởng Thiên Tông này chẳng có bóng người nào. Đi rèn luyện nhiều ngày, Viên Miểu cũng lên tầng thứ tư. Tích lũy lâu ngày mà, người cùng khóa đều thăng cấp, hắn ta cũng nên đột phá rồi. Không biết Cơ Ngân có tới không? Còn chưa bắt đầu đánh mà màn dạo đầu đã cực kỳ náo nhiệt, nơi có người tụ tập thì không bao giờ thiếu chuyện hóng hớn, cứ như cái chợt, cả Thiên Tông đều đến khiến nơi này trở nên ồn ào. Trên đài, Viên Miểu đứng sừng sững trên đó, vạt áo tim bay bay. Mái tóc dài không gió tự bay, trông cũng khá là hiên ngang lẫm liệt, hơi thở mạnh mẽ thể hiện rõ tư chất rất cao. Dưới dài, Hoàng Hiết và Trịnh Minh cũng có mặt. Tô Vũ đoán không sai, chính là hai tên đó dở trò. Hoàng Hiết thì không sao, ít nhất vẫn có thể đứng thẳng, nhưng Trịnh Minh phải chống gậy đến, chúng năm cú quật của Triệu Bân, còn đứng được ở đây là quý hóa lắm rồi, không chờ được lão đại nhưng lại thấy Viên Miểu quay về tông, đòi lại công bằng cho họ. Vì thế, hai người bọn họ lại trả cho Viên Miểu rất nhiều tiền. Chỉ một câu, giết chết Cơ Ngân. Vừa nhắc tới Cơ Ngân thì Triệu Bân đã đến. Từ rất xa đã trông thấy bóng người đang rẽ lối đi tới, sau đó Tô Vũ và Dương Phong cũng thành đối tượng được chú ý, phần lớn vẫn đang nhìn Triệu Bân, không biết lần này lên đó chiến đấu xong có thể xuống được nữa không. Ngươi chính là Cơ Ngân. Viên Miểu cười lạnh, còn quan sát lại một phen. Xác định hắn là cảnh giới chân linh. Hắn ta bèn cảm thấy kỳ lạ, một cảnh giới chân linh nho nhỏ mà có thể đánh 4 cảnh giới huyền dương nằm bò. Có thêm tiền thưởng không? Triệu Bân đã dừng lại, đây mới là mục đích của hắn, chỉ muốn kiếm thêm chút tiền, tiện thể đánh thêm một người. Đã chuẩn bị sẵn, Viên Miểu cười đầy u ám, một sấp ngân phiếu được đặt ra. Sảng khoái. Triệu Bân bắt đầu xoay cổ tay. Trông cái tên này không được vừa mắt lắm, lát nữa phải ném cho thật mạnh.
không biết tự lượng sức mình. Viên Miểu cười lạnh đầy ẩn ý, trong tay áo xuất hiện một thứ gì đó đen đen, được hắn ta nắm trong tay, mọi người nhìn kỹ lại mới thấy đó là một cây roi sắt đen ngòm, ngoài những ký hiệu trên thân roi thì chẳng có gì đặc biệt. Triệu Bân thấy thế thì hai mắt híp lại. Hắn từng thấy cây roi sắt đó rồi, chuyên đánh vào tinh thần con người, tại sao nó lại nằm trong tay Viên Miểu? Bây giờ cầu xin tha thứ vẫn chưa muộn đâu, Viên Miểu khẽ nhếch miệng lên. Ngươi tìm đâu cây roi sắt này thế, Triệu Bân hỏi. Cái thứ như ngươi mà cũng xứng để biết hả? Có thể thêm vào không, Triệu Bân hờ hững nói, ta thắng thì roi sắt này sẽ là của ta. Danh con, há miệng cũng to đấy nhỉ, Viên Miểu cười, trông cứ như đang mỉa mai. Thế Viên sư huynh có đồng ý hay không đây, Triệu Bân cũng cười nhìn hắn ta. Đồng ý, tất nhiên là đồng ý rồi, Viên Miểu cười lạnh, nếu ngươi thích cực như thế thì cùng nhau chơi lớn một tí đi. Hả? Ngươi thắng, sau này ta sẽ hầu ngươi như chủ nhân, ta thắng, ngươi làm nô lệ cho ta cả đời. Viên sư huynh quyết đoán thật đấy. Dù là Triệu Bân thì nghe xong cũng phải thổn thức. Nhìn những người đang xem bên dưới, tất cả đều hít một ngụm khí lạnh. Phần thưởng 220.000 thôi là vung tay cũng đủ mạnh rồi, không ngờ vẫn còn thứ đáng sợ hơn, dù là hầu hạ Triệu Bân như chủ nhân hay làm nô lệ của hắn thì vẫn là giao dịch bán thân, có thể nói là bán cả xuất thân. Đúng là đánh giá thấp Viên Miểu quá rồi, quyết đoán đến thế cơ đấy, Tô Vũ bùi ngùi nói. Có lẽ hắn ta chắc chắn mình sẽ thắng nên mới dám cực như thế, Dương Phong suy nghĩ, nói. Đúng như những gì hắn ta đoán, Viên Miểu chắc chắn mình sẽ thắng, Huyền Dương đối đầu với Chân Linh, lực chiến chèn ép tuyệt đối như thế, hắn ta không lý nào lại thua. Hơn nữa hắn ta vẫn còn rất nhiều con bài tẩy, tiện tay lấy một thứ ra là đủ để treo một tên cảnh giới Chân Linh lên đánh rồi. Chẳng mấy khi nắm được một quả hồng mềm, lại chẳng tranh thủ bóp cho nát thì chờ gì. Có thêm cơ ngân làm nô lệ cũng không tệ lắm. Trên thực tế, hắn ta còn tự tin mù quáng hơn cả Vệ Xuyên. Nghiêm Khang, Vũ Văn Hạo, Ngụy Đăng, Trịnh Minh trước đó ai không phải là cảnh giới Huyền Dương? Ai không nắm chắc phần thắng? Ai không có quân bài tẩy? Tất cả đều bị đánh ngã, hắn ta lại không muốn tin vào điều đó, tự tin mình chắc chắn sẽ thắng nên mới đưa ra giao ước như đang bán thân ấy. Châu bò. Sau khi hít một ngụm khí lạnh, mọi người lại chậc lưỡi thổn thức. Từ khi thành lập Thiên Tông đến nay, từ khi có diễn võ đài đến nay, đây là lần đầu tiên có một ván cược lớn thế này, thắng thì không sao, nhưng nếu thua thì mấy chục năm sắp tới phải làm nô lệ, ai dám đồng ý cược dễ dàng như thế, nhưng Viên Miểu lại cố tình muốn làm như vậy, không nói gì thì thôi, một khi đã nói thì chắc chắn sẽ khiến người ta kinh ngạc. Đồng ý hay không đây, bấy giờ, đổi thành Viên Miểu cười nhìn Triệu Bân. Đồng ý, tại sao lại không chứ, Triệu Bân nhún vai, vẫn tùy ý như thế. Đầu ngươi bị uống nước rồi hả, Tô Vũ hét một tiếng thật to, Triệu Bân cũng đâu có ngốc. Hắn ta tưởng Triệu Bân sẽ không đồng ý nên mới không nhắc nhở, có trời mới biết Triệu Bân lại đồng ý, còn chưa kịp khuyên nhủ gì. Dương Phong cũng nhíu mày. Đánh nhau thì cứ đánh thôi, nhưng xuất hiện thêm cái khế ước bán thân thế này cũng khá là đau đầu đấy. Vấn đề là, Triệu Bân đã đồng ý rồi. Cả hai người họ còn thế nữa là những người đến xem. Cứ mồm năm miệng 10, Viên Miểu thẳng tay chơi lớn, tên đi cửa sau kia cũng tất tay. Dù trước đó có thế nào thì ngày hôm nay, cơ ngân cảnh giới chân linh này cũng ra dáng nam tử hán đại trượng phu lắm. Tốt, thế thì được rồi. Viên Miểu bật cười càng hào hứng, cười được một lát thì dừng lại, bước ra cùng với roi sắt và đánh tới nhanh như tia chớp. Trong lúc đó, hắn ta dùng một tay kết ấn, thực hiện bí pháp trói buộc. Có thể thấy bùn lầy dưới chân Triệu Bân bắt đầu rung chuyển, có một lực hút rất mạnh, sau đó là hai hoa văn trên roi sắt hiện lên khóa chặt hai chân Triệu Bân. Tất cả mọi thứ đều được diễn ra ngay trong nháy mắt. Triệu Bân vẫn không hề di chuyển, nụ cười tươi tắn trên môi, lẳng lặng xem Viên Miểu biểu diễn. Keng! Viên Miểu vẫn chưa dừng lại những đợt tấn công của mình, thực hiện bí pháp trói buộc, sau đó vung tay ném một thanh phi đao. Trên phi đao có dán bùa lôi quang, vừa ném ra đã nổ tung, bùa chú có cấp bậc khá cao, lôi quang chói mắt. Mẹ nó lại là bùa lôi quang. Bên dưới có tiếng mắng chửi, một giây trước hai mắt vẫn còn sáng rỡ,
sau đó thì bị trói đến nỗi chẳng còn thấy gì, phần lớn mọi người đều bận rộn dụi mắt, xem tuồng thôi mà cũng khó chịu nữa, trước khi dùng bùa lôi quang thì báo cho người ta một tiếng được không? Cấp bậc không thấp nhỉ? Tô Vũ cũng xoa mắt, hoàn toàn không đề phòng nên trở tay không kịp. So với hắn ta, Dương Phong bên cạnh đỡ hơn rất nhiều, từ khi Viên Miểu ném phi đao ra thì hắn ta đã dùng chân nguyên bảo vệ hai mắt, dù thế vẫn rất khó nhìn thấy cảnh tượng trên đài, lôi quang rất chói. Quần chúng trở nên chật vật, Triệu Bân vẫn còn bình tĩnh thong dong. Hắn có thiên nhãn, bùa lôi quang không có hiệu quả gì với hắn. Hắn đã nhìn thấy rõ mục đích của Viên Miểu, dùng vũng bùn và hoa văn trên roi sắt để trói hắn lại, dùng bùa lôi quang làm hắn trói mắt đều là chiêu thức hỗ trợ tấn công, tất cả đều vì đòn tiếp theo đây, cũng chính là cây roi sắt đen đó, chắc chắn tên này biết rõ khả năng của roi sắt đen là đánh vào tinh thần, trong cảnh giới chân linh, dù ai chúng cũng phải ngã xuống. Vì thế nên hắn ta mới đầy tự tin như vậy. Chỉ cần đánh chúng một roi thôi, mọi thứ sẽ được hoàn thành nhanh chóng. Sự thật cũng gần giống với những gì hắn đoán. Tranh thủ lúc lôi quang che mắt, Viên Miểu nhanh chóng đánh một roi đến. Tận lúc này Triệu Bân mới bắt đầu hành động, chậm rãi giơ tay lên và nắm chặt lấy roi sắt đánh xuống, dù roi sắt có sức mạnh bá đạo cũng không thể lay động được võ hồn của hắn, cảnh giới chân linh gặp phải một roi thế này đều phải quỳ xuống, nhưng hắn lại không phải là cảnh giới chân linh bình thường, dù không ra tay nhưng hắn vẫn có thể dùng võ hồn chống lại. Viên sư huynh, roi sắt của ngươi dùng không được thuận tay lắm nhỉ, Triệu Bân cười nói. Sao lại như thế được, Viên Miểu giật mình, hắn ta đã được chứng kiến tận mắt sức mạnh của roi sắt đen này, đừng nói là một cảnh giới chân linh, dù là hắn ta cũng không dễ chịu gì, nhưng gặp Triệu Bân lại chẳng thể khiến hắn mảy may sứt mẻ. Đáng chết, khinh thường hắn quá rồi, Viên Miểu thầm hừ lạnh, nhanh chóng lùi về phía sau, một đòn tấn công không có hiệu quả đâu có nghĩa là thua. Hắn ta là cảnh giới huyền dương, vẫn còn rất nhiều thứ để sử dụng, thua keo này ta bày keo khác. Tiếc là hắn ta không có cơ hội đó. Hay có thể nói là trong khi hắn ta lùi lại đã cố tình liếc mắt nhìn Triệu Bân. Chỉ cần chạm mắt nhau một giây thôi là đủ để hắn ta trúng ảo thuật từ mắt trái của Triệu Bân, cơ thể lập tức khựng lại, hai mắt nhanh chóng trở nên trống rỗng, vẻ mặt cũng nghệt ra, tuy chỉ trong nháy mắt nhưng thế là đủ để Triệu Bân tóm lấy cánh tay hắn ta. Ném rồi, hắn lại ném người rồi. Mọi người cũng ngước mắt lên, Viên Miểu đã bị Triệu Bân vung lên cao. Cảnh tượng này đã diễn ra không dưới một lần, trước đó là ba tên gây chuyện, sau đó là tay sai đắc lực của Vệ Xuyên, tất cả đều bị ném như thế, chỉ cần bị hắn tóm lấy thì đừng hòng đứng dậy nữa. Rõ ràng đã lùi lại rồi, tại sao vẫn bị tóm? Hoàng Hiết là một trong những người xem bên dưới, hắn hừ lạnh, bất giác cắn chặt răng. Trịnh Minh ngồi bên cạnh thì mặt mũi trắng bệch. Hắn ta cũng từng bị ném như thế, nay thấy lại cảnh tượng này, dường như cả người lại đau lên. Đừng thấy cơ ngân tu vi còn thấp mà lầm, lực ném người vẫn rất mạnh. Hắn ta lại có cả thiên nhãn. Đến lúc bị ném lên giữa không trung thì Viên Miểu mới kịp phản ứng, hắn ta trúng ảo thuật nên mới bị tóm không kịp trở tay, suy cho cùng vẫn do hắn ta quá khinh địch, lại bị một tên cảnh giới chân linh chém cho một nhát. Trong tâm trạng hết sức ngạc nhiên đó, hắn ta tiếp xúc thân mật với mặt đất. Tiếng vang cực kỳ lớn. Phụt. Viên Miểu phun một ngụm máu, hai tròng mắt suýt bị dập nát. Trước đó khi nghe Trịnh Minh kể hắn ta còn không tin cho lắm, lần này sau khi tự cảm nhận thì đã hoàn toàn tin rồi, chỉ bị ném một cái nhưng nó không chỉ là khó chịu thôi đâu mà là đau đớn khắp con mẹ nó người, đau đến nỗi muốn khóc. Thì ra ném người là phải ném vậy đó hả? Dương Phong ho khan nhìn. Đây là lần đầu tiên hắn ta nhìn thấy Triệu Bân đánh nhau, cũng là lần đầu tiên thấy Triệu Bân ném người, đúng là trời sinh tính tình hung dữ. Viên Miểu là huyền dương tầng thứ 4 cũng bị ném đến nỗi chân nguyên hộ thể vỡ nát, phun cả ngụm máu. Với sức mạnh đó, nếu đổi thành hắn ta bị ném chắc cũng sẽ kêu cha gọi mẹ. Bây giờ đã tin chưa, Tô Vũ nói. Tin, Dương Phong ho khan. Đã nói mà. Nữ soái đích thân đưa người vào cửa sau, làm gì có chuyện đơn giản như thế được. Soạt. Chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi, Triệu Bân lại khom lưng xuống. Buông, buông ra cho ta. Viên Miểu kêu gào, chân nguyên cuồn cuộn bắn ra.
hắn ta vẫn chưa thất bại, vẫn còn cơ hội lật ngược ván cờ, chỉ cần đánh bay Triệu Bân ra là có thể treo tên cảnh giới chân linh này lên đánh. Sau đó, điều khiến hắn ta khiếp sợ là chân nguyên của cảnh giới huyền dương tầng thứ tư lại không thể hất Triệu Bân đi được. Triệu Bân chẳng thèm để mắt tới, cứ tập trung vào việc ném người. Viên miểu bị ném xuống lần thứ hai thì đá vụn trên diễn võ đài bay tứ tung, tiếng ầm ầm thảm thiết lại khá là êm tai, cẩn thận một tí còn có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng xương cốt kêu răng rắc, chỉ có trời mới biết hắn ta đã gãy mất bao nhiêu cái xương rồi, cả máu phun ra cũng lẫn cả mảnh nội tạng, đầu cứ ong ong. Không tin cũng chẳng sao cả, ta ném đến khi ngươi tin thì thôi. Triệu Bân ném đến lần thứ năm, viên miểu đã liệt mất nửa người. Thế nhưng hắn ta sở hữu tư chất mạnh mẽ nên vẫn chưa ngất, hoặc là Triệu Bân cố tình nương tay. Lại có thêm một người tàn phế, có khá nhiều người ho khan. Chữ lại đó khá là đúng, tất cả những kẻ từng lên đài đánh nhau với Triệu Bân đều xuất hiện cảnh này cả. Trịnh Minh đứng xem cuộc vui hôm nay chính là một minh chứng sống, bây giờ vẫn còn chống gậy kia kìa. Vô dụng. Hoàng Hiết nghiến răng nghiến lợi, cho rất nhiều lợi ích mới mời được viên miểu. Rồi giờ sao, hắn ta chỉ nhận lại thứ này, chẳng những không đánh chết Triệu Bân mà còn bị ném đến nỗi liệt nửa người, không có thân kim cang thì đừng nhảy ra làm đồ sứ. Lãng phí bạc của ta. Đánh rất hay. Tô Vũ nở nụ cười, cười cực kỳ vui vẻ. Dương Phong cũng cười, hắn ta từng xem rất nhiều trận tỉ thí, chỉ có trận này là nhanh gọn lẹ, đánh rất nhanh, kết thúc cũng nhanh, Triệu Bân chẳng dùng đến bí thuật gì, chỉ ném đâu đó ba lần là kết thúc chiến đấu. Tên này ngoài cái chiêu ném người ra thì chẳng còn gì ấy. Rất nhiều người hít một hơi thật sâu, sau mấy trận chiến lớn, chưa từng thấy Triệu Bân dùng đến bí thuật. Đúng là học nhiều cũng chẳng được gì. Viên miểu học cũng nhiều đấy. Nhưng có kịp dùng tới cái gì đâu. Không, không thể nào. Bực bội nhất vẫn là viên miểu, chẳng còn chút sức nào nằm trong cái hố hình người, cơ thể cứ giật giật, miệng cứ trào máu mãi không thôi, hò hét đòi khiêu chiến cho oai vào, còn tạo ra khế ước bán thân, cuối cùng thất bại thảm hại, bắt đầu nghi ngờ cuộc đời, tên cảnh giới chân linh này là thú hả? Lấy đâu ra sức mạnh như thế? Tiếc là hắn ta đã quá tự tin. Thậm chí vẫn còn rất nhiều quân bài tẩy chưa lật, mới đó đã bị đánh nằm bò. Một trận chiến, bị vả mặt bôm bốp. Cây roi sắt này từ đâu ra thế? Triệu Bân đã cất ngân phiếu đi, ngồi xổm trước người viên miểu. Không thể, nói được. Chỉ bốn chữ ngắn ngủi thôi cũng khiến viên miểu thở hổn hển, nói hết lời miệng lại ọc máu, ánh mắt đầy tơ máu khiến con ngươi có màu đỏ tươi, ánh mắt đầy oán hận và dữ tợn. Triệu Bân không nói nhiều, đánh hắn ta một roi. Tiếng bốp vang lên, viên miểu chẳng thể khá lên được, máu tươi lại trào ra, tinh thần là khó chịu nhất, đầu cứ ong ong như muốn nổ tung, thứ chuyên đánh vào tinh thần, một khi đã trúng sẽ khó chịu lắm. Đó là Triệu Bân nương tay rồi, chỉ đánh nhẹ một cái, nếu hắn đánh mạnh hơn chắc viên miểu đã chết. Từ đâu ra, Triệu Bân lại hỏi. Vừa nói hắn vừa quơ quơ roi sắt trong tay. Ý gì ấy hả? Rất dễ hiểu, ngoan ngoãn khai ra, nếu không lại thưởng cho ngươi một roi nữa. Chu gia, Thành Yên Vũ gửi tặng cho ta. Viên miểu cũng sợ, bây giờ hắn ta đã ra nông nỗi này, không thể chịu nổi một cú đánh nào nữa. Thành Yên Vũ, Triệu Bân nhíu mày, hắn có thấy trên bản đồ, cách Thiên Tông hơn 500 dặm đường, roi sắt đen của Vương Trác chạy đâu tới tận Chu gia, đừng nói là Chu gia giết người cướp của nhé. Cơ Ngân, người đáng chết. Triệu Bân đang suy nghĩ thì chợt nghe thấy tiếng hét to. Còn chưa dứt thì âm thanh đầy khí thế như mưa rền gió dữ đã ập tới, còn lẫn cả tiếng sấm rền vang. Đó là Kim Huyền Trung, sư phụ của viên miểu, lão ta nhanh chóng lao đến, bước chân khiến diễn võ đài rung lên, uy áp của địa tạng tầng cao nhất không hề bị kìm nén, không chỉ Triệu Bân mà những người xem bên dưới cũng bị ép đến nỗi lảo đảo. Người hơi yếu một chút còn hộc cả máu tươi. Sư bá, sao lại tức giận thế này? Triệu Bân thản nhiên nói, một tay nhấc viên miểu lên và tiện thể đánh ngất, che trước người, cộng thêm một con dao găm kề lên vai viên miểu. Tất cả những động tác đó đều nói lên một điều, tốt nhất là đừng hành động thiếu suy nghĩ, nếu không dao của ta chẳng mọc thêm mắt đâu. Giết hại đồng môn, phải giết. Kim Huyền Trung gầm lên, giữa những ngón tay bắt đầu xuất hiện kiếm khí.
Là đồ đệ của ông tìm ta đánh nhau, Triệu Bân nói, nguyên tắc của diễn võ đài này chắc sư bá cũng biết, bị thương là chuyện thường, hậu bối tranh đấu, tiền bối không nên tham gia vào chứ nhỉ. Miệng lưỡi lanh lẹ thật đấy. Kim Huyền Trung hừ lạnh, kiếm khí bắt đầu muốn chém ra, chỉ cần một đòn thôi Triệu Bân sẽ chết trong nháy mắt. Sư bá, đừng ép ta phải nổi điên, giọng điệu Triệu Bân cũng lạnh đi một phần, tay cầm dao găm kề lên cổ Viên Miểu, một vệt máu hiện lên để cảnh cáo đối phương, nếu lão ta dám làm sằng làm bậy thì ta sẽ lấy đầu hắn. Người đứng dưới xem đều thấy tim mình đập nhanh. Tên cơ ngân mới vào này cũng to gan thật, dám uy hiếp cả địa tạng tầng cao nhất. Hay, hay lắm. Kim Huyền Trung giận quá hóa cười, sát khí lạnh như băng trong mắt khiến con người ta không chịu nổi. Bao nhiêu năm qua, từ khi lão ta vào Thiên Tông thì đây là lần đầu tiên bị một hậu bối uy hiếp thế này. Lửa giận ngập trời không cách nào đè nén được. Thả người. Kim Huyền Trung hét to, tiếng quát như tiếng sấm vang dội. Dù thế nào cũng phải cứu đầu nhi về đã rồi tính sau, cơ ngân thì từ từ giải quyết cũng được. E là không thả được, Triệu Bân thản nhiên nói, lúc nãy tỉ thí với Viên sư huynh có giao ước, hắn thua ta thắng. Sau này hắn ta chính là người của cơ ngân. Ta có thể làm chứng, đúng là có giao kèo như thế, Tô Vũ ngoái tai. Những người khác đều cười gượng, cái giao kèo đó còn do đồ nhi của lão ta lập ra đấy. Nhiệt xúc, người đừng có được đằng chân lại leo lên đằng đầu. Kim Huyền Trung lạnh lùng nói, ánh mắt sắc bén như kiếm, chất chứa sự sát phạt. Kim Sư Huynh, huynh gọi đồ đệ của ta là nhiệt xúc. Khinh thường đỉnh tử trúc này chỉ là vật trang trí đấy à? Những lời nói chậm rãi ấy đột nhiên vang lên, mọi người cảm thấy có một cái bóng lướt qua, sau đó trên đài xuất hiện một bóng người xinh đẹp, như tiên nữ giáng trần, áo trắng như tuyết không dính một hạt bụi. Đó là Vân Yên, Kim Huyền Trung cũng đã có mặt rồi thì làm sao cô ta có thể không đến? Khí thế của hai địa tạng tầng cao nhất chạm vào nhau giữa không trung, khí tức nhanh chóng tỏa ra bốn phương tám hướng. Bầu không khí trên diễn võ đài nhanh chóng trở nên áp lực đến cùng cực, cả ngọn gió lướt qua cũng đông thành băng. Đồ đệ đánh xong rồi sư phụ cũng muốn so tài với nhau hả, mọi người thầm nói trong lòng như thế. Nếu vậy mọi thứ sẽ thú vị lắm, diễn võ đài chưa từng có quyết đấu của hai trưởng lão thế này. Triệu Bân không nói gì, vẫn giữ chặt lấy Viên Miểu, hắn không cảm nhận thấy uy áp vì Vân Yên đã chắn trước người, khí thế của Kim Huyền Trung cũng bị Vân Yên gạt đi. Sư phụ hắn vẫn rất mạnh. Người dạy ra đồ nhi tốt thật đấy, Kim Huyền Trung hừ lạnh, đúng là tàn nhẫn độc ác. Tại sao sư huynh lại nói thế, Vân Yên khẽ hé môi, Viên Miểu là người khiêu chiến trước, chẳng có ai bắt ép nó cả, nguyên tắc của diễn võ đài là không màng sống chết, đánh thua rồi lại tìm đồ đệ của ta dạy đời, nói đạo lý, khinh đỉnh tử trúc này không người. Hay là khinh Vân Yên này quá hiền. Ngươi, Kim Huyền Trung nghẹn họng. Vân Yên bình thản nói những lời đó khiến lão ta á khẩu không trả lời được. Sự thật chính là như thế nên chẳng có gì để cãi được, đồ đệ của lão ta. Cũng không thua kém gì ai. Cuối cùng lão ta đành phải nén lửa giận, thu khí thế, thả người. Trận chiến này đã có giao ước, đồ nhi của ngươi đã lập ra khế ước bán thân, thành người của đỉnh tử trúc ta rồi. Vân Yên cũng thu khí thế lại, không hề nể mặt, ngươi nói thả là thả chắc, hay quá nhỉ. Ngươi! Mặt mũi Kim Huyền Trung trở nên âm u hơn, khí thế vừa thu lại nhanh chóng bùng nổ, trưởng lão của một đỉnh, là địa tạng tầng cao nhất hàng thật giá thật đã nhượng bộ đến thế, đối phương cứ cắn mãi không chịu nhả, đúng là tức điên người. Vân Yên vẫn đứng yên đó, khí thế cũng xuất hiện thêm lần nữa. Nếu muốn đánh, cô ta không sợ Kim Huyền Trung. Không cho đối phương một ký ức khắc sâu, người ngoài lại tưởng đỉnh tử trúc này là vật trang trí. Có sư phụ đến lên tiếng, Triệu Bân lại càng không ngán ai, giữ chặt lấy Viên Miểu, thích làm màu thì phải trả một cái giá đắt, không trả chút bạc mà đòi lấy người về, làm gì có chuyện dễ dàng như thế. Hai chủ đỉnh đối đầu nhau, có tia lửa xẹt qua. Nhịp tim của tất cả mọi người đều tăng nhanh, mùi thuốc súng nồng nặc, có thể biến thành đánh nhau bất kỳ lúc nào, ai mà ngờ được hai đồ đệ đánh nhau lại kéo cả sư phụ mình tới, chắc chắn là họ không ăn chay rồi. Hai người đừng tức giận như thế. Tiếng cười ha ha nhanh chóng cất lên, không biết lão Trần Huyền từ đâu xông ra. Là do cô ta, khinh người quá đáng,
Kim Huyền Trung hét to, không thể kìm nén được lửa giận. Chỉ là làm đúng giao ước mà thôi, Vân Yên không hề yếu thế, hù dọa cô ta á, không được đâu. Đều là người Thiên Tông cả, ngẩng đầu không thấy, cúi đầu lại gặp nhau, nể tình lão già này tí đi, mỗi người nhường một bước được không? Lão Trần Huyền cười hơ hớ, bước lên diễn võ đài, không dám đắc tội bên nào cả. Lúc nói chuyện còn đưa mắt nhìn Triệu Bân, thầm nghĩ tên nhóc này cũng được quá nhỉ. Triệu Bân nhanh chóng đứng thẳng, giữ chặt viên miểu không buông, cứ như đang nắm một cọc ngân phiếu. Kim Huyền Trung lại hừ lạnh, thu khí thế lại. Vân Yên cũng nể tình, kiềm chế xung đột. Kim Huyền Trung, cược trước kiếm chút lợi đi, thế nào? Lão Trần Huyền nhìn Kim Huyền Trung cười nói, làm sao ông ta có thể không nhìn ra ý tứ của Triệu Bân, chuyện có thể dùng tiền để giải quyết cũng không tính là chuyện gì lớn. Kim Huyền Trung hung hãn hít một hơi thật sâu, lão ta không nói lời nào, xem như đã đồng ý. Đình Tử Trúc thấy sao, lão Trần Huyền lại liếc nhìn Vân Yên và Triệu Bân. 50. 100 vạn. Không đợi Triệu Bân báo giá, Vân Yên đã lên tiếng trước. Sư phụ còn xấu xa hơn cả mình. Triệu Bân thầm cảm thán trong lòng, đúng là gừng càng già càng cay, sư phụ ra giá mạnh mẽ như sư tử gầm. Vân Yên vuốt tóc, nói với Triệu Bân, ngươi nghỉ ngơi đi, để sư phụ ra. Một thầy một trò chạy tới đây chấn lột người ta. Lão Trần Huyền liếc mắt nhìn Vân Yên và Triệu Bân, tuy rằng không nói lời nào nhưng ánh mắt của ông ta đã đại biểu cho tất cả. 100 vạn lượng. Mức giá cực như vậy mà cũng dám hét. Trong chớp mắt, ông ta lại nhìn Vân Yên một lần nữa, đừng thấy sư muội trông đĩnh đạc như vậy, chỉ cần nhắc đến tiền là ngay lập tức trở nên lưu manh hơn bất cứ ai. Đệ tử muốn 50 vạn lượng, sư phụ lại muốn gấp đôi. Đồ nhi ăn quá nhiều, không đủ cơm nuôi. Vân Yên không nói lời nào nhưng trong mắt dường như đã hiện lên câu này. Lão Trần Huyền thích thú muốn cười. Nhìn xong hai sư đồ bên kia rồi lại liền nhìn trộm Kim Huyền Trung. Gương mặt của Kim Huyền Trung đã trở nên hết sức khó coi, ý của các ngươi là đang muốn hút máu ông đây sao? 100 vạn lượng, con số này lớn đến mức nào chứ? Các ngươi thật sự nghĩ trong nhà ta có núi vàng hay sao? Ta nói, chẳng lẽ diễn võ đài đã trở thành nơi kiếm tiền rồi hay sao? Cũng rất giống nơi kiếm tiền đó. 100 vạn lượng. Ta không biết phiên miểu lại có giá trị đến vậy đó. Đám người đứng xem bàn tán xôn xao, 8 phần trong số đó đều giật giật khóe miệng, mới vừa rồi Triệu Bân còn hét giá 50 vạn lượng, tới khi sư phụ của hắn lên tiếng thì giá liền được đội lên tới 100 vạn lượng, từ khi diễn võ đài được dựng lên tới nay, đây là mức cực cao nhất mà bọn họ từng nghe được. Vân Yên, sư muội đang muốn giở trò với ta sao? Kim Huyền Trung bật cười giận dữ nói. Lời này của sư huynh sao sư muội nghe không lọt tai, Vân Yên cũng cười nói, hay là để sư muội tính thử cho sư huynh nghe nhé, Viên Miểu năm nay 20 tuổi, ta tính hắn ta còn có thể sống được thêm 50 năm, một năm ở đỉnh Tử Trúc có thể kiếm được 10 vạn, tức là 50 năm có thể kiếm được 500 vạn lượng, tính sư huynh 100 vạn lượng đã là nể mặt lắm rồi. Chà, tính ra nghe cũng rất hợp lý, lão Trần Huyền nói xen vào một câu. Kim Huyền Trung liếc mắt nhìn ông ta một cái, có phải ngươi và đám người này thông đồng với nhau hút máu ta hay không vậy hả? Tiền tài chỉ là vật ngoài thân, nếu giải quyết được bằng tiền thì tốt nhất cứ nên chi ra, lão Trần Huyền chậm rãi nói. Nghe câu này, Kim Huyền Trung cảm thấy bị nghẹn ngay cổ họng, con mợ nó tiền đâu phải là do lão xuất ra, tất nhiên là lão không đau lòng rồi. Đồ nhi, thấy sư phụ tính có thiếu không? Hình như còn thiếu một chút. Lúc nãy con còn tính báo giá 50 tỷ. Đừng ác quá, dù sao người ta cũng là sư bá của ngươi. Vân Yên và Triệu Bân, một sư phụ và một đệ tử nói chuyện với nhau giống y như đang diễn kịch nói, người một câu ta một câu hết sức vui vẻ. Lão Trần Huyền nghe xong thì khóe miệng cũng giật giật. Đám người đứng xem nghe xong cũng cười gượng. Ai cũng nghe nói người của đỉnh Tử Trúc lục căn thanh tịnh, bây giờ xem ra hoàn toàn không giống như vậy. Một thầy một trò ở đỉnh Tử Trúc bây giờ đang đứng đây bức ép người ta, đúng là rất có tiềm năng làm đạo tặc. Ở hiện trường lại vang lên tiếng ken két khe khẽ, như thể có ai đó đang nghiến răng. Còn ai nghiến răng vào lúc này nữa chứ? Tất nhiên là Kim Huyền Trung, lão ta hẳn là đã nghiến mạnh tới mức bật máu, muốn phun ra một ngụm máu đen,
nhưng do không thể phun ra nên đành nuốt xuống, rất muốn tìm người để trút giận. Thả người. Cuối cùng, lão ta vẫn phải phất tay áo lấy ra ngân phiếu. Không có ai đếm, nhưng vừa nhìn thấy số lượng tổng thể thì mắt của ai cũng sáng rỡ. Đến diễn võ đài có thể kiếm tiền rất nhanh, chuyện này quả thật không giả. Đa tạ sư bá đã ban thưởng. Triệu Bân đẩy Viên Miểu ra rồi nhanh chóng hốt ngân phiếu. Thế sự vô thường, rồi sẽ có một ngày ta bắt ngươi phải trả giá. Kim Huyền Trung lạnh lùng kéo Viên Miểu đi, trước khi rời đi còn không quên dọa nạt vài câu. Đáng giận, hôm nay lão ta thực sự đã rất tức giận. Lão ta vừa giận Đỉnh Tử Trúc vừa giận Viên Miểu, người đã không có bản lĩnh mà còn dám đi so đo với người khác. Đã không có bản lĩnh thì tốt nhất nên lo ít chuyện bao đồng lại, thế mà ngươi lại còn dám khiêu chiến diễn võ đài. Bị một tiểu võ tu cảnh giới chân linh đánh cho tàn phế, ngươi không biết xấu hổ thì lão phu cũng rất mất mặt, chuộc ngươi hết 100 vạn lượng, ta sẽ bắt nhà của ngươi lên trả lại cho bằng đủ, tiền của lão phu không dư giả đến vậy đâu. Bên này Vân Yên đã bước xuống khỏi diễn võ đài, Triệu Bân cũng nhanh chóng theo sau. Đám người đứng xem cũng biết ý nhường đường, ánh mắt nhìn hai thầy trò lộ ra vẻ hết sức ngưỡng mộ. Một thầy một trò phối hợp hết sức ăn ý, làm việc gọn gàng không chút vướng mắc. Một thầy một trò cuối cùng đã hợp lực hút cạn máu của đối phương, sự phối hợp này thật sự quá hoàn hảo rồi. Ta đang rất buồn cười, không biết có nên cười hay không, Tô Vũ do dự bụng miệng nói. Muốn cười thì cứ cười thôi. Ha ha ha, hức, ha ha ha. Tô Vũ không phải là người duy nhất bật cười, hơn phân nửa số người có mặt đều cảm thấy rất buồn cười, bọn họ chính là đang cười nhạo Viên Miểu, con mợ nó đúng là một tên thích tấu hài. Hại đồng đội, hại sư phụ, hại chính mình, bản thân ăn to nói lớn nhảy lên diễn võ đài, cuối cùng bị đối thủ đập đến mức bán thân bất toại, sau trận này thì e rằng cơ ngân sẽ lại càng nổi tiếng hơn nữa. Chết tiệt. Hoàng Hiết thầm mắng một tiếng, mà Chính Minh cũng thầm mắng một tiếng. Tốn biết bao nhiêu tiền để mời Viên Miểu tới, hắn ta cam đoan sẽ chiến thắng, cuối cùng lại thua thảm hại, tiền của bọn họ cũng xem như tốn cho chó ăn mất rồi. Kịch hay kết thúc rồi, tất cả giải tán đi. Lão Trần Huyền khoát tay một cái rồi cũng bước xuống khỏi diễn võ đài. Lúc ông ta rời đi còn không ngừng lẩm bẩm cảm thán về tác phong của Vân Yên và chiến lực của Triệu Bân, mấy ngày nay Triệu Bân đã đập tàn phế hết 5 đệ tử cảnh giới Huyền Dương, 3 trong số đó còn là đệ tử lâu năm của Thiên Tông. Có phải ta đã sai rồi không? Lão Trần Huyền xoa xoa tay, luôn cảm thấy dường như mình đã bỏ qua một đồ nhi tốt. Ông ta đi rồi thì đám người đứng xem cũng đều giải tán, phần lớn đều cảm thấy xem chưa đủ. Sư phụ, phần này là của người. Trên đường trở lại Đỉnh Tử Trúc, Vân Yên đi phía trước, Triệu Bân theo phía sau. Hắn vẫn là một đồ nhi tốt, thu được 100 vạn lượng liền lấy ra 50 vạn lượng đưa cho sư phụ. Ngươi tự giữ đi. Vân Yên không nhận lấy ngân phiếu mà chỉ chậm rãi lấy ra một bầu rượu. Chuyện này, làm sao mà được, Triệu Bân không khỏi nở nụ cười. Tuy rằng hắn nói như vậy nhưng tay của hắn thì đã nhanh chóng cất ngân phiếu vào trong túi rồi, hắn mặc định xem như đây là do sư phụ ban thưởng. Đúng là thiếu gì có đó, hắn đang thiếu bạc lại tự nhiên có người cầm bạc tới dâng lên, một trận đánh trên diễn võ đài kiếm được 100 vạn lượng, nếu như có thể thì hắn thật sự hy vọng ngày ngày đều có người chạy tới khiêu chiến hắn, như vậy thì ngày nào hắn cũng có tiền để thu vào. Vân Yên nhìn bộ dạng tính toán của hắn thì không khỏi bật cười. Tâm tình của cô ta đang rất thoải mái. Đã dám ức hiếp đệ tử Đỉnh Tử Trúc của cô ta thì cũng phải chuẩn bị sẵn tinh thần trả giá. Hôm nay cô ta làm như vậy vẫn còn rất nhân từ. Đừng nói là 100 vạn, cho dù cô ta hét giá 500 vạn thì Kim Huyền Trung cũng phải đưa ra. Còn đi đây một chút, đến khúc rẽ thì Triệu Bân đã chuyển hướng. Nhớ về sớm. Đã rõ. Triệu Bân đáp lại. Ngay sau đó liền biến mất không thấy tăm hơi. Vân Yên nhìn theo bóng lưng của hắn, tiểu đồ nhi của cô ta thật sự đã khiến cho cô ta rất hài lòng và kinh ngạc, hắn đã đánh 3 trận và đập tàn phế 5 đệ tử cảnh giới Huyền Dương, người được nữ soái Xích Diễm giới thiệu quả nhiên không phải người thường. Bên này, Triệu Bân đã lao về phía cổng Thiên Tông. Hắn bị nhiều đệ tử khác nhìn thấy, ánh mắt của ai cũng lộ ra vẻ kỳ quái, tiếng bàn tán cũng vang lên rất nhiều.
Cái tên đi cửa sau vào đây lại có thể đánh ba trận thành danh. Hầu hết mọi người đều thực sự không dám đánh giá thấp hắn. Triệu Bân không nói nhiều, chỉ đi thẳng một đường. Trong lúc đó, hắn không ngừng xem xét roi sắt đen, đây chính là đồ của Vương Trác. Ngươi sẽ không bị diệt như vậy chứ, Triệu Bân lẩm bẩm nói. Cầm roi sắt trong tay, hắn bắt đầu tăng tốc độ. Thành Yên Vũ cách Thiên Tông 500 dặm, vừa đi vừa về chỉ cần từ 3 đến 5 ngày là đủ. Lúc hắn trở về thì vẫn kịp tham gia tỉ thí Tân Tông. Hắn không hề nhàn rỗi, trên đường đi liên tục dùng linh chấp thiên nhãn để khôi phục nhãn lực. Ban đêm hắn đi vào một khu rừng núi, đứng trên đỉnh núi nhìn ra xa mơ hồ có thể thấy được Thành Yên Vũ, tên gọi của nó nghe thật thơ mộng. Nó là một tòa thành nhỏ, trước đây thật ra nó chỉ là một tòa cổ trấn, nhưng vì có vị trí gần đế đô cho nên cũng có nhiều tài nguyên để phát triển thành một tòa thành thịnh vượng như ngày nay. Khi đang quan sát, hắn bỗng nghe thấy tiếng diều hâu kêu lớn khiến cho hắn phải ngước mắt nhìn lên. Tiếng kêu của con diều hâu nghe rất thảm thiết, chắc là nó đang bị trọng thương. Hắn phóng tầm mắt ra xa hơn thì thấy ở đường chân trời nổi lên một màu máu đỏ quạnh, ở chỗ đó quả thật có một con diều hâu đang bị thương, bên trên nó còn có hai người, một người phụ nữ và một đứa trẻ, có vẻ như họ đang bị đuổi giết. Hắn đoán không sai. Phía sau con diều hâu còn có hai con huyết ưng, trên mỗi con huyết ưng đều có chở theo một người mặc áo đen. Thời buổi rối loạn, đi đến chỗ nào cũng đều có thảm sự xảy ra. Triệu Bân nhắm mắt lại, xoay người xuống núi. Hắn không phải là đấng cứu thế, quản không được nhiều chuyện đến như vậy. Không đúng. Trong chớp mắt, hắn đột nhiên quay lại nhìn thêm lần nữa, cố gắng hết sức để nhìn rõ con diều hâu bị thương kia. Chính xác mà nói thì hắn đang nhìn hai người ở trên lưng con diều hâu. Nhìn kỹ lại thì mới thấy cả hai đều là người quen, đó chính là Xích Hiên và thằng nhóc tóc tím. Bị triệu hồi về Thiên Tông sao? Triệu Bân nhướng mày, hắn biết hai người đó bị phái ra ngoài đã mấy năm rồi, Thành Vong Cổ và Thiên Tông một nam một bắc, hành trình xa như vậy, hai người bọn họ chắc chắn không tới đó để thăm người thân, hẳn là đã nhận mệnh lệnh gì đó từ Thiên Tông. Nhưng trên đường trở về lại gặp cường giả đuổi giết. Quác! Chỉ ít lâu sau thì con diều hâu đã rơi xuống như một con như diều đứt dây lẫn vào trong rừng núi, hai con huyết ưng vẫn còn đuổi giết sát nút. Thấy vậy, Triệu Bân vội vàng xuống núi rồi lao thẳng tới đó. Đã là bạn cũ thì không có lý do gì mà không cứu. Ầm ầm ầm. Sâu trong rừng núi, từng tiếng ầm ầm đã liên tiếp vang lên. Đó đúng là động tĩnh ở vị trí của Xích Hiên và thằng nhóc tóc tím, con diều hâu đã bị thương rơi xuống mà tình trạng của hai người cũng không tốt hơn nó là bao, đặc biệt là thằng nhóc tóc tím, một cánh tay của nó đã chuyển sang màu đen xì, chắc chắn là đã trúng phải kịch độc. Những kẻ truy giết bọn họ đều toát ra huyết khí mãnh liệt và đều có cảnh giới huyền dương, trong đó còn có một kẻ dường như đã đặt được một chân vào cảnh giới địa tạng, gương mặt của kẻ nào trông cũng nanh ác. Hai mắt hằn lên những tơ máu, bộ dạng còn đáng sợ hơn cả lệ quỷ. Người của Thiên Tông mà cũng dám giết, phản rồi. Thằng nhóc tóc tím vừa ôm cánh tay của mình vừa quát ầm lên. Ở ngay sát cạnh Thiên Tông mà cũng có người dám đuổi giết đệ tử Thiên Tông. Bọn họ bị đuổi giết một đoạn xa mà cũng không biết đối phương là kẻ nào. Bọn họ ngàn dặm xa xôi trèo đèo lội suối quay về Tông Môn, trên đường đi gặp phải vô vàn nguy hiểm. Phần lớn thời gian đều phải lẩn trốn, ai bảo bọn họ có tu vi thấp chứ, không ngờ sắp về tới Tông Môn lại bị cường giả phát hiện rồi đuổi giết, bọn chúng đã đuổi theo bọn họ hơn 800 dặm, rõ ràng nhất định phải giết được bọn họ thì mới dừng lại. Vì các ngươi là đệ tử Thiên Tông cho nên mới phải chết, kẻ áo đen thứ nhất cười gằn nói. Lấy Thiên Tông ra hù dọa cũng không có tác dụng. Ở nơi thâm sơn cùng cốc này thì cho dù có hai người bị giết cũng sẽ không có ai biết. Là nơi tốt nhất để giết người cướp của. Ta liều mạng với các ngươi. Thằng nhóc tóc tím quát một câu rồi phun ra máu, thương tích của nó quá nặng. Tiết kiệm sức lực đi. Xích Hiên liếc mắt nhìn nó, bây giờ chỉ có chạy trốn mới là thượng sách. Ta sợ là mình sắp ngã quỵ rồi, cô mau chạy đi, đôi mắt của thằng nhóc tóc tím đã bắt đầu mở đi, bước đi của nó đã trở nên loạng choạng, tốc độ chợt giảm mạnh. Độc tố trên cánh tay của nó chắc chắn đã hướng thẳng về phía tâm mạch. Đúng là lắm lời vô nghĩa. Xích Hiên vươn tay tóm lấy thằng nhóc tóc tím rồi cõng nó trên lưng.
Cũng may là thằng nhóc tóc tím có hình hài của trẻ con, chứ nếu ở hình hài bình thường đúng với tuổi thì sẽ càng khó khăn cho Xích Hiên hơn. Vào thời khắc mấu chốt thì cô ta vẫn rất trọng nghĩa khí. Buông ta ra đi, nếu không thì không ai có thể chạy thoát. Thằng nhóc tóc tím dường như đã dùng hết sức lực còn lại để nói một câu cuối, sau đó nó ngay lập tức gục trên lưng của Xích Hiên, thanh kiếm đã rơi khỏi tay nó, máu từ khóe miệng của nó cũng chảy ra không ngừng, nó đã chìm vào hôn mê. Xích Hiên không trả lời, cô ta kích hoạt cấm pháp khiến cho tốc độ tăng vọt. Vèo, vèo. Hai kẻ đuổi giết phía sau lại càng nhanh hơn, đặc biệt là kẻ áo đen thứ nhất, tốc độ của kẻ đó hết sức kinh người. Vừa chạy vừa đánh ra kiếm khí khiến cho rất nhiều cây cối bị chặt đứt, ngay cả một tảng đá lớn cũng bị chém ngang như đậu hũ, tiếng kiếm khí va chạm phát ra chói tai. Xích Hiên xoay người, dùng hết sức bình sinh điều khiển trường kiếm chống đỡ. Mặc dù vậy nhưng vẫn có rất nhiều kiếm khí đã chém trúng cô ta, khiến cho trên người cô ta bắt đầu xuất hiện thêm những vết thương chằng chịt. Tiểu mỹ nhân muốn chạy đi đâu? Người mặc áo đen thứ hai đánh tới. Đứng từ xa đánh ra một đòn, trưởng phong gào thét, lực đánh cực kỳ mạnh. Đây là vẫn còn giữ lại ba phần lực rồi, cứ như thể tên này không nỡ giết Xích Hiên. Ánh mắt gã ta hiện lên vẻ tà ác, rõ ràng có ý muốn bắt sống sau đó từ từ hưởng thụ. Phụt! Xích Hiên nôn ra một ngụm máu, bị đánh văng ra xa. Một người nữa cũng bị đánh văng ra xa, là thằng nhóc tóc tím, không biết đã đâm vào làm gãy bao nhiêu cây lớn rồi nữa. Hai người một trước một sau, đập người vào tảng đá, sau đó rơi xuống đất. Xoẹt, xoẹt. Hai người mặc áo đen như ác quỷ thuận tay chém đến, cười cực kỳ âm hiểm và đáng sợ. Thật sự sắp gục ngã rồi, thằng nhóc tóc tím ho ra máu, cố gắng nhấc người dậy. Tuy nhiên chất độc đã xâm nhập vào cơ thể, nó bước lảo đảo vài bước rồi lại ngã nhào xuống. Tình trạng của Xích Hiên đỡ hơn nó nhiều, ít nhất vẫn còn có thể đứng lên được. Nhưng cô ta cũng loạng choạng, trên người chảy rất nhiều máu, mỗi vết thương đều ánh lên tia sáng, đó là sát khí của tên áo đen đầu tiên, từng tia xâm nhập vào thân thể và linh hồn. Xích Hiên cũng thành nỏ hết đà, đứng không vững, bàn tay cầm kiếm cũng chảy máu ròng ròng, đôi mắt vốn dĩ sáng long lanh cũng trở nên ảm đạm. Trận đấu kịch tính quá, ta thích. Tên áo đen thứ hai cong khóe môi, từng bước tiến tới, mỗi một bước đi, trong mắt lại hiện lên thêm một chút ác ý. Cô ta là một người xinh đẹp, còn lại là nữ đệ tử của Thiên Tông, hương vị chắc chắn sẽ càng tuyệt hơn. Huyết Y Môn. Xích Hiên lảo đảo, lúc này mới biết được thân phận của đối phương. Cô nhóc cũng hiểu biết nhiều phết đấy, tên áo đen thứ hai vẫn không dừng bước. Xích Hiên không nói gì, ép buộc bản thân phải đứng vững, sát kiếm nhuốm đầy máu lại kêu vang, âm thanh mang cảm giác quyết tuyệt. Hình ảnh phản chiếu ánh trăng. Thấp thoáng còn cảm nhận được chút thê lương, đẹp đẽ. Đêm nay, có lẽ chết chắc rồi. Lát nữa ta sẽ yêu thương ngươi thật nhiều, tên áo đen thứ hai cười âm hiểm, liếm môi, cuối cùng vươn bàn tay tà ác ra, không phải gã ta muốn giết người mà là muốn bắt sống, người đẹp thì không thể lãng phí được. Xích Hiên vung kiếm lên muốn đánh người kia nhưng cô ta lại đang bị nội thương nên một kiếm này đã mất đi uy lực của nó, sau đó cô ta nôn ra một ngụm máu, ngã nhào xuống đất. Nhưng tay của tên áo đen thứ hai lại không dừng lại, nó mang theo trưởng uy lạnh lùng nhào về phía cô ta. Chết ở đây khó coi lắm. Xích Hiên tự cười giễu một tiếng, ánh mắt ảm đạm nhòe hẳn đi. Đúng lúc này một ánh sáng vàng kim xuất hiện. Nói chính xác hơn là một bóng người, cả người đều được bọc một lớp sấm sét màu vàng. Cuối cùng, Triệu Bân cũng đã chạy đến kịp vào phút cuối, một tay ôm lấy eo Xích Hiên rồi xoay người một vòng. Đồng thời đánh ra một đòn tấn công ra, uy lực vô cùng mạnh mẽ khiến tên áo đen thứ hai đó lảo đảo lùi về sau. Tên cảnh giới chân linh này mạnh quá. Tên áo đen đầu tiên đứng một bên nhìn, lộ ra vẻ mặt kỳ quái. Người cảm nhận rõ nhất vẫn là tên áo đen thứ hai, trong ánh mắt hiện lên sự kinh ngạc, là do gã ta ở ẩn quá lâu hay là cảnh giới chân linh bây giờ đều mạnh thế này rồi. Gã ta đường đường là huyền dương đỉnh cao mà lại bị đánh cho lùi về sau. Triệu Bân không nói gì, vẫn đứng vững ở đó. Xích Hiên trầm mặc không nói, nghiêng đầu ngơ ngác nhìn sang, thật ra cô ta không biết người này nhưng trong khoảnh khắc này, sườn mặt bình thường đó lại khắc sâu vào trong lòng cô ta, lôi điện màu vàng trên người hắn không hề có địch ý gì với cô ta mà ngược lại còn vô cùng ấm áp.
Cuối cùng Triệu Bân buông Xích Hiên ra. Đồng thời hắn chuyển sang chân nguyên mạnh mẽ, làm tan đi sát khí trong người cho Xích Hiên. Cảm ơn, Xích Hiên hoảng hốt, vội vàng nói cảm ơn. Cứu nó đi, Triệu Bân lấy một bình thuốc chuyên giải độc mạnh ra, ít nhất có thể bảo vệ tâm mạch của thằng nhóc tóc tím, nếu muộn chút nữa thì thật sự không thể cứu được. Vẫn có người không sợ chết à, tên áo đen thứ hai cười khẩy, sắc mặt vô cùng dữ tợn. Gan của đám người huyết y môn ngày càng lớn nhỉ, Triệu Bân lạnh nhạt nói. Hắn nhận ra khí tức của huyết y môn hoặc là nhận ra công pháp của chúng, hai người này chắc chắn là người của huyết y môn. Thiên đường có lối ngươi không muốn đi, địa ngục không cửa, ngươi. Phụt. Tên áo đen thứ hai còn chưa nói hết câu là đã nôn ra ngụm máu chói mắt. Sau đó một cái đầu chảy máu ròng ròng rơi xuống đất. Là đầu của tên áo đen thứ hai. Lúc gã ta còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì đầu đã rơi xuống, hai mắt trừng lớn, con ngươi co rút. Ở góc độ đó còn có thể thấy cơ thể mình vẫn còn đứng sừng sững ở đó, sau đó ngả nghiêng theo một cơn gió vừa thoảng qua rồi ngã xuống đất. Người ra tay chính là Triệu Bân, chỉ trong thoáng chốc, chỉ một nhát kiếm tuyệt sát mà thôi, chuyện này. Tên áo đen còn lại bỗng chốc biến sắc, không tự chủ được lùi về sau một bước. Tên võ tu này là sao đây? Làm sao mà tuyệt sát được một huyền dương đỉnh cao? Gã còn chưa kịp phản ứng, chưa kịp nhìn ra bất kỳ thứ gì. Xích Hiên và thằng nhóc tóc tím cũng cảm thấy hoảng hốt và kinh ngạc. Hai người từng thấy người cùng cảnh giới tuyệt sát lẫn nhau nhưng chưa từng thấy một tên chân linh đỉnh cao. Lại có thể giết chết huyền dương đỉnh cao chỉ trong một nốt nhạc, thua kém nhau cả một cảnh giới, chỉ một cái chớp mắt tên áo đen thứ hai đã rơi đầu. Keng, keng. Triệu Bân vẫn đứng rất hiên ngang, lòng uyên dính đầy máu cứ rung lên. Mắt trái hắn hơi ảm đạm, trên người hắn có rất nhiều vết thương do không gian gây ra. Một nhát kiếm này chắc chắn khiến người ta sợ hãi. Nếu Nguyệt Thần còn tỉnh thì chắc sẽ giơ ngón cái lên khen ngợi hắn, luyện tập chưa được bao nhiêu mà lần thực chiến đầu tiên đã có thể chiến đấu vượt cấp lớn như thế, giết một huyền dương đỉnh cao trong thoáng chốc. Nếu không phải vị trí tấn công chuẩn xác thì hắn cũng không thể giết được tên áo đen thứ hai nhanh thế. Ngươi, rốt cuộc là ai? Tên áo đen còn lại hét lên, khí thế dâng lên cuồn cuộn. Chắc hẳn tên này đã khiếp sợ lắm rồi, chân nguyên hộ thể cũng bao phủ lấy toàn thân gã, sức phòng ngự nâng lên mức cao nhất. Tên võ tu này rất kỳ quái, nếu tên lúc nãy không sơ suất thì gã ta cũng sẽ không bị chém đứt đầu. Triệu Bân không đáp lời, chỉ cầm kiếm đứng đó. Hắn đang cố sức tôi luyện nhãn lực, cũng muốn một nhát chém chết tên áo đen đầu tiên này. Đáng tiếc, cơ thể dường như cạn kiệt động lực, trong thời gian ngắn không thể sử dụng lần hai, nếu thật sự muốn tiêu diệt người mặc áo đen đầu tiên thì chỉ có thể làm liều thôi. Thành thật mà nói, Triệu Bân chưa chắc đã giết được người mặc áo đen đầu tiên, tên kia đã tiến nửa bước vào cảnh giới địa tạng, hơn nữa gã đã đề cao cảnh giác, dù hắn có dùng thuấn thân tuyệt sát, cũng khó giết được đối thủ, hơn nữa nếu gã muốn chạy trốn thì hắn cũng không ngăn lại được. Như thế thì chỉ có thể giả vờ một chút để dọa lui tên áo đen đầu tiên. Dù sao thì đằng sau hắn còn có Xích Hiên và thằng nhóc tóc tím, hắn phải bảo vệ hai người. Tâm chiến vi thượng, binh chiến vi hạ. Sao chiến tranh bằng tâm lý, ngoại giao là thượng sách, chiến tranh bằng vũ khí, binh lực là hạ sách. Đây cũng là điều Nguyệt Thần đã dạy hắn, nếu có thể dọa đối phương sợ thì hắn cũng đỡ lo lắng, đỡ tốn công sức hơn. Cũng may. Người áo đen còn thật sự sợ hãi, gã quay đầu bỏ chạy, chắc chắn là bị dọa sợ rồi. Triệu Bân không đuổi theo, đến bên cạnh thằng nhóc tóc tím. Xích Hiên lại như muốn nói gì nhưng lại thôi, nhìn Triệu Bân như nhìn quái vật, cô ta luôn cảm thấy tên cảnh giới chân linh nhỏ bé này có gì đó rất quen thuộc, dường như cô ta đã gặp hắn ở đâu rồi. Thế nhưng, hiện tại cảm giác quen thuộc này đều cảm xúc nỗi sợ bao phủ. Trải qua mười mấy năm tu luyện cũng coi như phong phú nhưng lại không biết trên thế gian còn thủ đoạn biến ảo kỳ diệu như thế, thuấn thân tuyệt sát, nếu như bị người như thế này để mắt tới thì e rằng cô ta đi ngủ cũng không dám nhắm mắt. Đa tạ đã cứu giúp. Thằng nhóc tóc tím mệt mỏi cảm ơn, giọng nói khàn khàn, khóe miệng không ngừng chảy máu. Triệu Bân đáp lại một tiếng, cầm lấy bình ngọc nhỏ, đổ ra một viên dược hoàn màu tím, đây chính là thứ tìm được trên thi thể của người áo đen thứ hai. Chính là thuốc giải thật sự. Hốt thuốc đúng bệnh, độc tố từ từ biến mất.
chất độc chưa xâm nhập vào tâm mạch thì hồi phục cũng dễ dàng hơn. Hai người đều khoanh chân, cố gắng trị thương. Trong lúc đó, cả hai đều mở mắt nhìn Triệu Bân, tên này vẫn chưa đi, cứ cầm kiếm đi tới đi lui, rõ ràng là đang làm hộ pháp cho bọn họ, sợ người áo đen thứ nhất sẽ quay lại đột ngột tấn công, dù sao cũng tình cờ gặp nhau, giúp người thì giúp đến cùng vậy, hai người họ vô cùng cảm kích. Ta luôn cảm thấy bóng lưng của hắn, rất quen, Xích Hiên khẽ nói. Ta cũng vậy, thằng nhóc tóc tím nhỏ giọng nói, giống với Triệu Bân. Triệu Bân hít sâu một hơi, quay lại nhìn hai người, trong lòng cảm thấy may mắn vì đã ra ngoài tìm Vương Trác, cũng may hắn đi qua khu rừng này, nếu không thì sẽ không gặp Xích Hiên và thằng nhóc tóc tím. Đến nửa đêm hai người mới đứng dậy. Dù thương thế chưa khỏi hẳn, nhưng đã không còn đáng ngại nữa. Thiên Tông Xích Hiên. Thiên Tông Lăng Phi. Đa tạ ơn cứu mạng của đạo hữu. Hai người cùng nhau chắp tay, đây chính là lời cảm ơn xuất phát từ đáy lòng. Chuyện nhỏ thôi mà. Triệu Bân cười, rồi mới thu lại Long Uyên. Triệu Bân vô tình liếc qua thằng nhóc tóc tím. Đêm nay có lẽ là lần đầu tiên hắn nghe thấy tên thật của thằng nhóc này. Chúng ta, đã từng gặp nhau ở đâu rồi đúng không? Thằng nhóc tóc tím thăm dò, Xích Hiên cũng nhìn Triệu Bân. Triệu Bân cười rồi lắc đầu, đi càng lúc càng xa. Hắn không định thú nhận, vì hắn tới để báo thù rửa hận, càng ít người biết thân phận của mình thì càng an toàn. Hắn làm vậy cũng vì muốn tốt cho Xích Hiên và Lăng Phi. Hai người nhìn theo bóng lưng Triệu Bân, trong lòng thật sự càng nhìn càng thấy quen. Cho đến khi Triệu Bân biến mất trong bóng tối, bọn họ mới động đậy, mỗi người dùng một lá bùa tốc hành, đã đi xa vẫn không quên quay đầu nhìn về phía còn lại. Vù, vù. Triệu Bân cũng dùng bùa tốc hành, giống như một bóng đen lướt qua khu rừng. Hắn vẫn cầm một bình linh chấp thiên nhãn trong tay, cố gắng hồi phục đồng lực suốt cả quãng đường, thuấn thân tuyệt sát đúng là dùng tốt, một kiếm đã giết chết một tên huyền dương đỉnh cao, tên thứ hai không cần chiến đấu là cũng bị dọa sợ lui về. Nhưng thánh nhân cũng có lúc nhầm, làm như vậy tiêu hao quá nhiều đồng lực. Thế nên, hắn cần mài giũa rèn luyện nhiều hơn, đồng thời phải nhanh chóng nâng cao cảnh giới. Tu vi của thiên nhãn cao chắc chắn sẽ có ích, đồng lực chắc cũng sẽ tự tăng theo. Đây chính là con át chủ bài để hộ mệnh, có thể tấn công, có thể lui, trận chiến đêm nay là một ví dụ điển hình, ai cũng sợ hãi bỏ chạy hết. Quỳnh! Khi Triệu Bân đang lao đi, một tiếng sấm đột ngột vang khắp trời. Triệu Bân liền đứng yên tại chỗ, ngẩng đầu nhìn bầu trời, hai mắt sáng ngời. Hắn chỉ lo khôi phục đồng lực mà quên quan sát hiện tượng thiên văn. Ngày nào hắn cũng nhìn vì hắn đang chờ ngày mưa giông, đó sẽ là thời cơ để tăng tiến thêm một bậc nữa, chỉ cần có cơ duyên là có thể lập tức phá vỡ cảnh giới, đêm nay chính là thời cơ thuận lợi. Đến đúng lúc lắm. Tiếng Triệu Bân vang lên, hắn lao thẳng lên đỉnh núi. Đồng thời, hắn cũng vận hành tâm pháp Thái Sơ Thiên Lôi Quyết, chỉ chờ tia sét đánh xuống. Uỳnh. Sấm sét nói đến là đến, cả người hắn liền bốc lên khói đen. May là Triệu Bân, nhưng nếu đổi lại là người bình thường đã bị sét đánh cho không còn gì rồi. Đến nữa đi. Triệu Bân khàn giọng hét lớn, không ngừng vận hành Thái Sơ Thiên Lôi Quyết. Sấm sét cuồng bạo đánh xuống đợt sau mạnh hơn đợt trước, toàn thân Triệu Bân bị sấm sét đánh bị thương, từ xa nhìn tới sẽ giống như một người sét. Cũng may không ai đi ngang qua, nếu như nhìn thấy cảnh tượng này, chắc chắn sẽ kinh sợ, đừng nói là cảnh giới địa tạng. Dù là cảnh giới thiên võ thì cũng không dám làm như thế này. Phá vỡ cho ta. Triệu Bân gào thét, đây là tiếng gào thét từ tận linh hồn. Giữa cảnh giới chân linh đỉnh cao và huyền dương có một rào cản, phá vỡ nó liền có thể tiến lên cảnh giới mới. Triệu Bân đánh sâu vào từng chút, giống như đâm vào tấm thép, chẳng những không thể đột phá, ngược lại còn gặp phản phệ, hơn nữa đợt sau còn mạnh hơn đợt trước, hắn phun ra từng ngụm máu tươi. Còn không thể đứng vững được. Theo như lời Nguyệt Thần, nội tình của Triệu Bân quá hùng hậu, chính vì quá hùng hậu, nên muốn đột phá lại càng khó hơn. Cùng là cảnh giới chân linh đỉnh cao nhưng hắn thăng cấp khó hơn người ta gấp 10 lần. Phá cho ta. Khóe miệng Triệu Bân không ngừng chảy máu, hai mắt đỏ ngầu. Khó lắm mới có sấm sét, đây là cơ duyên và cũng là may mắn, hắn không tin mình không thể thăng cấp lên huyền dương. Con người mà,
phải tin vào chính mình. Nhưng có lẽ ông trời không muốn cho hắn toại nguyện. Cơn mưa giông này, đến nhanh đi cũng nhanh. Phụt. Triệu Bân phun ra một ngụm máu tươi, không biết là vì bị thương hay là vì tức. Sao lại keo kiệt như vậy? Chỉ cần thêm mười mấy đợt nữa là hắn thành công rồi. Giờ thì hay rồi, hậu lực không đủ, một đợt tấn công mạnh mẽ này cũng không thể phá vỡ cảnh giới kia, vì thế, hắn cũng phải chịu không ít phản phệ. Phục ông rồi đấy. Triệu Bân mắng, lại đi xuống núi, đi thẳng đến thành Yên Vũ. Người bị sét đánh, mà vẫn còn nhảy nhót tưng bừng như hắn quả thật rất hiếm. Đêm dần trôi. Khi ánh mặt trời đầu tiên ló dạng, Triệu Bân đã đến thành Yên Vũ. Thành không lớn nhưng lại rất náo nhiệt, đường phố đông đúc, tiếng hò reo lúc trầm lúc bổng. Lúc Triệu Bân vào thành thì đã thay đồng phục của Thiên Tông. Người trên phố thấy vậy thì đều nhường đường, người bình thường không thể đụng chạm tới người của Thiên Tông. Triệu Bân tìm đến phủ đệ nhà họ Chu, vừa mới bước vào thì đã nhìn thấy cả đám người ra đón, dẫn đầu là tộc trưởng Chu gia, theo sau ông ta đều là các trưởng lão của nhà họ Chu. Mặc dù tất cả bọn họ đều có tu vi cấp huyền dương nhưng khi nhìn thấy người của Thiên Tông thì ai nấy cũng vô cùng cung kính, không thể chọc giận người của Thiên Tông được. Tiểu Hữu, mời vào trong, tộc trưởng nhà họ Chu cười he he. Đệ tử Thiên Tông đến là niềm vinh dự lớn đối với gia tộc hạng ba như nhà ông ta, họ thật sự rất vui mừng, nói đúng hơn là được chiếu cố mà sợ. Đừng nói gì đến Chu gia nhỏ bé của ông ta, dù là thành chủ Yên Vũ có đến thì cũng phải khách sáo với hắn thôi. Triệu Bân đứng im, lấy roi sắt ra và hỏi, có nhận ra vật này không? Nhận ra, có người từ phía sau chen lên, đó là cửu trưởng lão của nhà họ Chu. Là do ông tặng viên miểu sao, Triệu Bân hỏi tiếp. Đúng vậy, cửu trưởng lão của Chu gia vừa nói vừa bất giác lau mồ hôi. Từ đâu mà ông có nó, Triệu Bân nói với giọng hiền hòa hơn, vì trông ông ta có vẻ hơi sợ hãi. Cách thành. Đi về phía đông 80 dặm có một con sông, ta đã tình cờ nhặt được ở đó, cửu trưởng lão của nhà họ Chu nói, roi này này có khả năng đặc biệt, viên miểu của quý tông tinh mắt nhận ra báu vật nên ta đã tặng cho hắn. Lúc ông ta nói đến chữ tặng thì vẻ mặt đầy xót xa. Đồ mà đệ tử Thiên Tông để mắt đến thì sao ông ta dám không đưa cho được. Triệu Bân nhìn thẳng, mắt sáng như lửa, hắn chắc chắn cửu trưởng lão không nói dối. Hắn trầm ngâm. Người nhà họ Chu cũng không dám lên tiếng, đặc biệt là cửu trưởng lão, ông ta cứ bất giác lau mồ hôi, không biết là họa hay là phúc, cũng không biết lai lịch của roi sắt đó, cứ có một dự cảm cực kỳ không lành. Đa tạ. Triệu Bân đã quay người, hắn đến nhanh mà đi cũng nhanh. Hắn đi được mấy bước thì quay trở lại, nhìn chằm chằm vào tộc trưởng nhà họ Chu, nói chính xác hơn là nhìn chằm chằm vào miếng ngọc bội mà đối phương đang đeo bên hông. Miếng ngọc màu xanh phỉ thúy trong suốt, chốc chốc lại phát ra ánh sáng đặc biệt, không phải là bảo bối gì nhưng miếng ngọc bội này lại khiến cho hồ lô vàng nhỏ màu tím của hắn rung nhẹ. Tiểu Hữu à, tộc trưởng nhà họ Chu thử gọi một tiếng với ý thăm dò. Tiền bối, ông có bán miếng ngọc bội này không? Triệu Bân mỉm cười, chỉ vào miếng ngọc bội. Mua bán mất tình cảm, nếu tiểu Hữu thích thì ta tặng, tộc trưởng Chu ra mỉm cười, lấy miếng ngọc bội xuống. Nó cũng không phải thứ gì đáng tiền nên dù cho tặng cũng không thấy tiếc. Đa tạ. Triệu Bân nhận lấy rồi nhét 10.000 lạng ngân phiếu vào tay ông ta. Tộc trưởng nhà họ Chu vẫn chưa nói gì thì hắn đã quay đi và biến mất trong đám đông. Người nhà họ Chu đứng phía sau đưa mắt nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Phần lớn mọi người đều nhìn cửu trưởng lão, nhìn thân sắc của họ thì rõ ràng là không biết gì về chuyện của roi sắt. Thì ra cửu trưởng lão nhà họ có qua lại với Thiên Tông, còn tặng roi sắt cho đệ tử của Thiên Tông, giờ lại còn có một đệ tử khác của Thiên Tông đến hỏi thăm nữa. Triệu Bân ra khỏi thành thì đi thẳng về phía đông. Đi một lúc là đến vị trí cách thành 80 dặm về phía đông. Cửu trưởng lão nhà họ Chu không lừa hắn, đúng thật là có một con sông ở đấy, hoặc cũng có thể nói đấy là một con sông lớn, chảy từ nam ra bắc. Hắn đứng bên bờ sông một lúc lâu, ánh mắt mơ hồ bất định. Lòng thầm nghĩ chắc là Vương Trác đã gặp nạn, cũng có thể là ngã xuống sông khi bị đuổi giết nên roi sắt mới bị thất lạc, bị nước giạt tấp vào bờ, trùng hợp được cửu trưởng lão nhà họ Chu nhặt được rồi lại tặng lại cho viên miểu. Nếu thật là như vậy thì e là Vương Trác giữ nhiều lành ít rồi. Triệu Bân hít một hơi thật sâu,
tìm dọc theo dòng chảy. Con sông có rất nhiều nhánh, tìm người chẳng khác nào mò kim đáy biển. Suốt dọc đường đi, hắn gặp ai cũng hỏi thăm. Khổ nỗi, không có ai từng gặp hắn ta. Thế là, một ngày nữa lại trôi qua. Màn đêm buông xuống, Triệu Bân mới dừng chân trên một mỏm đá, cố hết sức nhìn về phía xa nhưng chỉ thấy sóng lớn cuộn trào, không thấy bóng người này. Không biết Vương Trác đã bị cuốn đi đâu mất rồi, cũng không biết hắn ta có còn sống hay không. Dường như phía đằng xa có ánh lửa. Chắc là một thôn nhỏ, tựa núi giáp sông. Triệu Bân uống một ngụm rượu rồi đi thẳng về phía thôn nhỏ đó, hắn muốn tìm ai đó hỏi thử. À! Đang đi nửa đường thì nghe thấy tiếng la thảm thiết. Triệu Bân chau mày, bất giác chạy nhanh hơn, từ rất xa đã có thể nhìn thấy màu máu đỏ chói mắt, chắc là thôn làng đã gặp phải đám cướp, tiếng hét thảm hỗn loạn và thất thanh vang lên, không khó để tưởng tượng ra hiện trạng thảm thiết. Giống như thôn Sơn Hà ngày đó, ngoài Nhược Thủy ra thì không ai còn sống sót, đâu chỉ có chữ thảm không đâu. Hắn chạy thật nhanh, chưa đầy một khắc đã tới nơi. Tiếc là hắn vẫn đến muộn. Đập vào mắt hắn là cảnh xác chết ngổn ngang. Những người chết đều có một điểm chung, toàn bộ đều trở thành xác khô, chắc là đã bị ai đó hút thành xác khô. Tàn nhẫn thật, mặt Triệu Bân tái nhợt. Người điềm tĩnh như hắn cũng không khỏi run lên khi thấy cảnh đó. Mới đây thôi, họ còn là những người sống phơi phới mà giờ đây đều biến thành những cái xác khô, bất luận là người già hay trẻ sơ sinh được quấn trong khăn thì đều bị tàn sát. Một mảnh đất bình yên cách biệt với đời bỗng trở thành địa ngục trần gian, một hồ máu chứa đầy oan hồn. Máu tươi thật tuyệt diệu. Sâu trong thôn có tiếng cười ngông cuồng, hung thủ vẫn chưa đi. Triệu Bân đã phát hiện ra và tiến về phía đó, từ rất xa hắn đã nhìn thấy một người mặc áo đỏ, tràn ngập ma sát, mái tóc đỏ tung bay giống như tu la, chẳng khác nào một ma đầu, khắp người đều là máu. Bóng người thật quen thuộc, Triệu Bân nheo mắt. Ma đầu cũng đã nhận ra sự có mặt của hắn, lúc đang giết người thì đột nhiên quay lại nhìn. Triệu Bân nhìn thấy hắn ta thì sát ý liền nổi lên, đâu chỉ có quen không thôi mà phải nói là quá quen, đấy là Vương Dương của nhà họ Dương. Đáng chết mà. Triệu Bân hừm lên một tiếng lạnh lùng, sát ý lạnh buốt. Sát ý của hắn không chỉ nhằm vào Vương Dương mà còn cả Bát Nhã. Nếu như tối đó Bát Nhã không nhúng tay vào thì Vương Dương đã sớm mất mạng rồi. Thôn dân ở đây cũng đâu đến nỗi phải bị Vương Dương đổ sát. Sự từ bi của nhà Phật đã làm đảo lộn nhân quả của người đời. Bây giờ xem ra nhân quả đó đã nhuốm đầy máu rồi. Xác chết đầy đất chính là bằng chứng của nhân quả. Những sinh mạng vô tội đó chính là cái giá phải trả cho sự thương hại. Lúc này, Triệu Bân rất muốn kéo Bát Nhã đến đây, để cho tín đồ nhà Phật như cô ta nhìn thử cảnh tượng máu me thảm khốc này. Cũng muốn hỏi cô ta thử Phật quang từ bi đó của cô có thể dập tắt được tội ác của ma đầu hay không. Khí huyết thật là tinh khiết. Vương Dương cười man dợ, liếm đầu lưỡi đỏ thắm, vứt thôn dân vẫn chưa hút khô đi và đi về phía Triệu Bân. Dưới ánh trăng mờ nhạt, mái tóc đầy máu của hắn ta tung bay càng khiến hắn ta giống như một vong hồn, vô cùng đáng sợ. Triệu Bân nhận ra hắn ta. Nhưng hắn ta lại không nhận ra hắn. Cũng đúng. Cảnh giới thiên võ còn không thể nhìn ra được Triệu Bân thì nói gì đến hắn ta. Nhập ma rồi sao, Triệu Bân đứng lại, chau mày lần nữa. Hắn có thể cảm nhận được ma lực đáng sợ từ trong cơ thể của Vương Dương toát ra, chắc là hắn ta có truyền thừa từ ma hoặc là đã tu ma công gì đó, hơn nữa còn kèm theo một loại công pháp tà ác, hút máu người để tu luyện, nhiều người vô tội như thế bị giết chết là ví dụ đẫm máu nhất, tên ma đầu này đã dùng người sống để gia tăng ma lực của mình. Chuyện khiến hắn kinh hãi còn có tu vi của Vương Dương. Lần trước khi gặp Vương Dương, tên này mới chỉ là một tên cấp chân linh. Thế mà bây giờ hắn ta đã là Huyền Dương tầng 4 rồi, dù cho bứt phá thì cũng không nhanh được như thế. Xem ra, sau khi được Bát Nhã cứu đi thì Vương Dương đã có được tạo hóa kỳ diệu nào đó, thậm chí là thay da đổi thịt, từ đó mới có thể có thành tựu như hôm nay. Sức mạnh dồi dào của hắn ta còn mạnh hơn cả U Lan khi bộc phát. Hắn không thể đảm bảo thần trí của Vương Dương hiện giờ có tỉnh táo hay không, chỉ biết lúc này, đối thủ cũ của mình đã mạnh vượt quá sức tưởng tượng. Chấm. Giết. Vương Dương hét lớn lên, tiến đến với ma sát cuồn cuộn. Hắn ta tung ra một chưởng,
Đại ấn hình bàn tay năm ngón tối đen liền ập xuống, còn có cả ma văn chạy quanh giữa các ngón tay. Không nhắc đến tu vi của hắn ta, chỉ nói đến trưởng này thôi thì cũng mạnh lắm rồi, e là võ tu cùng cấp cũng không có ai có thể đỡ nổi, vì bên trong chân nguyên của hắn ta tiềm ẩn ma lực đáng sợ, mạnh hơn so với chân nguyên của võ tu nhiều. Gào. Khí huyết Triệu Bân dâng cao, hắn xuất trưởng uy long để đỡ đòn. Hai trưởng gặp nhau tạo nên tiếng nổ lớn, một quầng sáng lan rộng ra. Nếu quan sát hai bên thì có thể thấy Vương Dương chỉ lùi về sau nửa bước còn Triệu Bân thì lùi hẳn cả một bước, ngón tay bị rách, máu tươi chảy ra, đối đầu trực diện với Vương Dương một chiêu mà bị chấn động đến mức cánh tay tê dại. Đọ sức mạnh thì hắn đã ở thế hạ phong. Vương Dương nở nụ cười gian ác, phấn khích và man dợ, ma sát càng toát ra nhiều hơn, có tiếng kêu ai oán của vong hồn, không biết hắn ta đã cắn nuốt bao nhiêu sinh linh vô tội rồi, vì vậy nên trong ma lực còn có vong hồn. Chỉ nghe tiếng không thôi cũng thấy tâm trạng hoảng hốt. Trong trạng thái đó, hắn ta như có ma lực vô biên, ma khí tối đen, cuồn cuộn khắp trời, biến thành một lớp màn mây, che khuất bầu trời sao rộng lớn, ma lực càng lúc càng mạnh hơn, có lẽ vì uy lực quá mạnh mà tường đá và mái ngói trong làng đều bị chấn động đến mức nổ thành cho bụi. Kỳ lân, mở! Triệu Bân thầm hét lên trong bụng, cố thi triển thể kỳ lân. Biểu tượng kỳ lân nối đuôi nhau hiện lên. Khí thế đột ngột tăng cao, thấp thoáng còn có thể nghe tiếng kỳ lân gầm thét. Hắn lấy kiếm Long Uyên ra, kiếm khí màu vàng kim dài ba tấc, kiếm thể lôi điện giằng xé, khí huyền hoàng bao quanh. Hắn vẫn chưa xuất kiếm thì kiếm uy đã tăng lên đến trạng thái đỉnh cao, hắn đang định giết chết đối phương chỉ bằng một kiếm. Khí huyết thật tinh túy. Vương Dương cười đáng sợ, lộ hết hai hàm răng trắng bóng ra. Hắn ta đang cười thì bỗng một thanh kiếm lạnh buốt đâm xuyên vào ngực hắn ta, cắt đứt tâm mạch của hắn ta. Đấy là chiêu thuấn thân tuyệt sát của Triệu Bân, hắn ta không kịp đề phòng. Tiếng la thảm của Vương Dương vang lên, ma sát đen ngòm cuồn cuộn, đánh bật Triệu Bân ra. Còn hắn ta nôn ra máu, ngửa mặt lên trời rồi ngã về sau, máu tuôn ra từ vết thương trước ngực. Vương Dương không ngờ đến chiêu thuấn thân tuyệt sát nên mới không kịp trở tay, bị trúng kiếm hiểm. Chết ngay tại chỗ đến nỗi không nhắm mắt, lúc đó, đôi mắt đỏ ửng vẫn còn đầy sự hung tàn và khát máu. Ân oán của ta và ngươi đã kết thúc rồi. Triệu Bân thản nhiên nói, hắn cầm kiếm lên, sắc mặt không vui cũng không buồn. Mặc dù ngày hắn giết chết Phương Dương đến muộn nhưng may là hắn cũng không bỏ lỡ. Nhưng, hắn vẫn chưa đến bên cạnh xác của Vương Dương thì đối phương đã bật thẳng đứng dậy, vừa nhìn còn tưởng là xác sống. Có một vùng ma sát đen ngòm bao quanh lấy Vương Dương và cuồn cuộn tràn ra ngoài, mang theo ma lực cực mạnh, Triệu Bân chưa kịp phòng bị đã bị hất lộn nhào ra ngoài. Sao có thể? Triệu Bân cố đứng vững lại, ánh mắt tràn đầy vẻ không tin nổi. Hắn có thể nhìn thấu tâm mạch của Vương Dương, lúc nãy nó đã bị hắn một kiếm đâm xuyên rồi, không ngờ bây giờ lại hồi phục như cũ, đến cả vết kiếm đâm trên ngực cũng liền lại. Đôi mắt đỏ ửng không còn ma quang đó của Vương Dương cũng toát lên sự đen tối đáng sợ như lúc ban đầu, vẫn hung tàn và khát máu như thế. Hơn nữa Vương Dương còn đáng sợ hơn cả khi nãy, nếu như lúc nãy hắn ta chỉ như một ma đầu thì bây giờ lại là một ma đầu thật sự. Tâm mạch bị chém mà vẫn có thể sống lại. Bất ngờ này khiến hắn không kịp trở tay. Lâu lắm rồi không được vui thế này. Vương Dương cười đáng sợ, vui vẻ nghiêng cổ, hít máu tươi. Trong lúc hắn ta nói chuyện có thể nhìn thấy giữa trán của hắn ta có một ma văn, nó cứ như có sức sống, hết đường này đến đường khác xuất hiện đầy trên khuôn mặt hắn ta, dáng vẻ đó chỉ nhìn thôi cũng thấy ớn lạnh. Thần trí hắn vẫn tỉnh táo, Triệu Bân lẩm bẩm. Nhập ma tỉnh táo thì mạnh hơn nhiều so với nhập ma không biết gì, ít ra thì U Lan trong trạng thái bùng nổ cũng không bì lại được, vì nhập ma tỉnh táo có tư duy chiến đấu, còn nhập ma vô thức thì chỉ đánh bừa, đánh bất chấp thôi. Vì vậy cũng giống như U Lan, chiêu nào cũng có sơ hở, chiêu nào cũng là chiêu chí mạng. Ta ngửi thấy một hơi thở quen thuộc từ trên người ngươi. Vương Dương liếm đầu lưỡi đỏ thắm, cầm ma đao trên tay, bước đến từ từ, ánh mắt tò mò, muốn nhìn thấu Triệu Bân nhưng đáng tiếc khả năng của hắn ta có hạn, không thể vén được tấm màn thần bí đó. Thiên lôi trận. Triệu Bân lạnh lùng hét lên, quỳ một chân xuống đất, cắm kiếm Long Uyên vào đất. Đột nhiên, mặt đất trong vòng 100 trượng nứt ra, những tia lửa điện phóng thẳng từ dưới đất lên.
đòn tấn công ở mức đó thì sao giết chết được ta? Vương Dương cười khinh thường, hung tợn và nham hiểm. Hắn ta không dừng bước, mặc cho lôi điện chém lên người. Uy lực của lôi điện cũng rất mạnh, hết tia này đến tia khác chém lên người hắn ta khiến cơ thể chảy máu. Nhưng kỳ lạ là những vết thương đó liền lại ngay trong chớp mắt, đến cả máu chảy ra cũng đổ ngược lại vào trong cơ thể. Khả năng phục hồi thật bá đạo. Triệu Bân thẳng thốt, hắn nhìn kỹ hơn thì mới nhận ra mỗi một giọt ma huyết tràn đầy trong cơ thể của Vương Dương dường như đều mang sức mạnh tái sinh, chuyện này dường như đã vượt qua khả năng trị thương thông thường của võ tu, một kẻ như vậy nếu muốn giết thì phải tiêu diệt triệt để, bằng không cho dù chỉ còn một hơi thở thì hắn ta cũng có thể hồi sinh. Triệu Bân tự thấy bản thân có kinh nghiệm phong phú nhưng kẻ có khả năng ma quái như Vương Dương thì vẫn là lần đầu tiên hắn mới gặp, trước kia hắn chưa từng nghe nói qua về khả năng ma quái này. Vèo. Khi hắn còn đang kinh ngạc thì Vương Dương đã vác đao chém về phía hắn, thân pháp hết sức quỷ mị. Triệu Bân thi triển bước phong thần, chờ mình chém ra một kiếm bức lui Vương Dương. Vương Dương cười một tiếng rồi dịch chuyển tức thời về vị trí cũ. Đôi mắt bắn ra ánh sáng màu máu khiến cho Triệu Bân phải phi thân lui về phía sau, vũ động kiếm Long Uyên lên chống đỡ. Hắn còn chưa kịp đứng vững thì thanh đao trong tay Vương Dương đã thay đổi hình thái biến thành một thanh ma kiếm màu đen có uy lực kinh người. Hắn ta chém ra một đường kiếm mang theo kiếm uy nghiền nát hướng về phía Triệu Bân, lần này Triệu Bân khó có thể né tránh được. Ầm. Trong chớp mắt, Triệu Bân đã mở ra thiên cang hộ thể. Một màn hào quang mở ra vào bao trùm lấy Triệu Bân, màn hào quang này lấy hắn làm trung tâm, toát ra khí thể hết sức bá đạo. Vương Dương vừa mới truy giết hắn bây giờ đã bị chấn lui. Triệu Bân không thể bỏ qua một cơ hội tốt như vậy, hắn tiếp tục thi triển bước phong thần lao nhanh về phía Vương Dương. Phụt! Vương Dương vừa ngã xuống thì đã bị một kiếm của Triệu Bân đâm trúng nhanh như gió, uy lực của đường kiếm mạnh như sấm chớp. Tuy nhiên, sau khi đâm trúng hắn ta thì Triệu Bân lại nhíu mày, hắn đã đâm xuyên qua tâm mạch của Vương Dương nhưng không ngờ chỉ trong chớp mắt tâm mạch của Vương Dương đã có thể đập trở lại, dường như một kiếm này của hắn chỉ có thể đâm xuyên qua ngực của Vương Dương chứ không thể gây nguy hiểm đến tính mạng của hắn ta. Thiên cang hộ thể, hay lắm. Vương Dương mỉm cười âm hiểm, nhe ra hàm răng trắng hếu. Vừa dứt lời thì hắn ta lại thi triển thân pháp quỷ dị của mình, bộc phát ra ma khí cuồn cuộn đánh thẳng về phía Triệu Bân. Triệu Bân lại bị chấn bay lần thứ hai, Vương Dương cũng nhân cơ hội từ trên cao chém xuống một kiếm. Keng! Triệu Bân cũng nắm chặt kiếm Long Nguyên chém ra một đường. Hai lưỡi kiếm va chạm với nhau cực mạnh, những tia lửa dữ dội bắn ra khắp nơi. Ma kiếm của Vương Dương bị đánh bay, kiếm Long Nguyên của Triệu Bân cũng bật ra khỏi tay, hai thanh kiếm đều rơi xuống đất gần như cùng một lúc, một thanh cắm xiên trên mặt đất, một thanh cắm xiên trên tảng đá. Rung động dữ dội. Cánh tay của Triệu Bân đã bật máu, bị một kích vừa rồi làm cho hắn bị chấn động đến mức toét cả da thịt trên tay. Vương Dương cũng không khá hơn là bao, chẳng qua hắn ta có khả năng tái sinh cơ thể cho nên vết sẹo nào xuất hiện cũng đã lành, máu tươi đang bao phủ lấy toàn bộ cánh tay của hắn ta, từng giọt máu đều ẩn chứa ma lực tái sinh. Dịch chuyển tâm mạch, sao hắn ta có thể làm được như vậy? Hai mắt của Triệu Bân sáng lên. Hắn vẫn không biết Vương Dương đã làm điều đó như thế nào. Đúng là con đường võ đạo vô cùng vô tận, một kiếm vừa rồi đã khiến cho hắn được mở mang tầm mắt. Cha, ta đã đổi ý. Tiếng cười của Vương Dương càng lúc càng trở nên âm hiểm hơn, một tay của hắn ta lại kết ấn quyết. Hắn ta đã đổi ý, hắn ta không muốn giết chết Triệu Bân nữa mà muốn bắt Triệu Bân về để nghiên cứu. Ông! Hắn ta đã kết ấn quyết phong ấn. Ngay lập tức có một tòa tháp ma quái từ trên trời xuất hiện rồi chụp xuống đầu Triệu Bân. Triệu Bân vừa nhìn thấy nó liền phi thân bỏ chạy. Tuy nhiên, tòa tháp ma có sức mạnh cắn nuốt sinh cơ của người khác, nó mạnh đến mức khiến cho Triệu Bân không thể nào chống đỡ được lực hút. Chỉ trong 2-3 bước thì hắn đã bị hút vào trong tòa tháp ma, đến lúc này thì tòa tháp ma mới ầm ầm đáp xuống đất khiến cho mặt đất rung chuyển. Ấn quyết của Vương Dương lại thay đổi. Tòa tháp ma rung lên một cái, bên trên nó có ma văn đang chuyển động, ngưng tụ thành dây xích dày quấn lấy tòa tháp ma, phát ra những thanh âm ông ông quái dị. Bên trong tòa tháp ma còn lóe lên ánh sáng, truyền ra tiếng sấm đang đánh ầm ầm. Triệu Bân ở trong tòa tháp ma, chân nguyên trong cơ thể hắn nhanh chóng chảy ra ngoài.
Chính xác hơn thì hắn đang bị tòa tháp ma này hút hết chân nguyên. Triệu Bân quan sát hai bên trái phải, tòa tháp ma không ngừng cắn nuốt chân nguyên của hắn, bên trên nó còn có một nguồn sức mạnh trói buộc mạnh khủng khiếp liên kết với ma văn, chắc chắn đây là một loại trận pháp phong ấn. Phong! Khóe miệng Vương Dương nhếch lên, hắn ta lại tiếp tục thay đổi ấn quyết. Phong ấn ta! Triệu Bân hét lên một tiếng rồi bộc phát ra khí huyền hoàng khiến cho tòa tháp ma nứt ra một đường. Ngay sau đó hắn lại tung quyền vào vết nứt khiến cho nó vỡ ra rồi mạnh mẽ bay thẳng lên trời như một con rồng. Hay lắm! Vương Dương đánh ra một chưởng hướng lên trời, muốn đánh rơi Triệu Bân ngay lập tức. Triệu Bân sớm đã đoán được chuyện này, hắn cũng ngay lập tức phất tay biến ra một cây thương phóng thẳng về phía bàn tay của Vương Dương. Giết! Huyết tinh khí phóng ra từ cơ thể của Vương Dương hung hãn oanh tạc tới từ hướng ngược lại để hóa giải nguy hiểm. Khi Triệu Bân vừa ổn định được cơ thể thì hắn liền thi triển hổ gầm long ngâm phối hợp với võ hồn. Đòn công kích này khiến cho Vương Dương bị nội thương và thế công của hắn ta cũng yếu dần đi. Triệu Bân nhân cơ hội áp sát, roi sắt đen trên tay hắn đã nặng nề giáng một đòn xuống gáy của Vương Dương. Tiếng vang của một đòn này nghe thật vui tai. Vương Dương kêu rên, từng bước lui về phía sau. Kêu đi, ta cho ngươi kêu. Triệu Bân cầm roi sắt đuổi theo. Liên tục quất vào đầu của hắn ta. Cây roi sắt này chuyên dùng để đánh vào tinh thần lực nhưng cũng có thể dùng để đánh người. Người có võ hồn tất nhiên sẽ có thể chống đỡ, nhưng người không có võ hồn thì sẽ cảm thấy đau đớn vô cùng. Mỗi một roi quất xuống đều khiến cho Vương Dương đau đến mức chết đi sống lại, thất khiếu đều chảy máu, đầu óc đau nhức như muốn nổ ra. Á! Vương Dương gầm lên, không biết là do tức giận hay là do đau đớn. Tiếng gầm của hắn ta rất có uy lực, chính xác mà nói thì tiếng gầm này mang theo ma lực cuồn cuộn oanh tạc ra ngoài, ngay cả Triệu Bân đã mở ra kỳ lân thể cũng không thể nào chống đỡ được, cho nên liền bị chấn bay ra xa lần thứ ba. Chảm! Triệu Bân bị chấn bay nhưng vẫn không ngừng công kích, hắn ngay lập tức dùng hồn ngự kiếm. Hắn đã có tính toán từ trước, trong lúc hắn dùng roi sắt đen đánh Vương Dương thì hắn cũng đã đồng thời điều khiển kiếm Long Uyên xuất ra. Phụt! Vương Dương vừa mới đứng vững thì đã bị một kiếm chém bay đầu. Từ cổ của hắn ta phun lên một cột máu hết sức chói mắt. Đầu của Vương Dương lăn xuống đất, cơ thể không đầu đung đưa trong gió, cột máu trên cổ không ngừng phun ra nhưng dường như vẫn còn mang theo một tia sinh cơ nhàn nhạt mờ ảo. Chuyện đáng sợ hơn còn ở phía sau. Cơ thể không đầu đó vậy mà không hề ngã xuống. Từ bên trong cột máu đang phun ra trên cổ không ngờ lại dần dần sinh ra một cái đầu mới, đó vẫn là đầu của Vương Dương nhưng gương mặt đã càng lúc càng trở nên dữ tợn hơn, hắn ta lắc lắc cái đầu mới mọc một cách sảng khoái, ma khí trên cơ thể của hắn ta càng lúc càng nồng nặc, Triệu Bân mơ hồ còn có thể nghe được tiếng kêu rên của các oan hồn đang quẩn quanh cơ thể của hắn ta. Không chết, cũng không bị thương sao? Triệu Bân đáp xuống đất rồi kinh ngạc mở to mắt nhìn đối phương. Đã bị đâm xuyên tim và bị chém bay đầu mà Vương Dương vẫn có thể sống lại, Triệu Bân chưa từng nhìn thấy chuyện kỳ quái như vậy, hắn đã giết được Vương Dương hai lần nhưng hắn ta vẫn không chết, đây không đơn giản chỉ là ma tu nữa, chắc chắn hắn ta đã lấy được truyền thừa của ma đạo. Triệu Bân chỉ là một phàm nhân tu luyện võ đạo cho nên nhãn lực của hắn vẫn còn có nhiều hạn chế. Nếu như Nguyệt Thần tỉnh lại thì trong nháy mắt nhất định có thể nhìn được thấu đáo. Vương Dương này đã không còn là ma tu bình thường nữa, cho dù có giết hắn ta 100 lần thì cũng không thể nào giết chết được hắn ta, bởi vì Vương Dương không chỉ có một cái mạng, mỗi lần hắn ta giết chết một sinh linh thì sẽ hấp thụ được cả sinh mệnh của sinh linh đó, và chỉ có quỷ mới biết được hắn ta đã hấp thụ được sinh mệnh của bao nhiêu sinh linh rồi. Vậy, muốn tiêu diệt Vương Dương triệt để thì phải giết được hắn ta ít nhất 800 lần. Trong hoàn cảnh này, cho dù Vương Dương có đứng yên để cho Triệu Bân giết 800 lần thì Triệu Bân cũng sẽ mệt chết, chưa kể Vương Dương sẽ không đứng yên đó để cho hắn giết, mà vấn đề là Triệu Bân cũng không biết chắc được nếu như giết xong 800 lần thì hắn ta có chết thật hay không. Ngươi khiến cho ta bất ngờ lắm. Vương Dương bật cười âm hiểm, đôi mắt lóe lên một tia tà ác. Hắn ta lại mạnh lên rồi. Triệu Bân lẩm bẩm, kẻ này thật quỷ quái. Sau mỗi một lần chết đi thì hắn lại càng mạnh mẽ thêm, tinh thần lực của hắn ta lúc này cũng bị bao phủ bởi một tầng ma lực dày đặc, cũng có nghĩa là roi sắt đen chuyên đánh vào tinh thần lực trong tay Triệu Bân lúc này đã không còn tác dụng với Vương Dương nữa,
e rằng hổ gầm long ngâm của hắn cũng không thể nào phá được lớp ma lực bảo vệ kia. Đầu óc của Vương Dương cũng rất thông minh, hắn ta biết rõ nhược điểm của bản thân cho nên khi tái sinh thì ngay lập tức sửa chữa nhược điểm đó, không cho đối thủ cơ hội giết chết mình bằng cùng một cách như trước đây nữa. Vương Dương quả thật đã khiến cho Triệu Bân cảm thấy hết sức kinh hãi, đây là cảm giác mà hắn chưa từng có với bất kỳ một đối thủ nào trước đây. Giờ phút này điều duy nhất Triệu Bân muốn biết chính là làm như thế nào mới có thể tiêu diệt triệt để Vương Dương. Nếu như Vương Dương cứ chết đi sống lại như thế này mãi, sợ là chưa kịp tiêu diệt được hắn ta thì Triệu Bân đã xuống suối vàng trước rồi. Ta rất thích đôi mắt của ngươi. Một tiếng cười hiểm ác lại vang vọng, vừa dứt lời thì Vương Dương đã áp sát tới, một tay chọc thẳng về phía đôi mắt của Triệu Bân. Triệu Bân biết dò xét Vương Dương, chẳng lẽ hắn ta lại không biết dò xét ngược lại hay sao? Hắn ta đã biết mấu chốt thuật thuấn thân của Triệu Bân nằm ở con mắt, và hắn ta cho rằng chắc chắn con mắt đó là thiên nhãn hoặc ít nhất cũng là một bí thuật truyền thừa liên quan tới thiên nhãn. Bởi vậy mới nói, yêu ma đã đáng sợ, mà yêu ma có đầu óc lại càng đáng sợ hơn. Vậy thì ta sẽ giết ngươi thêm một lần nữa, Triệu Bân mạnh mẽ quát lên. Hắn không hề rút lui, ngược lại còn hung hãn xông tới. Hắn vừa né được một chảo của Vương Dương thì đã ngay lập tức đánh ra một chưởng. Vương Dương cũng không kém cạnh, thân pháp của hắn ta vô cùng quỷ mị, nhanh như chớp đã chém ra một luồng kiếm khí trúng vào cơ thể của Triệu Bân. Luồng kiếm khí này đã khiến cho cơ thể của Triệu Bân rách ra một đường dài, máu tươi chảy ra ràn rụa, sát khí nồng nặc đã xâm nhập sâu vào cơ thể để ăn mòn sinh cơ của Triệu Bân. Cũng may nội lực của Triệu Bân vẫn đủ mạnh để đối kháng với sát khí này. Phong cách chiến đấu của hắn vẫn trước sau như một, lấy cứng đối cứng, lấy mạnh đánh mạnh. Hắn không tin yêu ma bất tử, cũng không tin mình không thể giết chết được đại ma đầu này. Hai người đánh nhau vào tận trong rừng sâu, khí thế ngút trời, động tĩnh ầm ĩ, hai người một nam một bắc liên tục tung ra bí thuật đối kháng, nào là trường ấn, quyền ảnh, đao mang, kiếm khí. Khiến cho những cây cổ thụ cao vút trong rừng cũng bị khí thế của trận đại chiến nghiền nát. Đất đá nổ vụn bay tung tóe khắp nơi. Triệu Bân càng đánh càng kinh ngạc, ma lực của Vương Dương là vô hạn hay sao? Hắn có đan hải hỗ trợ bổ sung chân nguyên mà cũng không thể cầm cự nổi, thế nhưng đối phương càng đánh lại càng mạnh mẽ, ma lực chẳng những không hề suy giảm mà càng thêm mãnh liệt, cuồn cuộn ma lực đang không ngừng oanh tạc về phía của hắn. Chết đi, tại sao ngươi vẫn chưa chết? Vương Dương càng lúc càng trở nên điên cuồng, hai mắt đỏ ngầu, không ngừng rít gào. Đối thủ của hắn ta chỉ là một tiểu võ tu cảnh giới chân linh. Sao cảnh giới chân linh lại có chân nguyên dồi dào đến như vậy, hắn ta có ma lực vô hạn mà vẫn chưa thể trấn áp được Triệu Bân, Vương Dương cũng là lần đầu tiên mới gặp được một kẻ có thực lực quái dị như Triệu Bân. Phụt! Lại một đòn công kích trúng mục tiêu, khiến cho máu tươi phun ra chói mắt. Triệu Bân là người bị phun máu, vai trái của hắn đã bị xuyên thủng. Giết! Vương Dương đã áp sát tới với khí thế hết sức hung tàn bạo ngược. Triệu Bân ngay lập tức thi triển ảo thuật thiên nhãn. Vương Dương trúng chiêu, thân pháp trong chớp mắt bị đình trệ, nhưng cũng chỉ trong chớp mắt sau đó thì hắn ta đã phá được ảo thuật thiên nhãn. Dù vậy thì khoảng thời gian ngắn ngủi đó cũng đã đủ cho Triệu Bân rồi. Hắn chỉ đánh lừa Vương Dương để kéo thêm thời gian cho bản thân biến đổi, sau đó ngay lập tức hắn đã xông lên cận chiến. Mỗi một ngón tay của hắn lúc này giống như một loại vũ khí cứng rắn hung hãn đâm tới, toàn thân của hắn cũng đã nổi lên một tầng khí thế hết sức dũng mãnh phối hợp với chiến ý vô địch, thậm chí mỗi một lỗ chân lông của hắn cũng đều đang co bóp hết sức nhanh chóng để hấp thu linh khí. Đòn công kích bất ngờ của hắn đã khiến cho Vương Dương không ngừng phun máu. Á! Vương Dương rít gào, ma lực cuồn cuộn bạo dũng, mạnh mẽ hất bay Triệu Bân ra xa. Vèo! Triệu Bân trong nháy mắt đã quay trở lại, công kích tới tấp. Đây là lúc thử xem nền tảng thể lực của bên nào tốt hơn, Vương Dương có ma lực vô hạn liên tục hất văng Triệu Bân nhưng Triệu Bân ngược lại cũng bám dai giống như keo dính, dù cho hất văng cỡ nào thì hắn cũng có thể quay lại bám chặt lấy Vương Dương, ngay khi có cơ hội cận chiến thì hắn liền mở ra đấu chiến thánh pháp, càng đánh càng mạnh. Hừ, đáng chết! Vương Dương giận dữ quát lên một tiếng, hắn ta lại kích hoạt cấm thuật. Rất muốn hất văng Triệu Bân ra thật xa. Lần này Triệu Bân lại không bám lấy hắn ta nữa mà ngay lập tức kết ấn, hô lên một tiếng, nổ. Ầm, ầm,
Ầm. Triệu Bân vừa dứt lời thì từng tiếng nổ lớn đã lần lượt vang lên từ phía của Vương Dương. Thì ra Triệu Bân chỉ giả vờ muốn cận chiến, mục đích chính của hắn là dán bùa nổ lên người của Vương Dương. Xuyên tim không chết, chặt đầu không chết, vậy thì ta sẽ khiến cho ngươi nổ thành tro bụi. Nghĩ vậy cho nên Triệu Bân đã nhân cơ hội bám dính lúc nãy mà dán lên trên người Vương Dương hơn 100 lá bùa nổ. Phụt, phụt. Rất nhiều tia máu màu đen đã phun ra giàn giụa trên không trung. A! Vương Dương la hét đầy đau đớn, mỗi một lá bùa nổ tung đều khiến hắn ta phải lùi về phía sau, bị nổ đến nỗi máu xương bay tứ tung, trước đó thì bị đánh đứng không vững, bây giờ thì bị nổ đứng không vững, cái gì mà huyết sát, cái gì mà ma lực, đứng trước bùa nổ thì cũng chẳng làm được gì, lá chắn đã bị phá vỡ, hắn ta bị những lá bùa đó nổ không còn hình người. Không biết đến khi nào âm thanh ầm ầm đó mới tan dần. Chờ đến khi khói súng tan đi thì đã không còn thấy tên ma đầu đó ở đâu nữa, đã bị nổ thành tro bụi rồi. Dưới đất là đầy dãy xương nát thịt tan, trên tảng đá, trên cây cối hoa cỏ đều nhuộm ma huyết. Phụt. Triệu Bân phun một ngụm máu tươi ra, lảo đảo đứng không vững, quỳ một gối xuống. Không bàn đến những vết thương trong chiến đấu. Chỉ 100 lá bùa nổ đó thôi cũng đủ để tiêu hao rất nhiều rồi, nếu là cảnh giới chân linh bình thường khác thì đã không chịu nổi, nói không chừng còn tiêu hao hết chân nguyên và chết rồi. May là hắn giết được Vương Dương, nói thật, trong cảnh giới huyền dương thì Vương Dương chính là đối thủ khó chơi nhất hắn từng gặp phải, giết 3 lần mới chính thức giết chết được, đúng là quá khó khăn. Lên đường xuống suối vàng đi nhé, tạm biệt. Triệu Bân khẽ liếc qua, chậm rãi xoay người. Keng. Đối diện là một luồng sáng đen bắn tới, mục tiêu là hắn, uy lực rất mạnh. Vẫn còn người. Mặt Triệu Bân lập tức tái đi, nhanh chóng giơ kiếm chắn ngang người. Keng. Đòn tấn công đó va vào Long Uyên, lóe ra tia lửa như pháo hoa. Long Uyên có sức chịu đựng khá tốt, vẫn chưa vỡ vụn nhưng Triệu Bân thì lại rất thảm, miệng ho ra ngụm máu to, bay vụt đi. Va vào làm gãy hơn 10 gốc đại thụ mới đập vào vách đá, rơi xuống đất chảy cả vũng máu. Thế giới này nhỏ thật đấy. Sâu trong bóng tối vang lên một tiếng cười âm hiểm, một bóng đen bước ra. Đến tận lúc này Triệu Bân mới thấy rõ đó là ai, đó chính là cao thủ huyết hy môn đuổi giết Xích Hiên và Lăng Phi đó mà. Trong đó có một người bị giết, một kẻ khác bỏ chạy, không ngờ lại gặp nhau ở đây, sau đó cho hắn một đòn tuyệt sát. Cũng may hắn phản ứng nhanh, nếu không chắc đã bị giết thật rồi. Xem ra tiền bối cũng ngại mình sống quá lâu rồi, Triệu Bân cười lạnh, lảo đảo đứng dậy. Thiên nhãn thuấn thân mạnh thật đấy, người áo đen bước ra, nở nụ cười âm hiểm, xem ra tên này đã nghiên cứu rất kỹ rồi, bây giờ ngươi đã mất đi động lực, chỉ bằng ngươi đưa thiên nhãn cho lão già này đi. Mơ tưởng, Triệu Bân mắng to, quay đầu bỏ chạy, đã bị nhìn thấu chiêu thức rồi thì chạy thôi. Một trận chiến với Vương Dương khiến hắn bị thương sắp tàn phế, chẳng còn bao nhiêu lực chiến. Chạy đi đâu, người áo đen cười lạnh, đuổi theo không tha. Hai người một trước một sau biến mất trong bóng đêm. Có lẽ do đi quá nhanh nên hai người hoàn toàn không phát hiện ra núi rừng xuất hiện tiếng kêu rên của lệ quỷ, quan sát cẩn thận còn thấy cả sát khí ma, Vương Dương bị nổ thịt nát xương tan bất ngờ có ma quang bừng sáng, trông cứ như vật sống, tự động tạo lực hút gom lại một chỗ. Thịt nát xương tan di chuyển, dần dần tạo thành một hình người. Đúng vậy, tên khốn đó đã sống lại. Chấm. Ầm, ầm, ầm. Nửa đêm nửa hôm yên tĩnh, rừng núi lại vang lên tiếng ầm ầm mãi không dứt. Là người áo đen của huyết hy môn đang đuổi theo Triệu Bân, vừa đuổi vừa đánh, kiếm khí, trưởng ấn, ánh đao, quyền ảnh. Ùn ùn kéo đến, một gốc cổ thụ che trời bị chặt ngang, một tảng đá to cứng rắn bị nổ tung. Một ngọn núi đang yên đang lành. Trở nên lộn xộn không sao tả nổi. Xoạt, xoạt. Triệu Bân lướt đi như gió, chạy không quay đầu lại. Trong lúc bỏ chạy, hắn lấy kiếm ngự hồn ra cố gắng đỡ lấy kiếm khí và ánh đao đánh tới. Này tiểu bối, ngươi cũng chạy được xa quá nhỉ. Màn đêm tối tăm, nụ cười của người áo đen lạnh lẽo và hiu quạnh như thế, cứ đuổi theo Triệu Bân ra khỏi ngọn núi. Đôi mắt đỏ tươi đáng sợ đang sáng lên nóng rực, là ao ước cũng là tham lam, có thể thực hiện thiên nhãn thuấn thân thì sẽ trở nên nghịch thiên đến mức nào. Thứ duy nhất phải bỏ ra là động lực.
bí thuật bá đạo đều phải tiêu hao những thứ tương đương. Cái đó thì lão ta đã nghiên cứu rất kỹ rồi. Cũng vì đã nghiên cứu rất kỹ nên lão ta mới đến tìm Triệu Bân. Trời không phụ người có lòng, cuối cùng lão ta cũng tìm thấy, nếu móc được thiên nhãn của Triệu Bân ra thì mọi thứ sẽ khác hoàn toàn, có thuật thuấn thân, lão ta không sợ bất kỳ kẻ nào dưới chuẩn thiên. Lão già này, chờ đến lúc ta khỏe hơn xem. Triệu Bân thầm mắng một câu, bắt đầu tập trung sấm sét, xóa bỏ sát ý còn sót lại trong người hắn khi giết Phương Dương, nhét một viên thuốc bổ sung chân nguyên vào miệng, tiện thể nuốt cả linh dược chữa thương. Nhất là Tam Văn Đan Đan Huyền thưởng cho hắn, có hiệu quả chữa thương. Không phải hắn không đủ sức đánh một trận, hắn vẫn còn ma đạo chưa dùng tới. Chưa đến lúc bất đắc dĩ hắn sẽ không đụng vào ma hóa, sau khi ma hóa, hắn sẽ có một khoảng thời gian rơi vào trạng thái suy yếu quá độ, cũng vì e dè chuyện đó nên lúc chiến đấu với Vương Dương hắn mới cố nhịn. Bây giờ xem ra suy nghĩ lúc đó sáng suốt đến thế nào cơ chứ? Để lại một quân bài tẩy chính là một sự hỗ trợ rất lớn, chỉ cần cho hắn đủ thời gian để lấy hơi, hồi phục đủ chân nguyên và chữa được phân nửa thương thế thì sẽ đủ sức đánh trả. Keng! Trong lúc suy nghĩ thì một kiếm khí khác đã đánh tới. Lực chiến của người áo đen cũng không tầm thường, mỗi một kiếm khí đều ánh lên sự u ám, lạnh như băng không cách nào chịu nổi. Keng keng, keng! Sau đó là rất nhiều tiếng vang. Đó là Triệu Bân dùng kiếm ngự hồn, lòng uyên như một vầng sáng màu vàng bay quanh người hắn, tất cả kiếm khí chém tới đều bị đỡ lại, ma sát tạo thành những ánh lửa chói mắt, vẫn thiết thiên ngoại đúc thành kiếm cực kỳ cứng rắn, nếu là vũ khí bình thường khác thì chắc đã bị kiếm khí chém nát rồi. Kiếm tốt! Đôi mắt già nua của người áo đen lóe sáng, có thể thấy được sự bất phàm của Long Uyên, lại có ba kiếm khí được đánh tới, đó không phải là kiếm khí bình thường, tối hôm đó không kịp nhìn cẩn thận. Nay nhìn lại mới thấy chút gì đó, thanh kiếm ấy nhất định đã được luyện bằng binh tinh. Đều là của ta. Người áo đen nhe răng cười, tâm trạng ngày càng hào hứng. Trong mắt lão gia, Triệu Bân không còn là một con người nữa mà là một kho báu, có một thiên nhãn đặc biệt, một vũ khí tuyệt thế, ngoài ra chắc vẫn còn bí mật khác, nếu tóm được, nói không chừng có thể tìm thêm được món bảo bối khác. Đã bảo mà, hôm nay lúc ra đường lão ta đã xem giờ. Chắc chắn sẽ đụng phải may mắn lớn. Tiểu võ tu này chắc chắn là may mắn của lão ta. Cười, cứ tiếp tục cười đi, rồi cũng đến lúc ngươi phải khóc thôi. Triệu Bân đã nhìn lại trong một phút giây nào đó, chỉ mới đặt nửa bước chân vào cảnh giới địa tàng, vẫn chưa chính thức thành địa tàng, chỉ cần không phải là cảnh giới địa tàng thì đâu còn có đó. Chờ hắn hồi phục lại, cố gắng mở ma đạo rồi sẽ luyện chiêu với lão già này một phen. Tìm một chỗ vắng bóng người đánh một trận lớn. Bây giờ, hắn không cần để ý đến Xích Hiên và Lăng Phi nữa. Nếu lực chiến được dùng hết, cộng thêm mấy quân bài tẩy của mình, hắn tin tưởng mình có thể giết người áo đen. Giao thiên nhãn ra đây ta sẽ tha cho mạng của ngươi. Người áo đen cười yếu ớt, khí thế tăng mạnh, tốc độ cũng tăng lên rất nhiều, chỉ trong vài giây đã kéo gần khoảng cách với Triệu Bân. Miệng thì nói thế mà ánh mắt đã chuyển sang màu máu, cách không chém tới, huyết quang mạnh mẽ cực kỳ, đủ để đánh chết một cảnh giới chân linh. Triệu Bân cười lạnh, cũng quay đầu nhìn lại. Về phần huyết quang chém tới thì đã có Long Uyên đỡ, hắn có võ hồn, thuật ngự kiếm cũng luyện đến mức không thể mạnh hơn được nữa, một chút huyết quang đó không thể phá vỡ lớp phòng ngự của hắn. Thế thì chờ đến khi ta bắt được ngươi, nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Người áo đen cười hà hà, thêm chút dữ tợn và hung tàn, vung tay ném một lá bùa tốc hành, lại tăng tốc độ lên, vẫn đuổi đánh suốt một đường. Ta cũng có. Triệu Bân mắng, dùng hơn 10 lá bùa tốc hành. Chơi bùa với ta ấy hả, cho người chơi tới chết. Dưới ánh trăng, tiếng ầm ầm cứ vang lên mãi, Triệu Bân chạy tới đâu thì lão già kia đuổi theo đến đó, như hình với bóng, vào hang động thì cỏ cây bay tứ tung. Trốn xuống đất bằng thì cát đá thành bụi mù, vào miếu hoang thì đổ cả tượng Phật, nhảy xuống sông thì ba đảo sóng vỗ, những nơi họ đi qua đều biến thành một đống hỗn loạn. Dầm! Triệu Bân đang chạy phía trước vẫn còn bận rót linh dịch, cố gắng hồi phục những thứ đã tiêu hao. Nhìn lại người đằng sau, gương mặt già nua đã hơi đen, lão ta là Huyền Dương tầng cao nhất. Bước nửa chân vào cảnh giới địa tạng rồi. Thế mà đuổi giết hơn nửa đêm vẫn không thể tóm được một cảnh giới chân linh,
đúng là mất mặt, tên danh đó chạy quá nhanh, lơ đãng một lát là mất dấu ngay. Đuổi đi, tiếp tục đuổi đi. Triệu Bân nhìn lại, có thêm 5 lá bùa tốc hành ném ra, hắn chui vào một khu rừng. Soạt. Người áo đen như một cái bóng cũng chui vào theo. Đứng lại, cây này do ta trồng, đường này do. Cút. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 20.